Nhất niệm vĩnh hằng chương 799, Bạch Hạo, ngươi gạt ta, Bạch Hạo, ngươi gạt ta, những người trong màn ảnh không ngờ đều là tộc nhân của Diệu Gia, cũng không phải toàn bộ người Diệu Gia đều bị bắt lại đây, nhưng hầu như đã chiếm đến 7-8 phần 10, hơn nữa trong đó còn có không ít thiên kiêu. Quan trọng nhất là lại có vài người được tuyển chọn làm người nối nghiệp trong tương lai của gia tộc trong lĩnh vực luyện hồn, được lão tổ Diệu Gia bồi dưỡng từ lâu, hao tốn vô số tâm huyết cùng tài nguyên. Có thể nói, Toàn bộ nội lực và hạt giống của Diệu gia đều ở nơi này, vốn là trước khi thực hiện kế hoạch này, lão tổ Diệu gia đã đem tộc nhân của lão bí mật phân tán đi, nhưng không ngờ được rằng, trong tay Bạch Tiểu Thuần có thế lực lớn như vậy, có thể tìm ra nhiều người đến thế. Trên thực tế từ khi Bạch Tiểu Thuần bắt đầu phát hiện được một chút dấu vết, hắn đã sai Chu Nhất Tinh đi chuẩn bị sẵn, chỉ là vì sợ đánh rắn động cỏ nên lúc trước không ra tay, mà hôm nay, nếu Bạch Tiểu Thuần muốn công kích Chu gia thì phải phòng ngừa tình huống cực đoan. Cho nên hắn mới quyết định hốt gọn một mẻ, nếu Bạch Hạo đã chết thì thôi, những người này cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu như hắn đoán đúng, chỉ cần Bạch Hạo còn sống thì rất có thể cục diện cuối cùng phải đối mặt là lão tổ Diệu gia sẽ dùng Bạch Hạo làm con tin. Một khi như vậy, tất nhiên Bạch Tiểu Thuần sẽ tung đòn sát thủ, uy hiếp lão tổ Diệu gia bằng chính tộc nhân của lão, cũng chính vì thế nên lúc trước hắn quyết định giết tiểu hầu gia họ Chu một cách gọn gàng không chút đắn đo. Bởi vì dùng người ngoài để uy tiếp tất nhiên không thể có lợi bằng dùng người diệu gia. Bạch Hạo, ngươi, cả người lão tổ Diệu gia run lên, trong tiếp tắc hai mắt lão đều đỏ vàng những tia máu, tinh thần lão bỗng chốc cực kỳ căng thẳng. Hắn nhìn thấy Diệu Lâm Nhi, nhìn thấy những hạt giống lão vất vả bồi dưỡng, lại nhìn những vãn bối lão yêu quý nhất, từng người từng người một, trong óc của lão bắt đầu xuất hiện những kỷ niệm trong quá khứ, khi mà mọi người quay quần bên mình, những hình ảnh ấm áp này làm cho hơi thở lão dần nặng nề và đứt quãng. Khách thảy làm cho trong ánh mắt của lão xuất hiện sự đấu tranh. Trước mắt, toàn bộ tính mạng người nhà đều dựa vào một ý niệm của lão, mà đây cũng không phải tất cả. Ngươi có thể yên tâm, nếu như hồn bộc của ta vẫn lạc, ngươi phải tin tưởng rằng ta có khả năng truy ra tất cả con cái diệu gia có, mặc kệ các ngươi ẩn núp ở nơi nào cũng không thể tránh được mắt ta. Mà ta còn có thể đảm bảo, từ nay về sau, tại mang hoang này không còn một chút dấu tích gì của diệu gia, khuyết mạch của ngươi chắc chắn sẽ diệt bạch tiểu thuần nhìn chầm chầm vào lão tổ diệu gia nói ra từng chữ một từ lúc hắn thấy lão tổ diệu gia dùng bạch hạo để uy hiếp mình hắn đã rõ tên này không lấy được thân phận chân chính của mình từ chỗ bạch hạo nếu không thì lúc này cũng không cần dùng bạch hạo mà là có thủ đoạn càng dữ dội hơn để đưa mình vào chỗ chết nhưng nghĩ tới đây trong lòng bạch tiểu thuần càng run rẩy bởi vì hắn biết rõ lão tổ diệu gia không có khả năng không sưu hồn bạch hạo hắn tất nhiên sẽ muốn biết hồn bạch hạo hình thành như thế nào cũng chính vì vậy Bạch Tiểu Thuần hiểu được trong một tháng này Bạch Hạo đã nhận bao nhiêu loại tra tấn khổ sở, vậy mà cuối cùng lão tổ diệu gia vẫn không thành công. Một đệ tử như vậy, lúc trước hắn đã không muốn từ bỏ, lúc này lại càng không tiếc trả bất cứ giá nào. Diệu gia lão tổ run rẩy bờ môi, hai mắt lão càng đỏ, hơi thở thì phát ra càng dồn dập. Trong đầu lão lúc này giống như có hai cái ý chí, một cái đại biểu bản thân, một cái đại biểu gia tộc đang kịch liệt giao chiến. Thời gian dần qua, cá nhân hắn lẫn lợi ích như muốn chiếm lấy ưu thế, khát vọng đối với luyện hồn sư địa phẩm vượt lên trên trách nhiệm đối với gia tộc. Nhưng ngay lúc này, giọng bạch tiểu thuần lại vang lên lần nữa, ta sẽ không thể nào để cho ngươi đi, ngươi không cần ôm tâm lý trong chờ may mắn. Hôm nay, ngươi chết cũng phải chết, không chết cũng phải chết, hoặc là ngươi trả lại hồn bột cho ta, chỉ có một mình ngươi tử vong, hoặc là cả ngươi và gia tộc của ngươi chôn cùng hồn bột của ta đi. Ngươi trốn không thoát, hôm nay ai cũng không thể cứu ngươi, cũng không cần cố kéo dài thời gian, ta cuối cùng, chỉ cho ngươi mười hơi thở. Mười hơi thở kết thúc, ta sẽ hạ lệnh thi khôi đồng loạt ra tay, đem ngươi chém giết, đồng thời, cũng làm cho ngươi chứng kiến một màn thê lương âm minh, để gia tộc của ngươi máu chảy thành sông, trong lòng bạch tiểu thuần hoàn toàn không vững, nhưng biểu hiện ra ngoài không lộ chút nào, nhìn như vô tình lãnh khốc, từng từ một đều là chém đinh chặt sắt. Chu nhất tinh, bắt đầu tính thời gian, sau mười hơi thở liền diệt huyết mạch dịu da. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên ra lệnh, trong màn ảnh, khóe miệng Chu Nhất Tinh lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, hắn chậm rãi mở miệng, 10, 9, 8, theo âm thanh hắn truyền ra, cả người lão tổ diệu da càng run rẩy, hơi thở càng gấp gáp, ý chí của lão đã dãy dụa đến cực hạn, lời nói của Bạch Tiểu Thuần như từng cây dao gắm sắc bén không ngừng đâm vào tâm thần lão, phá hủy hết thảy ý chí của lão, nhất là câu nói, chết cũng phải chết, không chết cũng phải chết cùng thời gian mười hơi thở ngắn mũi càng làm cho lão hiểu rõ ràng rành mạch quyết tâm giết mình của đối phương đã mãnh liệt đến mức không cách nào dao động được nữa làm sao bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ lão tổ diệu gia cười thảm trong lòng trong màn ảnh chu nhất tinh càng đếm tộc nhân diệu gia càng mãnh liệt xin tha thứ kêu cứu thê lương lão tổ cứu mạng năm bốn chu nhất tinh đếm rõ ràng từng tiếng mà khi rơi vào tai lão tổ diệu gia giống như thiên lôi lão gắt gao nhìn chầm chầm vào Bạch Tiểu Thuần, muốn từ trên biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần tìm ra sơ hở, nhưng mặc cho lão có quan sát thế nào, đều chỉ thấy một bộ dạng lãnh khốc, không tiếc trả giá lớn đến đâu, bất kể như thế nào đều điên cùng muốn hắn chết, mặc dù hắn để ý hồn này, nhưng không có đến mức độ ta có thể uy hiếp sao, trong lòng lão tổ diệu da bất an, lão mơ hồ cảm thấy rằng Bạch Tiểu Thuần đã quyết ý, hoặc là hồn này thuộc về hắn, hoặc là ai cũng đừng mong lấy được. Trên thực tế, Giờ phút này trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng hồi hộp, có lẽ so với lão tổ Diệu gia còn nhiều hơn, nhưng hắn nhất định phải đè xuống, nhất định phải che giấu, không thể lộ ra dù là một chút. Hắn hiểu được nếu để cho lão tổ Diệu gia chạy mất thì mọi thứ đều bị động, sinh tử của Bạch Hạo nằm trong tay đối phương, mà 12 gia tộc còn lại cộng với Cửu U Vương nếu ra tay thì mình không còn khả năng cứu Bạch Hạo nữa rồi. Biện pháp này chỉ kéo dài thời gian hơn mà thôi, không có bất kỳ tác dụng gì, kết cục cuối cùng đã định mà biện pháp duy nhất chính là lúc này so xem ai tàn nhẫn hơn, đồng thời phải biểu lộ ra thái độ không đạt được mục đích thề không bỏ qua, chỉ có hủy đi ý chí cầu sống của đối phương mới có thể thức tỉnh trách nhiệm đối với gia tộc của lão. Một khi làm lão hiểu được, bản thân bị giết hay là huyết mạch bị diệt sạch, lựa chọn này tin rằng bất cứ người bình thường nào đều chọn vế đầu, bởi vì như vậy không gọi là chết, mà là vì gia tộc mà hy sinh. Nhưng nếu như người này có thể nhìn thấu tâm can của mình, nhìn ra Bạch Tiểu Thuần coi trọng hồn Bạch Hạo còn nhiều hơn so với bản thân lão suy nghĩ, vậy thì Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể thỏa hiệp, để lão rời đi mà thôi. ba Sát khí từ chu nhất tinh tràn ra, mà sát khí từ một nghìn thi khôi cũng bộc phát, hy sinh một mình ngươi, cứu toàn gia tộc, hay để tất cả mọi người chung cùng, hoàn toàn trong suy nghĩ của ngươi. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng, bộ dạng vẫn tỏ ra lãnh khốc, tay phải hắn nâng lên dứt khoát, giống như chỉ cần gạt xuống là phát quyết sinh tử. Hắn không thể nói quá nhiều, thực tế là những lời vừa rồi hắn cũng không nên nói, nói càng nhiều, càng nhiều kẻ hở. 2. Âm thanh của Chu Nhất Tinh truyền ra cùng với tiếng kêu thê lương của người diệu gia trực tiếp dung hợp vào cùng một chỗ, hóa thành âm bạo trong tích tắc công kích vào thâm thần lão tổ diệu gia, vô số lần như thế làm hỏng hết tinh thần của lão, trong tình huống chắc chắn phải chết, cuối cùng trách nhiệm đối với gia tộc cũng đè xuống lợi ích cá nhân. Một màn này vô cùng châm chọc, nhìn như lựa chọn cuối cùng của lão tổ diệu gia là vì tộc nhân mà hy sinh nhưng trên thực tế nếu như lão có thể từ chỗ bạch tiểu thuần phát hiện ra mình có một tia hy vọng sống thì lựa chọn của lão sẽ hoàn toàn bất đồng. Một. Chu Nhất Tinh vừa đếm, lão tổ diệu gia cười thảm trong lòng, tay phải vỗ mạnh vào trán, trong nháy mắt lôi ra hồn bạch hạo ném về phía bạch tiểu thuần. Thả tộc nhân của ta rời đi, ai làm nấy chiêu, ngươi muốn mạng của lão phu, lão phu cho ngươi. Tim bạch tiểu thuần run rẩy, bộ dạng lãnh khốc cố gắng bày ra nãy giờ ầm ầm sụp xuống, rốt cuộc không che giấu được sự lo lắng nữa mà hiện ra toàn bộ, hắn mãnh liệt tiến lên đón lấy hồn của Bạch Hạo. Giờ phút này hồn Bạch Hạo đã cực kỳ suy yếu, hai mắt miễn cưỡng mở ra, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, hắn sửng sốt một chút, dường như không dám tin tưởng. Sư Tôn, chỉ kịp nói ra hai chữ này, Bạch Hạo liền hôn mê, Bạch Tiểu Thuần giật mình, lập tức dùng thần thức kiểm tra. Sau khi xác định Bạch Hạo chỉ hôn mê vì suy yếu, gánh nặng trong lòng hắn rốt cuộc bỏ xuống triệt để, hắn liền tranh thủ đem Bạch Hạo đưa vào tháp chứa hồn. Lão tổ diệu gia chứng kiến toàn bộ quá trình này, lão mở to mắt nhìn, trong đầu như có phong ba bảo táp, lão nghe thấy hồn bạch hạo gọi một tiếng sư tôn, lại thấy rõ ràng sự lo lắng đến hoảng hốt của bạch tiểu thuần, toàn bộ làm cho tinh thần của lão hoàn toàn hỗn loạn đến không thở nổi, một loại tâm trí bị nghiền ép, bị sỉ nhục đến cực hạn làm cho cảm giác thiên liêng hy sinh vì gia tộc vừa nổi lên trong lòng lão bất ngờ sập đổ, cặp mắt của lão trong nháy mắt đỏ thẫm cả người lão trực tiếp phát xuồng, bạch hạo, ngươi gạt ta. Diệu gia lão tổ cùng nộ gào thét, cả người như muốn sụp đổ, hắn thua, thua không chỉ là sinh mệnh của mình, không chỉ là bạch hạo hồn, thua còn có tâm trí cùng phán đoán của hắn, thua triệt triệt để để, giết, bạch tiểu thuần ngẩng đầu, thở sâu, trong mắt lạnh lẽo, tay áo hất lên, lập tức bốn phía thi khôi, còn có ngân giáp đại hán kia, đều xuất thủ, sát khí cuốn lên phong vân, tốc độ nhanh chóng, chính muốn máu nhuộm thương khung, vô luận là diệu gia lão tổ, hay là chu võ đạo, đừng nói là mấy ngàn thi khôi xuất thủ coi như vẹn vẹn ngân giáp đại hán cũng đều có thể làm cho bọn hắn hình thần câu diệt trước đó có bạch hạo hồn làm áp chế bọn hắn còn có thể kéo dài hơi tàn giờ phút này căn bản là vô lực phản kháng tại trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng điên cuồng chửi mắng kia tiếng vang thanh âm quanh quẩn bác phương hai người thân thể trực tiếp sụp đổ trong máu thịt be bét nguyên thần tức thì bị xé thành mảnh nhỏ hình thần câu diệt việc này đến tận đây có một kết thúc chu gia có lẽ vẫn còn nhưng trên thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa thiên hầu tháp nát thiên hầu diệt vong tiểu hầu gia tử vong toàn bộ chu gia đã bị triệt để thanh trừ ra thiên hầu hàng ngũ đồng dạng diệu gia gia tộc đã từng xuất hiện cường đại nhất địa phẩm luyện hồn sư này cũng tại một ngày này đã mất đi gia tộc bọn họ kình thiên chi trụ có thế bạch tiểu thuần không có nuốt lời hắn nếu nói không đi diệt diệu gia huyết mạch như vậy những diệu gia tộc nhân này liền đều sẽ bị hắn thả đi chỉ bất quá trên thân những người này đều bị Chu Nhất Tinh âm thầm lưu lại lạc ấn, Bạch Tiểu Thuần không giết, cũng không đại biểu hắn Chu Nhất Tinh có thế cho phép những diệu gia đám người dù là trong tương lai sẽ có một tiêu uy hiếp này tùy tiện còn sống, nếu bọn họ không có ác ý thì cũng thôi đi, một khi có ác ý, Chu Nhất Tinh liền muốn giết người, cũng không phải tất cả tộc nhân đều như thế xử lý, như Diệu Lâm Nhi, liền bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp thu nhập đại lao, dù là Diệu Lâm Nhi tư sắc vô cùng tốt, đủ để cho nam nhân tâm động, dâng lên ý niệm tà ác, nhưng tại bạch tiểu thuần nơi này vẫn như cũ là không lưu tình chút nào mà chuyện này cũng tại cùng ngày liền oanh động toàn bộ khôi hoàn thành cơ hồ không ai không biết không người không hay tất cả thiên hầu toàn bộ sợ hãi dị thường nhao nhao thần sắc đại biến phải biết trước đó ở giữa bọn hắn cùng bạch tiểu thuần liền xem như lại như thế nào đấu pháp thế nhưng chung quy là chưa từng xuất hiện loại trình độ này chết đi nhưng bây giờ một vị thiên hầu tính cả nó người thừa kế lại bị chém giết liền ngay cả thiên hầu tháp cũng đều sụp đổ, đây hết thảy, bọn hắn lúc nghe về sau, tại trong Hải Nhiên hấp khí này, phản ứng đầu tiên chính là đây nhất định là đại thiên sư ý tứ, nhưng rất nhanh, theo thiên công chấn động, theo trong hoàng cung, đại thiên sư cũng đều truyền ra tức giận về sau, tất cả thiên hầu bỗng nhiên minh ngộ tới, đây hết thảy, đúng là vị giám sát sứ kia một mình hành động, Bạch Hạo kia điên rồi, hắn lại là tự tiện giết người, không có trải qua đại thiên sư đồng ý, hắn thế mà giết một vị thiên hầu, vô pháp vô thiên người này quyết không thể tiếp tục nhân nhượng, giám sát sứ quyền lợi quá lớn, hắn hôm nay có thể điên cuồng giết chu võ đạo, ngày mai là có thể tới giết ta các loại, bạch hạo này, hắn đây là tạo phản, nơi này là khôi hoàn thành, chẳng lẽ hắn còn muốn trở thành cái thứ hai đại thiên sư, tất cả thiên hầu, toàn bộ phẫn nộ, lại thêm trước đó cừu hận, nhất là chúng ân lệnh kia, khiến cho tất cả quyền quý đều sức đầu mẻ tráng, hận bạch tiểu thuần tận xương, dưới mắt, bọn hắn tại trong cừu hận cùng kiên kỵ, rốt cục bắt lấy bạch tiểu thuần phạm vào sai lầm to lớn này, bọn hắn há có thể bỏ qua, cơ hồ cùng một thời gian, tất cả thiên hầu đều xuất động, thẳng đến hoàng cung. Lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ta nhìn bạch hạo này, như thế nào lại trở về từ cõi chết, hắn liền xem như ba đầu sáu tay, lần này, cũng đều nhất định hài cốt không còn, ai cũng cứu không được hắn, hắn giám sát sứ tất cả quyền lợi, đều đến từ đại thiên sư, mà hắn bây giờ, tai kiếp khó thoát, không chỉ là thiên hầu, liền ngay cả thập đại thiên công cũng đều toàn bộ đi ra chỗ thiên công tháp đạp về hoàng cung trần hảo tùng đứng mũi chịu sào cười lạnh hắn hiểu được lần này liền xem như đại thiên sư cũng đều không gánh nổi bạch hạo thật sự là bạch hạo lần này phạm vào tội nghiệp to lớn đã qua toàn bộ khôi hoàng triều có thế tiếp nhận ranh giới cuối cùng hắn vượt qua lôi trì toàn bộ khôi hoàng triều quyền quý toàn bộ phát động đứng lên thậm chí trong thành con dân cũng đều lúc nghe chuyện này về sau toàn bộ im lặng lúc hít vào thở dài đều có không ít, việc này nghiêm trọng trình độ, đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, mà liên quan tới Bạch Tiểu Thuần tự tiện giết thiên hầu sự tình, cũng tại ngắn ngủi mấy canh giờ, liền truyền khắp toàn bộ mang hoang, cự quỷ vương trước tiên biết về sau, giận tiếng mặt, tại trong vương điện, hắn nhiều lần cầm ngọc giảng lên muốn truyền âm Bạch Tiểu Thuần, đều để xuống, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, toàn bộ vương điện đều anh minh lay động, không khôn ngoan a à. Trong cửu U Thành, cửu U Vương cầm ngọc giảng, nếu mày, không có quá đi để ý Diệu gia lão tổ cùng Chu Võ đạo chết đi, với hắn mà nói, ngày đó xuất thủ cũng là bởi vì có đầy đủ lợi ích, đương nhiên Bạch Tiểu Thuần khiến hắn thấy ngứa mắt này, vô luận chết cùng không chết, đều là sâu kiến, nhưng hắn để ý, là Thiên Hầu tháp đổ sụp, có chút kỳ quái, Cửu U Vương nơi này kinh ngạc lúc, Cửu U thành thế tử Chu Hành, sau khi hắn nghe nói sự tình này, lập tức cuồng hỉ, cười ha ha, Bạch Hạo a Bạch Hạo, ta nhìn ngươi lần này, còn thế nào biến nguy thành an. Chuyện này, tại tất cả mọi người nhìn lại, đều là khó giải, là hẳn phải chết khốn cục. Tại toàn bộ mang hoang này, đều chuyện như vậy oanh động lúc, Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đã về tới giám sát phủ. Trên thực tế từ chu gia sau khi rời đi, hắn chỗ nào cũng không có đi, đều tại trong giám sát phủ. Giám sát sứ lệnh bài, bị hắn ném vào một bên, nhìn cũng không nhìn một chút, chu nhất tinh cũng bị hắn đuổi đi, để nó trước tránh đầu gió. Về phần những thi khôi đại hán kia, giờ phút này đều tại trong giám sát phủ này, không nhúc nhích những này bạch tiểu thuần đều không quan tâm hắn giờ phút này ngồi ở chỗ đó trong mắt ngóng nhìn trên lòng bàn tay một tòa hồn tháp trong hồn tháp kia bạch hạo hồn trải qua ngắn ngủi khôi phục về sau đã có một chút tinh thần từ từ mở hai mắt ra tại mở mắt hai mắt trong nháy mắt hắn liền thấy trước mặt một mặt tiều tụy sư tôn cuối cùng tỉnh ngươi a à, về sau phải cẩn thận một chút tới 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 vi sư cùng ngươi nói một chút trong một tháng này đều chuyện gì xảy ra hừ hừ ngươi không biết một tháng này, vi sư có thế lợi hại, không ai dám trêu chọc, thiên nhân ta cũng dám đi chỉ vào cái mũi. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nới lỏng miệng thở dài, mặt mày hớn hở, phản phất lại về tới một tháng trước, Bạch Hạo tại bên cạnh mình, hai người sống nương tựa lẫn nhau thời gian, trong miệng của hắn, không ngừng mà nói ra trong một tháng này phát sinh sự tình, đây hết thảy tất cả, truyền vào trong tâm thần Bạch Hạo, để Bạch Hạo con mắt mơ hồ, sư tôn, Bạch Hạo nghe Bạch Tiểu Thuần lời nói, trung rẩy lên, khi hắn nghe nói Sư Tôn vì mình, phát động chúng ân lệnh, cùng mọi chuyện cần thiết về sau, một cổ so đã từng còn mãnh liệt hơn vô số lần cảm động cùng ấm áp, trong nháy mắt liền để Bạch Hạo hồn bay ra hồn tháp, quỳ lạy tại trước mặt Bạch Tiểu Thuần, ta coi là, ta rốt cuộc không nhìn thấy Sư Tôn, Bạch Hạo tâm tình khoái động, hắn thời khắc này cảm xúc đã không cách nào dùng ngôn từ để diễn tả, hắn cảm thấy mình đang bị bắt ở một tháng này, trải qua dưới rất nhiều tra tấn cùng thống khổ, đều bảo vệ nghiêm mật Sư Tôn bí mật đây hết thảy bỏ ra, tất cả đều đáng giá, bởi vì trong lòng hắn để ý nhất chính là mình sư tôn. Một tháng này, đối với Bạch Hảo tới nói, là trong cuộc đời này một lần nữa vô biên hắc ám, nó thống khổ không cách nào hình dung, mỗi ngày đều phải thừa nhận hồn hỏa đốt cháy, bị diệu gia lão tổ đi luyện hóa, càng là phải thừa nhận sư hồn tra tấn, mà diệu gia luyện hỏa, cần tại giai đoạn trước lấy các loại tra tấn sư hồn các loại phương thức làm cho có linh trí hồn khuất phục, từ đó khiến cho hậu kỳ luyện hỏa thuận lợi có thể nghĩ một tháng này bạch hạo thống khổ, đây hết thảy tất cả, để hắn trong bất lực, thậm chí nghĩ đến tử vong, nhưng hắn trong lòng có chấp niệm, hắn không cam tâm cứ như vậy tiêu tán, hắn còn không có cho sư tôn sáng tạo ra thập cửu sắc hỏa phối phương, hắn còn không có nhìn thấy sư tôn luyện thành thập bát sắc hỏa, hắn từng tại trong lòng phát hạ lời thề, muốn để FGNV cờ không sư tôn trở thành thiên phẩm luyện hồn sư mộng tưởng, còn không có thực hiện, hắn không thể chết, hắn không muốn chết, nếu quả như thật có một ngày hắn nhất định phải chết, đó cũng là muốn tại đối với sư Tôn tất cả trợ giúp đều làm xong đằng sau mới có thể nhắm mắt, mà bây giờ, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi xử lý, hắn lo lắng hơn không có mình tại bên người chiếu cố, lấy sư Tôn tính cách, sợ là sẽ phải dẫn tới vô số nguy hiểm, hắn muốn đi nhắc nhở sư Tôn, hắn muốn đi giúp trợ sư Tôn đến hóa giải, tất cả hắn có thể làm được, có thể đi xóa đi nguy cơ. Đây là hắn chấp niệm, cũng chính là chấp niệm này, chống đỡ lấy hắn kiên trì một tháng hắn không biết mình cuối cùng có thể kiên trì bao lâu cho đến tại một lần hôn mê về sau hắn mở hai mắt ra lúc thấy được sư tôn ha ha cảm động đi lúc trước vi sư sẽ nói cho ngươi biết bái ta làm thầy ngươi không thiệt thòi bạch tiểu thuần mắt thấy bạch hạo như vậy cảm thấy mình đích thật là cái để cho người ta yên tâm lại tín nhiệm sư tôn rất là đắc ý tiến lên sờ lên đầu bạch hạo sư tôn tái tạo chi ân ân cứu mạng đồ nhi cả đời không quên Bạch Hạo kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, đột nhiên cúi đầu cúi người, trùng điệp công xuống, y hệt năm đó, trong sơn động, hắn tự oan hồn khôi phục thần trí, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần bóng lưng, công xuống lúc một dạng, không oán không hối, thành tâm thành ý, ngươi là đệ tử ta, ai dám động đến ngươi, chính là đánh ta mặt, đừng nói phát động chúng ân lệnh, nếu là một chiêu này còn tìm không thấy ngươi, ta dự định dẫn thông thiên đại lục đến, cũng muốn cứu ngươi, Bạch Tiểu Thuần hất cầm lên, tay áo nhỏ hất lên, hắn giờ phút này, lại không còn trong một tháng này lãnh khốc cùng kiềm chế, lần nữa khôi phục nó nguyên bản tính cách, phách lối đắc ý khoe khoang mở miệng, nghe Bạch Tiểu Thuần lời nói, Bạch Hạo càng thêm cảm động, đôi môi có chút đóng mở, giống như muốn nói cái gì, nhưng lại cảm động nói không ra lời, hết lần này tới lần khác, ngay lúc này, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên tò mò nhìn Bạch Hạo, nhịn không được hỏi một câu, đúng rồi, người kế sách chúng ân lệnh kia không sai, lúc trước lúc ngươi nói, ta liền muốn hỏi, có phải hay không bởi vì ngươi tại Bạch Gia là con thứ, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Ê, Bạch Hạo sững sờ, thật sự là hắn người sư tôn này, chuyển đổi quá nhanh, trước một khắc còn bá khí vô cùng, để cho mình cảm động ghê gớm, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đổi chủ đề, hỏi chính mình vấn đề lúng túng như thế, có thế mắt thấy sư tôn một mặt hiếu kỳ kia, thế là Bạch Hạo chần chờ về sau, nhẹ gật đầu. Mắt thấy chính mình đệ tử này thừa nhận, Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm khái, sờ lên đầu Bạch Hạo, lắc đầu nói, ta rốt cuộc biết lúc trước Thái Phu Nhân vì sao muốn xử lý ngươi, kế sách này thật sự là quá độc, A, Bạch Hạo lần nữa mắt trợn tròn, dở khóc dở cười, Bạch Tiểu Thuần giống như còn có vấn đề khác, giờ phút này đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên biến sắc, lúc ngẩng đầu, trên bầu trời xa xa, có một đạo thân ảnh màu đỏ, tới lúc gấp rút nhanh mà tới, người còn chưa tới, có thế thanh âm lại truyền khắp giám sát phủ, Bạch Hạo, ngươi cái tiểu nhân vô sĩ, ta muốn giết ngươi. Đó là thanh âm của một nữ tử, mặc một thân màu đỏ trường bào, mặt phấn mang sát, lông mày dựng thẳng, chính là hồng trần nữ chu tử mạch. Chu tử mạch này trước đó một mực bế quan tu luyện, ý đồ đột phá thiên nhân sơ kỳ, đối với trong khoảng thời gian này sự tình chúng ân lệnh trong khôi hoàn thành, không chút nào biết được, trước đó mới vừa vặn xuất quan, vốn là bởi vì đột phá thất bại mà buồn bực, đầu não cũng không biết vì sao rất là không rõ rệt, tư duy cũng đều ngốc trệ không ít, nàng suy nghĩ có thể là đột phá không thành phản vệ, cũng không để ý, có thế nàng mới vừa ra tới, liền nghe thủ hạ nói lên chúng ân lệnh sự tình, không đợi nghe xong, nàng cả người liền bạo phát, đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng vốn là chán ghét, mặc dù trong lúc này có chút hiểu lầm, cũng đều hóa giải, nhưng vẫn là cảm thấy không hiểu thấu chán ghét, nhất là Bạch Tiểu Thuần nơi đó bị Đại Thiên Sư an bài thành giám sát sứ về sau, giống như quên đi cự quỷ vương, cái này để nàng càng là không vui, bây giờ lại biết chúng ân lệnh, nếu là đổi lúc khác, nàng trong nháy mắt liền có thể minh ngộ trong này vấn đề, nhưng bây giờ, đầu óc của nàng rất không rõ rệt, ở vào ngây ngô trạng thái, như là toàn cơ bắp, không kịp nghĩ nhiều, cả người liền trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đánh tới, trên đường, cự quỷ vương cũng đều cho nàng truyền âm, có thế hồng trần nữ nhìn cũng không nhìn, đầy đầu đều là muốn tới thu thập bạch tiểu thuần, bạch tiểu thuần giật nảy mình, hắn còn tưởng rằng là đại thiên sư phái người đến bắt chính mình, không nghĩ tới là rất lâu không nhìn thấy hồng trần nữ, vội vàng lui lại, vừa muốn giải thích, tử mạch ngươi nghe ta nói, im miệng, đồ vong ân phụ nghĩa, ta liền hỏi ngươi, chúng ân lệnh kia, có phải hay không là ngươi kế sách, hồng trần nữ tức giận mở miệng, giữa lời nói, càng là trực tiếp bước vào đến trong giám sát phủ, tay phải nâng lên, hướng về bạch tiểu thuần một chỉ, lập tức một cổ thiên nhân ba động, từ trên thân nàng bạo phát đi ra, hình thành một đạo quan trụ màu đỏ, thẳng đến bạch tiểu thuần mà tới, ngươi nghe phờ ma gia ta giải thích, bạch tiểu thuần một thanh trước đem bạch hạo Hồng thu hồi bảo vệ tốt lập tức thân thể cấp tốc lui lại tránh đi quan trụ đại địa oanh minh lúc hắn cũng có chút chật vật có thế lời nói không đợi nói xong liền lập tức lại bị hồng trần nữ đánh gãy rất là cuồng bạo bỗng nhiên đánh tới hồng trần nữ này thân là thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong giờ phút này xuất thủ càng là toàn lực bạch tiểu thuần căn bản cũng không phải là đối thủ nhất là bất diệt đế quyền hắn hôm nay vừa mới thi triển dưới mắt nhìn như bình thường nhưng trên thực tế còn tại trong khôi phục, bị buộc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa né tránh. Hồng Trần Nữ tức giận không giảm, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tránh đi, nhoáng một cái tới gần, lúc bấm niệm pháp quyết, lại lấy ra pháp bảo, pháp bảo kia là đóa hồng liên, trong xoay tròn cấp tốc, một cổ vô thượng chi ý, bỗng nhiên giáng lâm, vần quanh bốn phía, khiến cho bát phương này lập tức trở thành màu đỏ. Bên trong oanh minh, Bạch Tiểu Thuần không ngừng lùi lại, mắt thấy Hồng Trần Nữ xuất thủ toàn lực không giữ lại chút nào, lại không nghe chính mình giải thích dần dần cũng có tức giận ngươi con mụ điên này thật sự cho rằng bản giám sát xứ sợ ngươi a à. bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng thân thể nhoáng một cái thần niệm lập tức truyền ra lập tức bốn phía này thi khôi toàn bộ ngẩng đầu từng cái trong mắt sát khí kinh người nhưng không có đều xuất động mà là ngân giáp đại hán kia đột nhiên một bước đi ra thiên nhân tu vi phồng lên mà lên trong nháy mắt bộ đại hán giáp đen sau khi biến dị có thế thời gian ngắn hiện ra chuẩn thiên nhân tu vi kia cũng trong nháy mắt đi ra thẳng đến hồng trần nữ ba người trong nháy mắt liền đánh nhau trong tiếng vang kinh thiên hồng trần nữ điều khiển hồng liên hơi bức lui hai tôn thi khôi kia tự thân tu vi đột phá mà tạo thành phản vệ giờ phút này cũng mãnh liệt một chút cảm thấy đầu não càng ngày càng không rõ rệt thế là hừ lạnh một tiếng nàng biết mình không có khả năng giết bạch hạo đáng chết này có thế trong nội tâm nàng có khí cảm thấy đối phương vong ân phụ nghĩa là một tiểu nhân giống như bạch nhãn lan cho nên lần này đến chính là muốn xuất thủ đánh một chầu. Giờ phút này mắt thấy hai tôn thi khôi này không tầm thường, thân thể nàng nhoáng một cái, đang muốn rời đi, có thế bạch tiểu thuần lúc này lại không làm nữa, lập tức hét lớn một tiếng, bày trận, cho ta đem nàng này phong ấn cầm xuống. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía chính vị nửa bước thiên nhân thi khôi, trong nháy mắt bay lên, gia nhập chiến cuộc, cùng lúc đó, gần 5.000 thi khôi kia cũng đều lập tức phóng lên tận trời, hình thành đại trận, viễn hóa ra phong ấn lưới lớn, từ bốn phương tám hướng ngăn cản hồng trần nữ lúc rời đi, cũng lần lượt xuất thủ, trong lúc nhất thời, tiếng vang rung chuyển trời đất, hồng trần nữ bị triệt để vây ở trong trận, sắc mặt nàng khó coi, đối với bạch tiểu thuần nơi đó chán ghét càng sâu, toàn lực điều khiển hồng liên, muốn giết ra một con đường rời đi, có thế nàng vốn là vừa mới xuất quan, lại bởi vì đột phá thất bại mà phản vệ, giờ phút này giao chiến càng lâu, lập tức thần thức đều có chút theo không kịp, khiến cho hồng liên kia vận chuyển có một cái chớp mắt dừng lại, một trận này, nếu là đổi lúc khác còn không tính cái gì, nhưng tại đối mặt ngân giáp thi khôi cùng đại hán giáp đen lúc, lại là lập tức liền bị bọn hắn nhạy cảm phát giác, nắm chặt chiến cơ, trong nháy mắt xuất thủ, tiếng oanh kích lập tức trở về đảng tứ phương, hồng trần nữ sắc mặt trắng bệt, dù là đầu não lại không rõ ràng, giờ phút này cũng ý thức được chính mình lỗ mãn, không nên tại vừa mới xuất quan. Sau khi phản vệ không đợi đầu não rõ ràng thời điểm liền vội vã tìm đến bạch tiểu, thuần phiền phức, lại nàng cũng không nghĩ tới, bạch tiểu thuận nơi này thi khôi thế mà không còn là trước đó ba nghìn mà là trở thành năm nghìn thậm chí càng có cổ thiên nhân ngân giáp đại hán kia ta bế quan trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện hồng trần nữ nhăn lại đôi mi thanh tú nàng trước đó thật sự là khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ giờ phút này thần sắc khó coi bị buộc cấp tốc lui lại nhưng vào lúc này phong ấn lưới lớn của năm nghìn thi khôi đại quân kia trong nháy mắt tiến đến đột nhiên co vào hồng trần nữ vừa muốn tránh đi bạch tiểu thuần mắt thấy cơ hội chợt đi ra tốc độ nhanh chóng sát na tới gần tay phải nâng lên hướng về hồng trần nữ trực tiếp một chưởng rơi xuống bắt lại cho ta hắn trống to lúc ngân giáp đại hán cùng hắc giáp thi khôi đồng thời xuất thủ phối hợp 5.000 thi khôi mặc cho hồng trần nữ dãy dụ như thế nào cũng đều khó mà tránh thoát trong nháy mắt liền bị lưới lớn bao phủ ở bên trong trực tiếp phong ấn bạch tiểu thuần không có dừng lại một thanh liền tóm lấy cánh tay hồng trần nữ sau khi thuận thế hạ xuống trực tiếp liền đem nàng đặt tại trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều đặt ở trên thân thể hồng trần nữ, cảm thụ được hồng trần nữ thân thể có lồi có lõm cùng yếu đuối kia, Bạch Tiểu Thuần trong lòng nhịn không được rung động, ánh mắt không khỏi cúi đầu nhìn một chút dưới người mình, hồng trần nữ đôi môi dụ người kia, Bạch Hạo, ngươi dám? Hồng trần nữ sắc mặt biến hóa, hướng về Bạch Tiểu Thuần lập tức quát khẽ đứng lên, không ngừng giãy dụa, trong lòng cũng có hậu hối hận cùng bối rối, thể nội tu vi bây giờ bị phong ấn gắt gao khí ít cũng cần thời gian nửa nén hương, mới có thể bị nàng cưỡng ép phá vỡ, có thế nàng càng giãy dụa, bạch tiểu thuần thì càng toàn thân tê tê, hắn tranh thủ thời gian liên tục hút mấy khẩu khí, thầm hô yêu nữ đồng thời, cũng lập tức giả ra hung ác bộ dáng, trợn mắt nhìn sang. Đừng câu dẫn ta, ngươi, chu tử mạch sắc mặt xích hồng, nổi giận đến cực điểm, trong mắt hình như có liệt hỏa thiêu đốt, nhưng lại thật không dám động, cũng nhìn ra chính mình khẽ động, đối phương ánh mắt kia tựa hồ cũng không đúng, chu tử mạch, Ngươi đây là tự chui đầu vào lưới, nãi nãy hẳn là ngươi muốn cùng bổn đại nhân động phòng. Bạch tiểu thuần lần nữa hít vào một hơi, giữ dằn nói: vô sĩ, ngươi im miệng. Ngươi gian nhân vong ân phụ nghĩa này, cha ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi dĩ nhiên như thế đối với hắn. Hồng trần nữ gầm thét, nghiến răng nghiến lợi. Bạch tiểu thuần nhíu mày, cẩn thận nhìn một chút hồng trần nữ, suy nghĩ đây không phải là giả chứ? Hắn trong trí nhớ hồng trần nữ, không phải cái dạng này à? Đạo lý đơn giản như vậy làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ, thế là nhịn không được đưa tay, sờ lên hồng trần nữ cái trán trắng ngoãn kia, không có phát sốt a, à, ngươi ngu rồi, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nói, sau đó đột nhiên nhãn tình sáng lên, thử hỏi một câu, cự quỷ vương lão gia hỏa kia, chẳng lẽ bên ngoài còn có dòng dõi khác, không phải liền ngươi một cái, không thể nào, lão gia hỏa này giấu sâu như vậy, Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng có đạo lý, không khỏi ta, một câu, trong miệng, chật chật, liên tục, ngươi im miệng, phụ thân ta chỉ một mình ta nữ nhi hồng trần nữ tiếp tục tức giận mắng có thể nói đến nơi đây chính nàng cũng sửng sốt một chút hình như có chút ý thức được vấn đề vậy ngươi là cố ý a à? bạch tiểu thuần nhịn không được mở miệng liền ngươi một cái mà nói ngươi đừng nói cho ta ngươi không có kịp phản ứng kế hoạch này đối với cự quỷ vương là nhất không có ảnh hưởng ngược lại là tam vương khác dòng dõi một mảnh về sau tầng tầng chia cắt đến lúc đó nhà chúng ta liền có thể từng cái đánh tan a à? Bạch Tiểu Thuần lông mày nhíu lại trừng mắt nhìn, thử dùng một cái, nhà chúng ta, ba chữ này, hắn cảm thấy nếu con gái người ta đều như thế chủ động giả bộ hồ đồ đưa tới cửa, chính mình cũng không tốt không có phản ứng gì, ngươi im ngay, cái gì nhà chúng ta, đó là nhà ta, hồng trần nữ mắt hạnh trừng trừng, nhìn hầm hầm Bạch Tiểu Thuần đồng thời, mặt của nàng, giờ phút này cũng càng đỏ lên, não hải mặc dù không rõ rệt, nhưng cũng có một loại thẹn quá hóa giận chi ý, một mặt là bị Bạch Tiểu Thuần đặt ở dưới thân, loại khó chịu thân thể phạm vi lớn đụng chạm kia, để nàng phát điên, còn mặt kia thì là nàng giờ phút này cũng ý thức được, chính mình trạng thái bây giờ rất không thích hợp, đầu óc hỗn loạn, nếu không đi suy tư thì cũng thôi đi, một khi đi suy nghĩ vấn đề, liền sẽ rất không lưu loát đồng thời, cũng rất dễ dàng toàn cơ bắp, nhận định lý lẽ cứng 4PG9P6 nhắc, tại sao có thể như vậy, vấn đề đơn giản như vậy, ta thế mà không có kịp phản ứng, Hồng Trần nữ nội tâm cảm thấy không thích hợp, nàng dĩ vãng tu luyện chưa từng như đây, nhưng bây giờ lại có loại phản vệ này, không khỏi đối với cự quỷ vương lúc trước cho nàng bộ công pháp kia, sinh ra hoài nghi, có thế suy nghĩ nhất chuyển như thế, loại cảm giác hôn mê mơ hồ kia mãnh liệt hơn đồng thời, nàng lại lần nữa nhận định lý lẽ cứng nhắc, nhất. nhất định là cha ta, hồng trần nữ răng ngà thầm cắm lúc, bạch tiểu thuần nơi đó bị hồng trần nữ bộ dáng mắt phượng trợn trừng nhỏ này, treo chọc nội tâm ngứa một chút, như có một cái tay nhỏ tại bắt lấy tim gan, để hắn nhịn không được hầu kết nhấp nhô nuốt xuống một miếng nước bọt, thầm nghĩ hồng trần nữ này chẳng những vóc dáng rất khá, khuôn mặt đẹp mắt, dưới mắt dáng vẻ nổi giận này, càng là có một phen đặc biệt phong tình, hồng trần nữ vốn là tuyệt mỹ, bây giờ trong một bộ mơ hồ dáng vẻ như thế, lộ ra xấu hổ, chẳng những không có để nàng mỹ lệ giảm bớt, ngược lại nhiều hơn một bộ bộ dáng trong ngày thường bạch tiểu thuần không thấy được, để bạch tiểu thuần nơi này nhịp tim, cũng không khỏi đến điên cùng, thùng thùng lấy cùng hầu tiểu muội chống nạnh trừng mắt khác biệt, cùng tống quân viễn trong nhu có gai cũng không giống với hồng trần nữ này liền phản phất một vị xà mỹ nữ để cho người ta không nhịn được nghĩ đi nhấn đổ so tống quân uyển còn muốn yêu nghiệt a bạch tiểu thuần nội tâm rung lên hít vào một hơi đồng thời tranh thủ thời gian cố gắng để cho mình trấn định lại có thế thân thể tiếp xúc này để bạch tiểu thuần giờ phút này bất đắc dĩ phát hiện chính mình thế mà rất khó bình tĩnh trở lại thật sự là hồng trần nữ giải dụa mặc dù không bằng trước đó mãnh liệt như vậy vẫn như trước mỗi uống éo một cái, đều để bạch tiểu thuần trong lòng không chịu được trung động. Ai, yêu thuật quá lợi hại, thôi thôi, dịu gia lão tổ kia đều có tinh thần hy sinh, ta bạch tiểu thuần không thể rơi vào người về sau, liền để ta hy sinh chính mình, đến trấn áp yêu nữ này tốt. Bạch tiểu thuần trong lòng tràn đầy chính nghĩa, tay phải nâng lên, một thanh liền, đặt tại trên ngực hồng trần nữ, hung hăng đè ép, yêu nữ, ta đến trấn áp ngươi. Bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng, nghĩa chính từ nghiêm dáng vẻ, hung hăng đè lại tay phải, để hồng trần nữ đều sửng sốt một chút về sau, đột ngột phát ra rít lên một tiếng, ngươi thả ta ra, yêu nữ ngươi lại dám phản kháng, cốt cốt cốt, xem ta như thế nào trấn áp ngươi, bạch tiểu thuần chững chạc đàng hoàng, cảm thấy mình đây hết thảy, cũng là vì chính nghĩa, thế là một cái tay khác cũng đè xuống, bạch hạo ngươi muốn chết, hồng trần nữ chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, giờ phút này tức giận đã vô pháp hình dung, bốn phía những thi khôi kia, từng cái khô khang đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm bị bọn hắn đang bao vây trên mặt đất kia xoay đánh nam nữ hai người một màn này rất là kiều diễm nếu không tìm hiểu tình huống tất nhiên sẽ sinh ra vô số liên tưởng chỉ là sự kiều diễm này không có kiên trì bao lâu có lẽ là loại này đối với hồng trần nữ tới nói đời này chưa bao giờ có kích thích mãnh liệt đến cực hạn đến mức trong cơ thể nàng những phong ấn kia tại dưới phẫn nộ ngập trời của nàng ầm vang ở giữa liền bị tự hành xông mở theo tu vi phóng thích bạch tiểu thuần giật nảy mình tranh thủ thời gian buông ra hồng trần nữ, liền muốn lui lại, có thế hồng trần nữ ánh mắt lộ ra một cổ phiến hàng mang, thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp hướng về bạch tiểu thuần vồ đến một cái, nổ vang rung trời từ giữa hai người bộc phát, càng có phong bạo đột nhiên cuốn lên, quét sạch tứ phương, trong ù ù âm thanh, bạch tiểu thuần kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc lùi lại, hồng trần nữ nơi đó tán loạn lấy tóc, cả người đã phát cùng, mặt phấn mang sát, bỗng nhiên truy kích, bạch hạo, ta muốn giết ngươi, người tới, cho ta ngăn cản yêu nữ này. Bạch tiểu thuần tâm đều rung động, giờ phút này lùi lại lúc, lập tức hét lớn một tiếng, lập tức bốn phía những thi khôi đại quân khô khang kia, trong nháy mắt sát khí tràn ngập, lập tức bay ra, đi ngăn cản hồng trần nữ. Trong cơn giận giữ hồng trần nữ, giống như chiến lực cũng đều cường hãn không ít, rất nhiều thi khôi bị nàng đánh bay, có thế bạch tiểu thuần nơi này thi khôi thực sự quá nhiều, lại bên trong còn có ngân giáp đại hán, không bao lâu, hồng trần nữ tại trong biệt khuất cùng điên cùng kia, thân thể của nàng vẫn là bị ngăn cản chỉ có thể mặc cho bạch tiểu thuần nơi đó tại trong bị không ít thi khôi bảo hộ không ngừng mà lui lại dần dần bị kéo dài khoảng cách tử mạch ngươi làm cái gì vậy a à? ta cũng là vì ngươi tốt cái kia xem xét ngươi chính là trúng yêu thuật ta đây là giúp ngươi hóa giải a à? bạch tiểu thuần có chút đỏ mặt suy nghĩ lấy định lực của mình không nên giống vừa rồi như thế mới đúng hắn thầm nghĩ hồng trần nữ này yêu thuật thật sự là quá lợi hại có thế ngoài miệng lại không thể thừa nhận thế là tranh thủ thời gian vì chính mình giải vây giải thích im miệng hồng trần nữ trong tức giận thở hào hển đều mang nổi giận giống như bị tức đã không biết nên nói cái gì giờ khắc này ở giữa không trung mắt thấy hậu phương đông đảo thi khôi này được bảo hộ nghiêm nghiêm thật thật bạch tiểu thuần trăng ngà đều hận không thể cắn nát mắt phượng sát khí càng nhiều bạch tiểu thuần có chút càng phát ra chột dạ vội ho một tiếng đây đây là hiểu lầm vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào đúng ngươi nói đây không phải là nhà chúng ta là nhà ngươi tử mạch ngươi đây cũng quá khách khí a à, nhà ngươi không phải liền là nhà ta a à. bạch tiểu thuần chột dạ hoảng phía dưới có chút nói năng lộn xộn hồng trần nữ bên này thở sâu cười lạnh nhìn xem bạch tiểu thuần giờ phút này nàng tuy biết vấn đề ra trên người mình bạch hạo này đích đích xác sắc nói có đạo lý cũng đích thật là tại chúng ân lệnh này lúc cân nhắc đến cự quỷ vương có thế nàng vừa nghĩ tới vừa rồi đối phương vô sĩ nàng liền tức giận có chút đè nén không được đang muốn gầm thét nhưng vào lúc này nàng thần sắc bỗng nhiên biến đổi đột nhiên ngẩng đầu bạch tiểu thuần cũng hai mắt sát na co vào một dạng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp trên bầu trời giờ phút này bắt đầu vặn vẹo thời gian dần trôi qua hình như có một đạo màu đen tàn ảnh từ trong hư vô kia từng bước một đi ra cho đến đi tới giám sát phủ giữa không trung về sau thân ảnh này mới rõ ràng một thân áo bào đen che đậy đầu che đậy toàn thân khiến cho bạch tiểu thuần cùng hồng trần nữ nhìn lại lúc có thế nhìn thấy cũng chỉ là đạo bóng đen này, thấy không rõ gương mặt đồng thời, tại thân ảnh này bốn phía, hư vô cũng đều đen kịt, phản phất người này vị trí, thiên địa đều hóa thành hắc ám, chính là đại thiên sư thân tính, đời trước giám sát sứ, Hắc Minh. Sau khi nhìn đến Hắc Minh xuất hiện, Hồng Trần nữ sững sờ, Bạch Tiểu Thuần lại sâu hút khẩu khí, hắn biết, nên tới, chung quy là đến. Hắc Minh biểu lộ, không người có thể nhìn thấy, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra, tại trong hắc bào kia, có một đôi mắt giống như không có ẩn chứa mảy may cảm xúc, tại trong giám sát phủ này đảo qua, không để ý đến hồng trần nữ, mà là rơi ở trên người bạch tiểu thuần, đem lệnh bài cho ta, hắc minh thanh âm, tràn đầy âm hàng, quanh quẩn lúc, giám sát phủ này đều như là tiếng nhập trời đông giá rét, hồng trần nữ mắt sáng lên, mà bạch tiểu thuần thì là trầm mặt mấy hơi thở, đối với giám sát lệnh bị thu hồi, hắn không có ngoài ý muốn, giờ phút này mặc dù trong lòng khẩn trương, càng có tâm thần bất định, nhưng đồng dạng, hắn cũng có nắm chắc chính mình có thế hóa giải lần này nguy cơ cho nên tay phải vỗ túi trữ vật giám sát lệnh xuất hiện ở trong tay của hắn cúi đầu nhìn một chút về sau bạch tiểu thuần đột nhiên ném ra giám sát lệnh này hóa thành một đạo tử quang thẳng đến hắc minh sát na liền bị hắc minh tiếp được đem hắn thu hồi về sau thanh âm âm lãnh kia lại một lần truyền ra bạch hạo theo lão phu đi một chuyến đi đại thiên sư tại chờ ngươi cho ra một lời giải thích nói xong hắc minh quay người hướng về thương khung hoàng cung đi đến, bạch tiểu thuần thở sâu, trong đầu cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình chuẩn bị có hay không bỏ sót về sau, lúc này mới chậm rãi thở ra, nhán lên dưới, nhảy vào bầu trời, đây hết thảy, đều bị hồng trần nữ nhìn ở trong mắt, nàng trước đó mặc dù đối với bạch tiểu thuần phẫn nộ, nhưng hôm nay lại không biết vì sao, trong lòng có chút chần chờ, nhưng không có mở miệng, mà là nhìn xem bạch tiểu thuần cùng hắc minh đi xa về sau, nàng lập tức lấy ra truyền âm ngọc giảng, trong ngọc giảng này, có không ít cự quỷ vương nhắn lại, giờ phút này hồng trần nữ không tâm tình đi từng cái xem xét, mà là nhanh chóng cho cự quỷ vương truyền âm, phụ vương, hắc minh lấy đi bạch hạo giám sát lệnh, đem hắn mang đi, thời khắc này trong cự quỷ thành, cự quỷ vương chính phát sầu, hắn sau khi biết hồng trần nữ xuất quan, nghĩ đến lúc trước chính mình an bài đột nhiên xuất hiện kia, nhưng khi đó tình huống cùng hiện tại không giống nhau lắm, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vốn chỉ là định cho nữ nhi tẩy tẩy não, có thế sau khi hồng trần nữ xuất quan, thế mà trực tiếp thẳng hướng bạch tiểu thuần nơi đó thế là tranh thủ thời gian truyền âm có thế hồng trần nữ nơi đó toàn cơ bắp căn bản liền không nhìn cự quỷ vương không khỏi cười khổ chính thở dài lúc đột nhiên nhận được hồng trần nữ truyền âm hắn nhìn về sau trong mắt đột nhiên liền lộ ra tinh mang bạch hạo này không giống như là loại người làm sự tình không cân nhắc hậu quả kia hắn hẳn là có ác chủ bài gì tại cự quỷ vương lúc trầm ngâm trên bầu trời khôi hoàn thành bạch tiểu thuần cố gắng để cho mình nhìn bình tĩnh một chút khiến cho ngoại nhân nhìn không ra cảm xúc biến hóa, yên lặng đi theo sau lưng Hắc Minh, hướng về hoàng cung bay đi. Trên thực tế, đáy lòng của hắn cũng tại bỡ ngỡ, não hải không ngừng hiển hiện kế hoạch của mình, bảo đảm lần này sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất, thật sự là việc này như kiếp, Bạch Tiểu Thuần biết mình hơi một sai lầm, sợ là liền muốn vạn kiếp bất phục, hẳn là sẽ không xuất hiện việc ngoài khống chế, ta chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Cẩn thận phân tích đằng sau, Bạch Tiểu Thuần hơi có an tâm, nhưng vẫn là có chút lo được lo mất. Tại dưới tâm tình như vậy, trên đường đi hai người đều không có nói chuyện, trầm mặt tiến lên. Trên thực tế từ quyết định không xin chỉ thị đại thiên sư, mà là lập tức xuất thủ, lấy lôi đình tốc độ, giết vào chu gia một khắc này, bạch tiểu thuần liền đã minh bạch, chuyện này, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn phong bạo, nhưng hắn không hối hận, thật sự là hắn đối với đại thiên sư, đã không có như dĩ vãng tín nhiệm cùng ỷ lại, mà bạch hạo an nguy càng là quan trọng nhất, một khi tiết lộ tiếng gió, đánh cỏ động rắn, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cũng đúng như là cự quỷ vương phán đoán, Bạch Tiểu Thuần sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì hắn có ác chủ bài, dưới mắt trong thiên sư điện, sợ là những thiên hầu thiên công kia đều muốn làm cho ta vào chỗ chết, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn tuy có ác chủ bài, có thế dưới sự lo được lo mất vẻ bất an cũng không ngừng sinh sôi, có thế càng nhiều, lại là chờ mong, hắn rất chờ mong, ngay trước mặt cả triều văn võ kia, đi để lộ lá bài tẩy của mình, từ đó hoa lệ quay người, những người kia trước lúc này nhảy vọt càng vui mừng, như vậy sau khi chính mình quay người, vung ra bàn tay liền sẽ càng vang. Trước đó ta đều là mượn đại thiên sư thế, đi cùng những quyền quý này đấu pháp, hôm nay, ta đem không dựa vào bất luận kẻ nào, mà là dựa vào chính ta, tự mình đi đánh mặt bọn hắn. 89 vị thiên hầu, 10 vị thiên công, mặt 99 vị quyền quý này, không biết đập đứng lên là tư vị gì. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác mãnh liệt kích thích. Hô hấp cũng đều một cái chớp mắt không cách nào bình ổn, dùng dập một chút, thời gian dần trôi qua, hắn theo Hắc Minh đến hoàng cung, từ từ tới gần Thiên sư điện, tim của hắn đập cũng theo bước chân tiến lên, càng lúc càng nhanh, tâm thần bất định cùng chờ mong giao thoa, khẩn trương cùng kích thích cùng tồn tại, mắt thấy còn có không xa liền muốn đến, tại trong hoàng cung này, đi tại phía trước Hắc Minh, bỗng nhiên bước chân dừng lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Bạch Tiểu Thuần đầy đầu đều đang nghĩ lấy tiếp theo màn chuyện sắp xảy ra không có quá chú ý, kém chút đụng vào, tranh thủ thời gian sau khi dừng lại, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Minh bóng lưng, chuyện này, ngươi làm lỗ mãn, Hắc Minh trầm ngâm dây lát về sau, vẫn truyền ra thanh âm hoàn toàn như trước đây âm lãnh, thanh âm này chợt nghe chút, tràn đầy âm hàn, nhưng nếu cẩn thận đi suy nghĩ, trong này lại ẩn chứa một tia lo lắng, sự lo lắng này, Bạch Tiểu Thuần tại cảm nhận được về sau, ngơ ngác một chút, hắn trong trí nhớ Hắc Minh, luôn luôn là âm trầm lạnh nhạt, dưới mắt sự lo lắng này thật sự là trước đó chưa từng có lại có vẻ hơi đột ngột tất cả thiên hầu tất cả thiên công đều liên hợp ở cùng nhau liền xem như đại thiên sư muốn bảo đảm ngươi cũng đều gian nan hắc minh không có quay người đưa lưng về phía bạch tiểu thuần chậm rãi mở miệng trong ánh mắt ngoại nhân không thấy được kia mang theo phức tạp hắn đã nhìn ra trong thiên sư điện chính nổi lên một cổ diệt tuyệt chi ý đối với bạch tiểu thuần mà nói lần này sợ là tai kiếp khó thoát mà hắn nhìn xem bạch tiểu thuần thân là giám sát sứ đoạn đường này nhiều khi hắn liên tưởng đến mình năm đó hắn là đời trước giám sát sứ nếu như nói trong toàn bộ khôi hoàng triều này ai có thể nhất lý giải bạch tiểu thuần tâm tình như vậy hắn cảm thấy chính mình hẳn là duy nhất một cái đồng dạng đều là giám sát sứ một màn này năm đó cũng phát sinh qua mà bây giờ tại trên thân giám sát sứ thế hệ này lần nữa trình diễn khác nhau là năm đó hắn cùng đại thiên sư quan hệ xa so với bạch tiểu thuần mật thiết quá nhiều, chỗ tại dưới đại thiên sư ra sức bảo vệ, lúc này mới trở về từ cõi chết, từ đây đi theo ở bên người đại thiên sư, như bóng với hình một dạng, lại trọng yếu nhất, hắn cũng không có phạm phải loại tội lớn tự tiện giết thiên hầu kia, nhưng hôm nay, bạch tiểu thuần nơi này, cùng phong chính hắn không giống với, ngươi hy vọng duy nhất, chính là đại thiên sư, bạch hạo, ngươi, tự giải quyết cho tốt, hắc minh nội tâm than nhẹ, nhắc nhở bạch tiểu thuần đằng sau, Lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước, Bạch Tiểu Thuần nhìn xem Hắc Minh bóng lưng, trong lòng dâng lên cảm động, một người hắn tưởng rằng lạnh lùng như vậy, vào hôm nay, tại một khắc tất cả mọi người nhìn lại chính mình cũng khó thoát kiếp số này, nói ra như thế mấy lời nói, cái này khiến Bạch Tiểu Thuần trong lòng nổi lên một chút ấm áp, nhìn thật sâu nhìn Hắc Minh về sau, Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng gật đầu, đi thẳng về phía trước, không bao lâu đã đến ngoài Thiên sư điện, Thiên sư điện đại môn đóng lại, không có một thanh âm truyền ra có thế bạch tiểu thuần tại tới chỗ này sát na, lập tức liền cảm nhận được, tại trong thiên sư điện này, ẩn chứa một cổ cùng bạo khí tức, khí tức này hỗn tạp, hiển nhiên là sau khi rất nhiều người cùng một chỗ ngưng tụ đi ra, hắc minh thân thể nhoán một cái, biến mất tại phía trước bạch tiểu thuần, cũng không lâu lắm, có âm thanh từ trong thiên sư điện, chậm rãi truyền ra, bạch hạo, tiến đến, bạch tiểu thuần thân thể chấn động, thật dài thở sâu xoáy lại thở ra, hắn biết, trò hay liền muốn bắt đầu, hắn khẩn trương càng nhiều đồng dạng, kích thích cùng chờ mong càng đậm, càng phát ra phòng lên lấy tinh thần của hắn. Mụ nội nó, có cái gì tốt sợ hãi, lá bài tẩy của ta đủ mạnh mẽ, đầy đủ đi đem mặt những công A hầu bên trong kia, toàn bộ đánh thành đầu heo. Trong này tất cả mọi người, đều đang đợi lấy ta đi đánh đâu, bọn hắn còn không sợ, ta sợ cái gì, không đánh đều có lỗi với bọn họ duỗi dài cổ dơ lên mặt. Bạch tiểu thuần hung hăng cắn răng, bỗng nhiên đi ra, trực tiếp tiến lên đẩy ra thiên sư điện đại môn tại đại môn này đẩy ra trong nháy mắt, lập tức liền có trên trăm đạo ánh mắt, sát na từ trong điện, toàn bộ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đứng tại ngoài cửa lớn, trên trăm đạo ánh mắt này, yếu nhất đều là nửa bước thiên nhân, mạnh nhất càng là bán thần, có thể nói, khôi hoàng triều tất cả quyền quý, tất cả cường giả, đều tụ tập tại nơi này, ánh mắt của bọn hắn hình thành uy áp, đủ để cho thiên địa rung động, để phong vân tệ tán, liền xem như Bạch Tiểu Thuần có ác chủ bài, cũng vẫn tại dưới ánh mắt này đáy lòng vừa rồi dâng lên dũng khí, trong nháy mắt liền bị cắt giảm hơn phân nửa, phía sau sát na ướt đẫm. Trong thiên sư điện, đại thiên sư ngồi tại vị trí cao nhất trên ghế thiên sư, sắc mặt âm trầm, rất là khó coi, tại dưới hắn, thập đại thiên công, cả đám đều đứng ở nơi đó, thần sắc phần lớn mang theo băng hàng, ngoại trừ bọn hắn, còn có rồng rã 89 vị thiên hầu, bọn hắn là bây giờ trong khôi hoàn thành, tất cả thiên hầu, giờ phút này đều đứng ở trong thiên sư điện, từng cái mắt lạnh nhìn bạch tiểu thuần, có cười lạnh, có mỉa mai, còn có thì là trong mắt mang theo sát ý. Bạch Tiểu Thuần nhịp tim đột nhiên gia tốc, cái trán càng là đổ mồ hôi, hắn hay là trong nhân sinh lần thứ nhất, phát hiện mình tại trên bản sự so ánh mắt này, rơi vào phía dưới. Hắn thật sự là không có cách, chính mình dù sao chỉ là một người, nhưng đối phương, đó là hơn trăm người, quá khi dễ người. Bạch Tiểu Thuần nội tâm run lên, nhưng lại không cam tâm cái này còn không có vào cửa, trước hết thua khí thế, thế là cắn răng xuống, ánh mắt trong đám người đảo qua về sau, tìm được Triệu Hùng Lâm, hung hăng trợn mắt nhìn đi qua, mặc kệ các ngươi bao nhiêu người, Bạch Gia Gia ta liền bắt lấy một người trừng, khí thế không thể thua, Bạch Tiểu Thuần lập tức ánh mắt hung tàn, nhìn chồng chọc vào Triệu Hùng Lâm, Triệu Hùng Lâm cũng sửng sốt một chút, sự hung ác trong ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần kia, để hắn không khỏi nhớ tới trên sự tình mình cùng đối phương ma sát lần lượt, đều rơi vào hạ phong một màn, không khỏi trong lòng cũng dâng lên phiền muộn, nhiều người nhìn hắn như vậy, hắn vì cái gì liền nắm lấy ta không thả a à, nhìn ta làm gì triệu hùng lâm căm tức nổi giận nhưng ở trên bản sự so ánh mắt này hắn cùng bạch tiểu thuần trên lệch không nhỏ như thế lẫn nhau trừng mắt trừng mắt bạch tiểu thuần trong ánh mắt hình như có đao quan kiếm ảnh tràn ngập gió tanh mưa máu cả người như muốn điên cuồng phản phất muốn đồng quy vu tận bộ dáng để triệu hùng lâm nội tâm chấn động thất kinh hẳn là chó dại này biết mình hẳn phải chết cho nên muốn trước khi chết cắn chính mình không thả lôi kéo chính mình cùng một chỗ diệt tuyệt Bạch Tiểu Thuần trước đó tại Khôi Hoàng Triều làm ra sự tình, mỗi một kiện đều là đại sự, dưới mắt hắn tuy bị liên hợp lại công kích, khả năng hưởng thụ được loại đại ngộ này, bản thân đã nói rõ vấn đề, Triệu Hùng Lâm tin tưởng, đối phương trước khi chết phản công, cực kỳ nguy hiểm, nghĩ tới đây, hắn đè xuống nội tâm tức giận, ánh mắt có chút tránh đi, cùng ta đấu, sợ hàng, mắt thấy Triệu Hùng Lâm không dám nhìn chính mình, Bạch Tiểu Thuần lập tức vên vang đắc ý, trong khí thế cuộc khởi, cất bước bước vào trong đại điện hướng về đại thiên sư ở phía trên, ông quyền cúi đầu, ti chức bạch hạo, bái kiến đại thiên sư, đại thiên sư thần sắc âm lãnh khó coi còn có chút đau đầu, nhìn xem bạch tiểu thuần, đáy lòng cũng có tức giận, thật sự là bạch tiểu thuần lần này sự tình, quá mức đột nhiên đồng thời, cũng chính là chúng ân lệnh mở rộng thời khắc mấu chốt, nguyên bản tất cả hảo hảo mà, dựa theo đại thiên sư kế hoạch, từng bước một cuối cùng nhất định có thể cho khôi hoàng triều tất cả gia tộc, nhau nhau tách rời, nhưng bây giờ, bạch tiểu thuần nơi này, bị cả triều văn võ bắt lấy chân đau liên hợp cùng một chỗ bức thoái vị cứ việc trước đó không có nói rõ thế nhưng đều biểu đạt thái độ như bạch tiểu thuần không chết bọn hắn kiên quyết chống lại chúng ân lệnh việc này nếu là đổi trước đó đại thiên sư nhất định đồng ý có thế bạch tiểu thuần nơi này liên tục hai lần dân ra độc kế để đại thiên sư nơi này quý tài chi tâm cũng đều mãnh liệt cái này để hắn chần chờ bạch hạo hôm nay để cho ngươi tới đây là muốn tìm hiểu một chút liên quan tới chu võ đạo sự tình ngươi để giải thích giải thích đại thiên sư suy nghĩ ít khi chậm rãi mở miệng liên quan tới phải chăng đem bạch tiểu thuần đẩy đi ra hắn còn phải xem nhìn bạch tiểu thuần nơi này giải thích như thế nào như bạch tiểu thuần có thế tự mình hóa giải như vậy cũng liền đã giảm bớt đi phiền não của hắn đại thiên sư ti chức bạch tiểu thuần ngẩng đầu đang muốn mở miệng nhưng vào lúc này một vị thiên hầu cười lạnh đột nhiên nhìn về phía bạch tiểu thuần trong mắt sát cơ không che giấu chút nào bạch hạo ngươi không cần giải thích giết người thì đền mạng đây là thiên lý đại thiên sư thần xin mời tấu bốc đi bạch hảo giám sát sứ thân phận giải quyết tại chỗ còn chu thiên hầu trên trời có linh thiên một cái công đạo vị thiên hầu này thanh âm to đi ra mấy bước hướng về đại thiên sư cúi đầu bạch tiểu thuần đang nghe chuyện trên tivi audio cv lập tức nhìn về phía nói chuyện thiên hầu trận mắt nhìn sang có thế nó ánh mắt vừa mới rơi vào trên thân vị thiên hầu này lập tức liền lại đi ra một vị thiên hầu không sai đại thiên sư bạch hạo này không có trải qua cho phép liền chém giết triều ta thiên hầu loại hạng người bất chấp phương pháp này nhất định phải diệt sát đại thiên sư thần xin mời tấu chém giết bạch hạo đại thiên sư thần cũng xin mời tấu đem bạch hạo này tại chỗ xử quyết những thiên hầu kia như là bị chọc tổ ông vò vẽ một dạng trong nháy mắt liền đi ra bảy tám người mỗi một cái đều ngôn từ sắc bén bắt lấy chu võ đạo sự tình muốn đưa bạch tiểu thuần vào chỗ chết bạch tiểu thuần trừng cái này lại trừng cái kia Cuối cùng chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát thu hồi ánh mắt, nhìn xem những người kia đang không ngừng xin mời tấu, hỏa khí dần dần tăng, xem ra ta trước đó vì tìm Hạo Nhi, đi gia tộc những người này ít, hẳn là đi thêm mấy lần mới đúng, Bạch Tiểu Thuần cắn răng âm thầm oán thầm nói, Đại Thiên Sư trầm mặt, thiên công đa mưu túc trí đều không có nói chuyện, những thiên hầu kia mắt thấy như vậy, lập tức lại đi ra mấy vị, nhau nhau sau khi mở miệng, càng là có một thiên công họ Lưu, đi mau mấy bước hướng về đại thiên sư ôm quyền thật sâu xoay người công xuống đại thiên sư thần đã về kết bạch hạo này một trăm tội lớn hôm nay muốn làm lấy tất cả cùng hướng trước mặt tuyên đọc kẻ này ngập trời tội ác câu nói này vừa ra bốn phía đám người không ít đều hít vào một hơi nhìn về phía vị thiên công họ lưu này người này tên là lưu dũng tại trong rất nhiều thiên hầu này tự thân tu vi cùng thực lực ở vào ở giữa có thể cùng chu võ đạo tương phản hắn rất là sinh động nhất là loại sự tình đám người liên hợp hiếm thấy này càng làm cho hắn phấn chấn không thôi, cho nên ở trong lòng đã có dự định, muốn tại lần này, chính mình làm náo động đồng thời, cũng muốn khiến người khác, đối với mình lau mắt mà nhìn, liền ngay cả những thiên công kia, cũng đều chú ý tới Lưu Dũng, đại thiên sư cũng đều dò xét đi qua, thật sự là đều bị Lưu Dũng này ngữ không kinh người thề không nghĩ cái gọi là một trăm tội lớn, trung động đến, Bạch Tiểu Thuần cũng đều bị giật mình kêu lên, không khỏi trợn mắt há mồm, nhìn về phía Lưu Dũng lúc, sửng sốt một chút, người này hắn chỉ là nhìn quen mắt, biết họ lưu, cụ thể lại không quá nhiều ấn tượng, có thế làm sao cũng không nghĩ tới, trong miệng thế mà nói chắc như đinh đóng cột nói mình có 100 tội lớn, mắt thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, lưu dũng nội tâm phấn chấn hăng hái, tiến lên mấy bước, lớn tiếng mở miệng, bạch hạo này ở tại trong gia tộc, lại giết thân tộc, đại nghịch bất đạo, đây là phản tộc chi tội, tự quỷ thành lúc, đoạt người thê tử, tán tận thiên lương, đây là trắng trợn cướp đoạt chi tội ăn cắp thái gia hồn tràng, để thái gia tổn thất cực lớn, đây là trộm cướp chi tội, cướp đoạt trần gia bảo tàng, khiến cho cự quỷ thành trần gia, tổn thất nặng nề, đây là cướp bóc tội. Lưu Dũng thao thao bất tuyệt, ngữ tốc rất nhanh, quanh quẩn trong thiên sư điện, dần dần, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn đứng lên, nhìn xem Lưu Dũng kia, trong đó không ngừng mà quở trách lấy Bạch Tiểu Thuần các hạng tội lớn, Bạch Tiểu Thuần cũng đều hô hấp đi theo có chút gấp rút, nhìn chồng chọc vào Lưu Dũng, cắn răng nghiến lợi đồng thời, Biết đối phương vì cho mình hàng ra những tội trạng này, không ít đi điều tra, bằng không, làm sao ngay cả những này nhỏ xíu sự tình đều có thể biết được. Trong luyện hồn hồ, hắn hấp thu chúng thiên kiêu sinh cơ, tu luyện tà công, đây là tu cấm tội, còn có, người này đến khôi hoàn thành về sau, lại suýt nữa gây nên cự quỷ quân đoàn bất ngờ làm phản, bốn phía phóng hỏa, đây là phóng hỏa tội. Lưu Dũng càng nói càng là phấn chấn, giọng càng lúc càng lớn, nhất là hắn nhìn thấy giờ phút này bốn phía tất cả thiên hầu thiên công đều trầm mặt, toàn bộ đại điện, chỉ có thanh âm của mình về sau, hắn trong sự kích động, thanh âm cũng đều cao vút sụt sôi đứng lên, ở tại trong cửa hàng luyện linh, giá cao bán hồn dược, luyện linh, đây là lên ào ào giá hàng tội, hắn trở thành giám sát sứ về sau, sau khi mượn xếp nhà trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đây là tội tham ô, từng đầu tội trạng, từ trong miệng lưu dũng không ngừng mà nói ra, thời gian từ từ trôi qua, cho đến sau một nén nhang, hắn lại vẫn còn chưa nói hết thậm chí càng trên ngữ tốc không có mảy may chậm chạp, ngược lại càng lúc càng nhanh. Một màn này, để bốn phía đám người rung động đồng thời, cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần Triệt để mắt trợn tròn, thậm chí đối với Lưu Dũng này, đều có chút bội phục. Đại Thiên Sư cũng đều trong thần sắc cổ quái, nhìn Lưu Dũng mấy mắt, hắn thật đúng là không có phát hiện. Lưu Thiên Hầu này thế mà tại trên tổng kết quy nạp, tại trên tình báo tìm hiểu, có chỗ siêu việt thường nhân như thế, đây là bỏ rơi nhiệm vụ tội, đây là lạm dụng chức quyền tội đây là nhận hối lộ tội, cuối cùng, hắn chém giết vô tội thiên hầu, tàn nhẫn vô cùng, đây là tội giết người, cho đến lại qua sau một nén nhang, Lưu Dũng lúc này mới nói xong, hắn thở dốc mấy lần, trong âm thầm ngạo nghễ, hướng về đại thiên sư ôm quyền, đại thiên sư, thần nói xong, bạch hạo này vạn ác tập trung vào một thân, phạm phải một trăm đầu tội lớn, trong này bất luận cái gì một đầu, đều có thể đem hắn lăng trì xử tử, thần xin mời tấu, đem bạch hạo vạn ác bất xá này, giải quyết tại chỗ thiên đao vạn quả, răng đe, theo hắn lời nói kết thúc, bốn phía đám người cả đám đều tâm thần chấn động mãnh liệt, bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt, đối với Lưu Dũng này, như là nhận thức lại một dạng, giờ phút này cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao đi ra, không ngừng hướng về đại thiên sư ôm quyền, thần tán thành, thần một dạng xin mời tấu, Lưu Thiên Hầu trăm tội, chính là chứng cứ xác thực nhất, thần cũng tán thành, không phải một cái hai cái, mà là mấy chục cái thiên hầu, đều đi ra, toàn bộ mở miệng, phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này 89 vị thiên hầu, đi ra khoảng chừng hơn một nửa, mà còn sót lại những người kia, sau khi nhìn nhau một cái, cũng đều cùng nhau hướng về đại thiên sư ôm quyền, cơ hồ thống nhất mở miệng, thần tán thành, đem bạch hạo này, giải quyết tại chỗ, thanh âm này mãnh liệt, hóa thành sóng âm, quanh động tứ phương, bạch tiểu thuần nhìn xem những người này, đáy lòng không ngừng mà ô hô, nhất là lưu dũng kia, càng làm cho hắn nơi này, lại cũng dâng lên mãnh liệt kiên kỵ người này chẳng lẽ là con chuột đào hang biến thế mà xảo trá như thế đem chuyện của ta điều tra rõ ràng như thế bạch tiểu thuần không khỏi đem lưu dũng này nhớ kỹ dưới đáy lòng suy nghĩ về sau nhất định phải thật tốt trừng trị người nọ đại thiên sư nhíu mày loại sự tình cả triều văn võ thống nhất cùng một chỗ tại ngoài sáng đi nhằm vào một người muốn đưa người vào chỗ chết này nếu là đổi trước kia hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp hóa giải dù sao lúc này bạch tiểu thuần đã là triệt triệt để để trở thành cô thần chính mình nếu có thể cứu như vậy bạch tiểu thuần tương lai đối với hắn trung tâm sẽ trước đó chưa từng có chỉ là dưới mắt chúng ân lệnh thôi động mới là lớn nhất sự tình một khi triều đình bất ổn đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ trừ phi là hắn có một cái hoàn toàn đứng vững được bước chân cũng làm cho đám người không lời nào để nói lý do bằng không mà nói dù là bạch tiểu thuần thật trở thành nghĩa tử của mình hắn cũng vô pháp ở thời điểm này đem hắn bảo trụ cái này để đáy lòng của hắn thở dài thầm giận bạch tiểu thuần nơi này xông ra đại họa như thế, trong lòng chần chờ, cũng dần dần có muốn tiêu tán dấu hiệu, cái này còn chưa kết thúc, tại tất cả thiên hầu đều sau khi mở miệng, Trần Hảo Tùng mắt sáng lên, nhìn ra đại thiên sư chần chờ dần dần tiêu tán, lúc này mới đi ra, hướng về đại thiên sư ôm quyền, mới vừa nghe Lưu Thiên Hầu lời nói, thần có chút hoảng hốt, ta khôi hoàng triều đời đời truyền thừa đến nay, trong bất kỳ một triều đại nào, nếu có người trăm tội như vậy, đều nhất định đem hắn diệt toàn tộc, hôm nay, Thần cũng xin mời Tấu, chém giết Bạch Hạo, trong lời nói quanh quẩn của hắn, trâu đẹp thiên công, còn có 8 vị thiên công khác đều đi ra, không có mở miệng, chỉ là hướng về đại thiên sư cúi đầu, nhưng bọn hắn mặc dù không có lời nói, nhưng động tác này, bản thân đã rõ ràng sáng tỏ biểu đạt ý chí của bọn hắn. Đại thiên sư mắt sáng lên, chần chờ hoàn toàn biến mất, đang muốn có chỗ quyết đoán, nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn, các vsf 8V đức người biểu diễn, kết thúc a hiện tại tới phiên ta đi loại tình huống nghiêng về một bên này bạch tiểu thuần sau khi thấy ngược lại không có tâm thần bất định cùng khẩn trương hắn giờ phút này thở sâu cả người bình tĩnh trở lại khóe miệng lộ ra cười lạnh ung dung không vội chậm rãi mở miệng lời nói mang theo khiêu khích chi ý này vừa ra lập tức như cùng đi trong chảo dầu đổ nước lập tức liền để tất cả thiên hầu trong nháy mắt nổ tung bạch hạo ngươi tốt gan to ngươi phạm phải trăm tội tại trong thiên sư điện này há lại cho ngươi làm càng nhất là Lưu Dũng, càng là hai mắt sáng lên, giống như lại bắt được Bạch Tiểu Thuần chân đau, cả người đều muốn nhảy dựng lên, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, hét lớn một tiếng, Bạch Hạo, ngươi mắt không tôn thượng, tại nơi nghiêm túc này, lại đem chúng ta trang nghiêm thẩm phán, nói xấu thành biểu diễn, đây là phạm vào tội khi quân, tội nói bừa, tội ô miệt, ngươi bây giờ không phải trăm tội, ngươi là một trăm linh ba tội, Lưu Dũng lời nói vừa ra, bốn phía tất cả mọi người mừng rỡ, nhao nhao cảm thấy, Lưu Dũng này đơn giản chính là bọn hắn như là đồng đội của tiên thần, cùng loại người này liên hợp, thật sự là quá làm cho người ta trong lòng thư thản. Giờ phút này lập tức đều hưởng ứng đứng lên, Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, nhìn cũng không nhìn những thiên hầu hướng về chính mình gầm thét này, mà là nhìn qua Đại Thiên Sư, ông quyền cúi đầu, Đại Thiên Sư, ta cho ngài nhìn một vật, hắn lời nói vừa ra, bốn phía đám người nhao nhao cười lạnh, thầm nghĩ Bạch Hạo này hẳn là còn có thể xuất ra cái gì chu võ đạo làm phản chứng cứ, liền xem như thật sự có, cũng không thể miễn đi bạch tiểu thuần tự tiện giết người tội lớn đây không phải hắn có thể chính mình quyết định xử lý như thế nào sự tình đại thiên sư ánh mắt rơi trên người bạch tiểu thuần hơi động một chút thật sự là từ đầu đến cuối bạch tiểu thuần nơi đó tuy có khẩn trương tâm thần bất định nhưng lại chưa từng có lộ ra tuyệt vọng cái này không phù hợp đại thiên sư phán đoán giờ phút này hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu muốn nhìn một chút bạch tiểu thuần này đến cùng chuẩn bị xuất ra cái gì đạt được đại thiên sư đồng ý Bạch Tiểu Thuần vỗ túi trữ vật, lập tức liền từ trong đó lấy ra một viên hồn dược. Hồn dược này rõ ràng không giống bình thường, sắc thái rất nhiều, sáng chói vô biên, vừa mới xuất ra, liền lập tức tràn ra màu mè, chiếu rọi toàn bộ thiên sư điện, như là côi bảo đồng thời, càng có nồng đậm hồn lực ba động, trong nháy mắt liền khuếch tán bát phương, nồng đậm đến cực điểm, chính là tiêu chuẩn thấp nhất cũng cần thập bát sắc hỏa, mới có thể hình thành cực phẩm hồn dược. Hồn dược này vừa ra, đại thiên sư trong mắt đột nhiên lộ ra tinh mang, không chỉ là hắn dạng này, Trần Hảo Tùng thập đại thiên công, cũng đều trong nháy mắt từng cái sắc mặt biến hóa, cùng nhau nhìn lại lúc, những thiên hầu kia, cũng đều thấy được bạch tiểu thuần trong tay viên hồn dược kia, trong chốc lát, rất nhiều người hai mắt, đều đột nhiên trợn to, cực phẩm hồn dược, thấp nhất 18 sắc mới có thể luyện chế, cực phẩm hồn dược, cực phẩm hồn dược này, cũng gọi địa phẩm hồn dược, bất kỳ một viên nào, đều cực kỳ hiếm thấy, bạch hạo này thế mà những thiên hầu kia có một ít trực tiếp la thất thanh thật sự là bạch tiểu thuần xuất ra hồn dược này để bọn hắn giật nảy cả mình nhưng rất nhanh bọn hắn liền sinh ra nghi vấn địa phẩm hồn dược này cùng chu võ đạo tử vong có quan hệ gì hắn liền xem như dân ra hồn dược này có thể cùng nó trăm tội so sánh cũng đều không cách nào hóa giải bạch hạo này đến cùng muốn nói cái gì hẳn là hắn muốn nói hồn dược này là chính mình luyện ra nói ra câu nói này chính là vị lưu dũng kia hắn cười lạnh mở miệng có thế lời nói vừa ra, bốn phía có không ít thiên hầu, lập tức liền sắc mặt cuồng biến, hắn lúc trước từng luyện ra qua một tia thập bát sắc hỏa, không có khả năng, địa phẩm luyện hồn sư há có thể là dễ dàng như vậy liền xuất hiện, toàn bộ thiên sư điện lập tức liền truyền ra vô số nghị luận cùng xôn xao, càng có người gầm thét mở miệng, Bạch Hạo, ngươi đừng muốn trong đó giả thần giả quỷ, lấy ra một viên hồn dược, hẳn là ngươi liền thật trở thành địa phẩm luyện hồn sư, thật sự là hoang đường, tất cả im miệng cho ta. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu hét lớn một tiếng, hắn không thèm đếm xỉa ở trong thiên sư điện tùy ý hô quát các thiên hầu thiên công, lập tức khiến cho khí thế của hắn ầm vang cuộc khởi, có như vậy một cái chớp mắt không ít người bị rống sững sờ, hắn không có ý định lấy ra hồn dược về sau, cũng làm người ta tin tưởng mình là địa phẩm luyện hồn sư, hắn chờ đến chính là những người này chất vấn, chỉ có dạng này, hắn một hồi treo lên đám người mặt, mới có thể càng làm cho hắn cảm thấy kích thích, địa phẩm luyện hồn sư, đây chính là lá bài tẩy của hắn những người này không phải cùng chính mình tới nói khôi hoàng triều luật pháp a à, như vậy chính mình liền rút củi dưới đáy nồi đồng dạng dùng luật pháp này để hoàn thành tuyệt địa phản kích địa phẩm luyện hồn sư bây giờ thế hệ này toàn bộ khôi hoàng triều chỉ có ba vị liền xem như trước lúc này di chuyển đến mang hoang về sau khôi hoàng triều thời điểm nhiều nhất cũng chính là chỉ có năm vị địa phẩm luyện hồn sư mà thôi có thể tưởng tượng địa phẩm luyện hồn sư phơ quắc địa vị cùng thân phận độ cao đã là không cần nói cũng biết tự nhiên mà vậy tại trong khôi hoàng triều luật pháp cũng quy định địa phẩm luyện hồn sư chỉ cần không phải phạm phải phản tộc tội lớn bất kỳ người nào đều không có quyền lợi đem hắn chém giết đây chính là bạch tiểu thuần ỷ vào địa phẩm luyện hồn sư đặc quyền các ngươi nếu không tin viên hồn dược này là ta luyện ra như vậy bạch mổ hôm nay ngay tại trong thiên sư điện này ở trước mặt tất cả các ngươi luyện chế thập bát sắc hỏa bạch tiểu thuần tay áo hất lên thần sắc ngạo nghễ thanh âm ẩn chứa tu vi truyền khắp bát phương lúc trực tiếp đem bốn phía những thiên hầu kia xôn xao toàn bộ trấn áp xuống đại thiên sư trong mắt đột nhiên liền tuôn ra tinh mang thập đại thiên công nhất là trần hảo tùng cũng đều hô hấp ngưng tụ khó có thể tin nhìn về phía bạch tiểu thuần bọn hắn giờ phút này như trước vẫn là không tin bạch tiểu thuần thật là địa phẩm luyện hồn sư ngoan cố chống cự phô trương thanh thế mà thôi trần hảo tùng nheo lại mắt trong lòng cười lạnh các thiên công khác cũng đều đang hấp khí dồn dập mấy lần về sau đối với cái này thâm biểu hoài nghi khẩu khí thật lớn Bạch Hạo, ngươi nếu có thể luyện ra thập bát sắc hỏa, từ đây ta Triệu Hùng Lâm nhìn thấy ngươi, lập tức quỳ lại, không sai, ngươi là muốn vùng vẫy giải chết, có thế địa phẩm luyện hồn sư, há có thể là đơn giản như vậy, không biết lượng sức, những thiên hầu kia cũng đều tại từng người sau khi tâm thần chấn động, nhao nhao cắn răng phản bác, gầm thét đứng lên, thật sự là hôm nay bọn hắn, cường đại trước nay chưa từng có, muốn đưa Bạch Tiểu Thuần vào chỗ chết, lòng tin 10 phần, Bạch Tiểu Thuần cười lạnh nhìn xem đám người, nhất là tại trên thân Triệu Hùng Lâm kia nhìn nhiều một hồi, thu hồi ánh mắt về sau, hắn không tiếp tục đi để ý tới, mà là vỗ túi trữ vật, lập tức từ trong tay của hắn, liền bay ra 10 đám thập thất sắc hỏa. 10 đám thập thất sắc hỏa này, là Bạch Tiểu Thuần đang tìm kiếm Bạch Hạo đoạn thời gian kia, để chu nhất tinh ra ngoài tìm kiếm, mượn nhờ những con thứ kia, rất nhanh liền thu hoạch một chút, bị hắn tích lũy, giờ phút này dùng ra. Trên thực tế, đây chỉ là một bộ phận thôi, vì mình lá bài tẩy này bộc phát Bạch Tiểu Thuần hết thảy chuẩn bị ba phần luyện chế thập bát sắc hỏa vật liệu, bảo đảm chính mình một khi ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể bổ cứu thẳng đến thành công. Giờ phút này hắn không có nửa điểm chần chờ, vung mạnh lên, lập tức 10 đám thập thất sắc hỏa kia, liền ầm vang nổ tung khuếch tán. Tại Bạch Tiểu Thuần điều khiển xuống thậm chí cố ý dở trò xấu hướng Triệu Hùng Lâm, lưu dụng các loại thiên hầu phương, hướng càng nhiều lan tràn, tựa như thị uy, bốn phía đám người cùng nhau lui lại, liền xem như thiên công, cũng đều lui ra phía sau mấy bước, duy chỉ có đại thiên sư ngồi ở chỗ đó, thân thể hướng về phía trước nghiêng, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang, như hắn thật luyện ra thập bát sắc hỏa, trở thành địa phẩm luyện hồn sư, như vậy hôm nay chi kiếp, cũng là thật liền bị hắn trực tiếp vỡ nát, đại thiên sư nheo cặp mắt lại, ngưng thần nhìn lại, bạch tiểu thuần biết đây là thời khắc mấu chốt, lại hắn cũng có nắm chắc, ở thời điểm này, không ai dám đến quấy nhiễu chính mình, dù sao nơi này là thiên sư điện, dù sao mình việc cần phải làm, là ở trước mặt tất cả mọi người, đi tấn thăng địa phẩm luyện hồn sư, nhìn ta một hồi, làm sao để cho các ngươi từng cái trợn mắt hốc mồm, để cho các ngươi toàn bộ mắt trợn tròn, đem tròng mắt đều trừng ra ngoài cho phải đây, Bạch Tiểu Thuần nội tâm mong đợi đồng thời, kích thích cảm giác cũng cực kỳ mãnh liệt, hắn thật sự là rất ưa thích loại cảm giác vạn chúng chú mục này, bất quá hắn cũng biết, việc này tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên, lại tại trong thiên sư điện này, nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế lại cực kỳ an toàn cho nên bạch tiểu thuần lập tức tập trung ý chí không còn quan tâm ngoại giới mảy may mà là hai tay bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên khi nhấc lên hướng về mười đám thập thất sắc hỏa đang khuếch tán thành biển lửa kia hung hăng nhấn một cái dưới một cái nhấn này mười đám thập thất sắc hỏa lập tức liền lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau bạch tiểu thuần nhìn không chuyển mắt toàn bộ tâm thần đắm chìm tại bên trong trong tăng lớn điều khiển cũng chính là thời gian một nén nhang mười đám thập thất sắc hỏa kia liền trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau trở thành một mảnh bàn bạc thập thất sắc hỏa hải, mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm nghị vô cùng, trong khi hai tay bấm niệm pháp quyết, tu vi bộc phát đồng thời, tâm thần cũng đều đắm chìm tại trong vùng biển lửa kia, bắt đầu bước kế tiếp động tác, đi, áp súc, rầm rầm rầm, tiếng vang ngập trời, tại trong thiên sư điện này không ngừng mà quanh quẩn, thập thất sắc hỏa hải này bàn bạc, để không ít người đều tâm thần chấn động, càng có hấp khí thanh rõ ràng có thể nghe, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều rất khó tin tưởng bạch tiểu thuần sẽ là địa phẩm luyện hồn sư trên thực tế bọn hắn cũng không thể đi tin tưởng có thế tiếp đó theo bạch tiểu thuần luyện chế sắc mặt của mọi người cũng đều dần dần khó nhìn lên nhất là triệu hùng lâm cùng lưu dũng càng là liên tục hấp khí tâm thần bên trong oanh minh không ngừng mà nguyền rủa bạch tiểu thuần nơi đó thất bại nhưng bọn hắn nguyền rủa chẳng những không có hiệu quả ngược lại lên phản tác dụng bạch tiểu thuần lần này luyện chế có lẽ là bởi vì từng có một lần thành công lại hoặc là bởi vì hắn biết việc này liên quan đến tính mệnh, cho nên tại trên luyện chế, lại so trước đó một lần kia, còn muốn thuận lợi, bên trong oanh minh, mảnh biển lửa này liền bị áp chế đến 30 trượng phạm vi, còn tại không ngừng mà thu nhỏ, 28 trượng, 26 trượng, 24 trượng, còn tại chần chờ, rất nhanh, đã đến 20 trượng, theo áp súc, biển lửa quay cùng mãnh liệt, có thế bạch tiểu thuần hai tay, tự hồ có phong thiên ấn địa chi lực, lại để mảnh biển lửa này, dù là lại bạo ngược, cũng đều khó mà bốc lên ra hắn khống chế, trong âm thanh ù ù, biển lửa trực tiếp liền trở thành 17 trường, còn tại tiếp tục 15 trường, 13 trường, Bạch Tiểu Thuần một tiếng gầm nhẹ, hai tay hung hăng nhấn xuống một cái, biển lửa tại dưới bỗng nhiên cường lực áp bách phản kháng giống như lần nữa bộc phát, có thế Bạch Tiểu Thuần như là hỏa diễm quân vương, tại hắn khống chế xuống, phiến biển lửa kia bộc phát, không còn là hướng ra phía ngoài, mà là toàn bộ cải biến, hướng về nội bộ điên cuồng áp suất trong nháy mắt liền trực tiếp từ 13 trượng, liền đến 8 trượng, một chút trực tiếp liền rút nhỏ năm trượng, mà theo co vào, trong biển lửa phương la 8 trượng kia, lần đầu, xuất hiện lóe lên liền biến mất, nhan sắc thứ 18, trong thiên sư điện đám người, đều không phải bình thường, những thiên hầu kia có có lẽ còn không có thấy rõ, có thế Trần Hảo Tùng thập đại thiên công cùng đại thiên sư, lại là nhìn rõ rõ ràng, ràng ràng, t không biết là ai, tại một cái chớp mắt này, kinh ngạc trợn mắt há mồm, thanh âm hấp khí này, Lập tức liền bị những thiên hầu kia nghe được, nhao nhao sững sờ về sau, nhìn về phía thiên công bọn người, lập tức liền phát hiện, 10 vị thiên công này, từng cái lại thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc, nhất là Trần Hảo Tùng, hắn cũng không biết khi nào, cầm nắm đấm, nắm gắt gao, đều lộ ra gân xanh, một màn này, lập tức liền để những thiên hầu kia, nội tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, còn không chờ bọn hắn nội tâm dâng lên suy nghĩ, đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, cho ta co lại Bạch Tiểu Thuần hai mắt tơ máu tràn ngập, thể nội tu vi ầm vang bộc phát, hai tay lực thao túng, càng là không ngừng tăng lớn, dưới nhấn một cái, phiến biển lửa tám trượng kia, tại một cái chớp mắt này, bỗng nhiên co vào, trực tiếp liền trở thành năm trượng, năm trượng, chính là một đạo đường ranh giới, tại trong năm trượng phạm vi này, bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần thành công bắt được nhan sắc thêm ra kia, thần thức đánh vào, liền có thể đem hắn kích phát, trở thành màu thứ 18, tiến tới luyện chế ra thập bát sắc hỏa đồng thời, mảnh biển lửa này, cũng tại năm trượng phạm vi lúc, nó màu sắc lấp lóe biến hóa, càng thêm rõ ràng, giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được, tại trong biến hóa màu sắc nhanh không cách nào tưởng tượng kia, xuất hiện cái kia, đạo nhan sắc thứ 18, tuy chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, nhưng rất nhanh, liền sẽ xuất hiện lần nữa, một màn này, lập tức liền để những thiên hầu kia, cả đám đều não hải vù vù đứng lên, cái này, cái này, hắn không có khả năng thành công, nhất định sẽ thất bại hắn nhất định phải thất bại. Những thiên hầu kia giờ phút này đều tâm thần bất ổn. Hôm nay là bọn hắn nhất định phải được một lần liên hợp. Nhưng bây giờ thế mà gặp loại tình huống này, cái này thật sự là quá vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Trong ngôn từ, mặc dù không phải toàn bộ đều thất thố, nhưng vẫn là có như vậy một chút, là thất thanh. Mắt thấy như vậy, đứng ở bên người đại thiên sư Hắc Minh nhíu mày, tay phải nâng lên cách không nhấn một cái, lập tức trong thiên sư điện này, những thiên hầu ồn ào kia, toàn bộ thân thể chấn động, kiên kỵ nhìn về phía Hắc Minh về sau, nhao nhao im tiếng, đại thiên sư mắt nhìn Hắc Minh, không nói gì thêm, tiếp tục chú ý Bạch Tiểu Thuần, trong mắt vẻ kỳ dị càng ngày càng mạnh, mà thập đại thiên công kia, giờ phút này cũng đều khí tức kiềm chế hô hấp rõ ràng dồn dập lên, tại dưới đám người này tận mắt nhìn thấy, Bạch Tiểu Thuần cái trán chảy xuống mồ hôi, hắn mắt không chớp nhìn chầm chầm năm trượng biển lửa, chỉ là mấy chục cái hô hấp về sau, hắn biết mình bây giờ hay là không thể từ trong biển lửa năm trượng thành công thế là không có lãng phí thời gian lực thao túng lần nữa tăng cường lập tức biển lửa kia từ năm trượng biến thành bốn trượng không có dừng lại lần nữa co vào về sau trực tiếp liền trở thành ba trượng ba trượng. trượng biển lửa bạo ngược kinh thiên động địa banh minh bát phương lúc tất cả mọi người cũng đều nhìn ra nó sắc thái biến hóa tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều liền tại bọn hắn trong lòng dần dần dâng lên không ổn trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần con mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra mừng như điên sát na, thần trí của hắn, trong nháy mắt toàn diện bộc phát, cùng nhau tràn vào trong phiến biển lửa ba trượng kia, tốc độ nhanh chóng, cũng chính là trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần thần thức ngay tại trong biển lửa kia, toàn bộ xông vào đến trong không ngừng mà biến ảo kia, bị Bạch Tiểu Thuần bắt được, màu thứ 18 ở bên trong, tiếng vang đinh tai nhức ốc, tại thời khắc này, trung chuyển trời đất, màu thứ 18 thêm ra kia, nguyên bản yếu ớt, nhưng tại dưới Bạch Tiểu Thuần thần thức dung nhập lập tức liền bạo khởi, sắc thái đột nhiên liền sáng tỏ vô cùng, mặc cho 17 chủng nhan sắc khác như thế nào đi không cam tâm, cũng đều không cách nào ngăn cản nó quật khởi, như có đèn đuốc rực rỡ, bạch tiểu thuần ngửa mặt lên trời trong lúc cười to, trong tay hắn ba trượng trong biển lửa, loại nhan sắc thứ 18 kia, trực tiếp liền hoàn chỉnh, cùng với những 17 sắc khác cùng tồn tại, sáng chói vô cùng, chiếu sáng rạng rỡ, càng là tại một cái chớp mắt này, thương khung bên ngoài thiên sư điện, nguyên bản tầng mây lượng lờ, nhưng đột nhiên, tầng mây kia liền có từng đạo sấm chớp, trống rỗng xuất hiện, ầm ầm xẹt qua. Tiếng sấm to lớn này, banh động toàn bộ hoàng cung đồng thời, trong tầng mây, đầu kim long kia cũng đều nhoáng lên dưới, mang theo kinh nghi bất định, rời xa giữa không trung hoàng cung. Tiếng sấm này, càng là truyền vào đến trong thiên sư điện, phản phất tại bên tai vô số người nổ tung, nhưng bọn hắn lại từng cái ngoảnh mặt làm ngơ, như biết đồng dạng, tất cả mọi người não hải, đều nhấc lên sóng lớn ngập trời căn bản là không có tâm tư chú ý chuyện bên ngoài, giờ phút này tất cả tâm thần đều đặt ở Bạch Tiểu Thuần nơi đó, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động phấn chấn, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lần này dĩ nhiên như thế thuận lợi, mà hắn cũng không có như lúc trước như thế, đi dùng mặt nạ chi lực che lấp, giờ khắc này, hắn không cần che giấu, hắn muốn chính là oanh oanh liệt liệt, long trời lỡ đất, muốn chính là giống trống khua chiên, phong mang tất lộ, giờ phút này cố gắng bình ổn lấy khí tức, tại trong sự phấn chấn kia, Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết tốc độ càng nhanh, khiến cho phiến thập bát sắc hỏa hải kia ở trong không ngừng bốc lên, càng phát ra ổn định về sau, Bạch Tiểu Thuần cười to tay phải nâng lên, mắt lộ ra thần thái, hướng về kia phiến ba trượng thập bát sắc hỏa hải, ra sức vồ một cái, cho ta ngưng. Theo hắn lời nói truyền ra, phiến biển lửa kia thẳng đến Bạch Tiểu Thuần tay phải mà đến, trong không ngừng mà thu nhỏ, không ngừng mà ngưng tụ, bên ngoài thiên sư điện, thương khung lôi đình càng ngày càng nhiều, trong thiên sư điện cơ hội tất cả mọi người ngốc tại đó, trong đầu của bọn hắn đã đã mất đi suy tư năng lực, trước mắt của bọn hắn, chỉ có phiến, biển lửa, không ngừng mà hướng về bạch tiểu thuần tay phải co vào mà đi kia, ba trượng biển lửa kia, cấp tốc hướng về bạch tiểu thuần tay phải mà đi, càng là không ngừng mà thu nhỏ, hai trượng, một trượng, nửa trượng, cho đến một thước, nửa thước, cuối cùng bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng, tay phải hướng về thập bát sắc hỏa hải co vào mà đến, đã hóa thành non nửa thước kia, một thanh, trực tiếp bắt lấy thập bát sắc hỏa xuất hiện bạch tiểu thuần tiến trống, tại thời khắc này giống như siêu việt thiên lôi bên ngoài banh động toàn bộ đại điện lúc tất cả hỏa diễm đều theo một trảo kia sát na biến mất không còn tâm hơi lại bị bạch tiểu thuần bàn tay toàn bộ nắm chặt mà tay phải cầm nắm đấm kia giờ phút này cũng đã trở thành trong thiên sư điện tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm tự hồ bạch tiểu thuần nắm chặt không phải biển lửa mà là giờ phút này trong điện 89 vị thiên hầu, 10 vị thiên công, thậm chí còn có đại thiên sư, bọn hắn tất cả mọi người, trái tim, nhìn không chuyển mắt, thậm chí âm thanh hô hấp đều biến mất, toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, mặc cho bên ngoài thiên lôi cuồn cuộn, phản phất tại truyền vào nơi đây lúc, gian cách vô số tuế nguyệt, bạch tiểu thuần vô cùng kích động, tinh thần phấn chấn đến cực hạn, hô hấp của hắn rất là gấp rút, trong con mắt của hắn dù là tơ máu tràn ngập, cũng đều không che giấu được hưng phấn mừng như điên kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhất là phát giác được giờ phút này tất cả mọi người nhìn mình chầm chầm tay phải, liếc thấy Trần Hảo Tùng đám người ngưng trọng, nhìn xem Triệu Hùng Lâm đám người khẩn trương, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng loại đắc ý kia, loại hăng hái lân lân kia, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hắn chậm rãi thở sâu, tại dưới đông đảo quyền quý ngưng mắt kia, tay phải cố ý, từ từ một chút xíu mở ra, cho đến bàn tay của hắn, mở ra non nửa lúc, thuận khe hở lộ ra ánh lửa, để bốn phía không ít người, lập tức truyền ra mãnh liệt hấp khí thanh. Nghe hấp khí thanh, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thanh âm này liền như là tiếng trời một dạng, vô hạn mỹ hảo, tâm tình của hắn cũng bành trướng vô cùng, cố ý lại chậm lại, theo Bạch Tiểu Thuần bàn tay lại mở ra một chút, theo bên trong ánh lửa càng ngày càng rõ ràng, bốn phía hấp khí thanh, cũng càng ngày càng nhiều, dù là Bạch Tiểu Thuần không có nghe đủ, có thế bàn tay mở ra kia thời gian, cũng chung quy là không cách nào lại chậm chạp xuống dưới, cuối cùng, bàn tay của hắn triệt để mở ra, đem hỏa diễm trong tay hắn dơ lên cao cao các ngươi nói cho ta biết, đây là, bao nhiêu sắc hỏa, bạch tiểu thuần lớn tiếng mở miệng, câu nói này, hắn nói vênh váo hung hăng, biểu hiện ngang ngược, để lộ ra không ai bị nổi trương dương cuồng ngạo, trong lòng bàn tay lửa, vô cùng rõ ràng hiển lộ ra, để bốn phía tất cả mọi người, toàn bộ nhìn thấy, càng là chiếu rọi tại trong con ngươi của bọn họ, xuất hiện thập bát sắc hỏa nhảy nhóc lấy mỹ lệ chói lọi cái bóng, toàn bộ đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thanh âm hấp khí, càng ngày càng gấp rút, Bạch Tiểu Thuần lời nói, còn có thập bát sắc hỏa sáng chói đến cực điểm kia, làm cho tất cả mọi người đều tại một cái chớp mắt này, tâm thần oanh minh rung chuyển, sự rung động kia căn bản là không cách nào hình dung, não hải ông ông mộng, phản phất có 10 vạn thiên lôi, đồng thời nổ tung, càng là như là có một cái đại thủ hung hăng, đem trong điện này khuôn mặt của mọi người đùng đùng toàn bộ tát một lần, ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, rốt cục có người tại dưới tâm thần bất ổn, là Thất Thanh, điều đó không có khả năng cái này cái này sao có thể thập bát sắc thập bát sắc hỏa địa phẩm luyện hồn sư thương thiên không có mắt a à, đây nhất định không phải thật sự theo thanh âm đầu tiên truyền ra như là tại trong chảo dầu đã rơi vào dọc nước trong toàn bộ thiên sư điện tâm tình của mọi người lập tức sôi trào nổ tung đứng lên những thiên hầu kia từng cái thần sắc đại biến cơ hồ toàn bộ đều là trong tái nhật mang theo không cách nào tin mang theo trước nay chưa có hải nhiên đây không phải là thật đáng chết đáng chết đáng chết hắn lại là địa phẩm luyện hồn sư, tại sao có thể như vậy, sát cục như vậy, đại kiếp như vậy, hắn lại vẫn có thể tránh thoát, thiên lý ở đâu, thiên đạo ở đâu, những thiên hầu kia, từng cái như là bị dãy núi banh kích tâm thần, lập tức có không ít, trực tiếp liền tâm thần sụp đổ thất thố, không phải bọn hắn định lực không đủ, cũng không phải đầu óc của bọn hắn đều mọc hơn tại trên thân gia súc, thật sự là bạch tiểu thuần lần này nghịch chuyển thương không cường thế đột nhiên, sắc bén phá cục hoa lệ quay người, để bọn hắn căn bản không tiếp thụ được. Trước một khắc, tất cả mọi người vẫn là trong lòng tràn đầy tự tin, cho rằng Bạch Tiểu Thuần hẳn phải chết không nghi ngờ, có thế tiếp theo một cái chớp mắt, trước đó tự tin càng lớn, bây giờ sụp đổ thì càng khó có thể chịu đựng, nhất là Triệu Hùng Lâm, càng là như vậy, thân thể của hắn run rẩy thậm chí có một tia run rẩy, trong run rẩy trong mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm, cả người như cử chỉ điên rồ đồng dạng, hắn không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến hắn không thể đi tưởng tượng vì sao lần này sát cục, Bạch Tiểu Thuần thế mà còn có thể hóa giải. Bạch Hạo, ngươi đã sớm là địa phẩm luyện hồn sư, đây là ngươi cố ý, Triệu Hùng Lâm khó được thông minh một lần, hướng về Bạch Tiểu Thuần cuồng gào thét, ngươi tại trước khi giết Chu Võ Đạo, liền biết mình có thể luyện ra thập bát sát hỏa, cho nên trước ngươi mới có ý lại không sợ gì, đây là ngươi cố ý, đáng chết, ngươi đây là đang cho chúng ta tất cả mọi người, đào xuống một cái hố to, hèn hạ, vô sĩ, còn có lưu dũng, Giờ phút này cũng đều trong không cam lòng, không ngừng mà điên cuồng hét lên, đáy lòng của hắn sợ A, à, thật sự là lần này, lúc trước hắn vì làm náo động mang sóng tiết tấu kia, đem bạch tiểu thuần nơi đó, đắc tội quá độc ác, giờ phút này, trong điện không nói toàn bộ thiên hầu, nhưng cũng có hơn phân nữa, đều thất thố, thanh âm của bọn hắn, lục tục truyền ra, hỗn loạn bác phương lúc, bạch tiểu thuần cô đánh dấu ngạo thế đứng ở nơi đó trí chí lại tùy tiện nhìn xem bốn phía đám người từng kẻ sắc mặt vặn vẹo giống như tâm thần như sụp đổ kia nghĩ bọn họ trước đó đối với mình gây khó khăn đủ đường muốn đưa mình vào tử địa từng màng bạch tiểu thuần trong lòng khoái ý liền càng mãnh liệt toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra sản khoái cũng theo đó cùng mãnh hừ hừ ta một tác này đánh vang a à, đảm bảo để bọn hắn răng rơi đầy đất cùng ta đấu thế mà còn nói ta thập bát sắc hỏa này là giả đều câm miệng cho lão tử Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thanh âm như thiên lôi, banh minh tứ phương lúc, những thiên hầu từng cái thất thố kia, nhao nhao trong lòng dâng lên vô hạn biệt khuất, nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần khí thế chỗ ép, thanh âm cũng đều dừng lại một chút, ta Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt, liền có thể để bọn hắn tan thành mây khói, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ ghê gớm, chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, tay áo nhỏ hất lên, dưới đáy lòng ngạo nghễ nói ra câu nói này, loại cảm giác vui vẻ đến từ trong tâm thần kia, để toàn thân hắn đều tê tê, càng có hay không hơn hạn cảm khái cảm thấy mình tại thông thiên hà khu vực không có hưởng thụ được đãi ngộ vào hôm nay xem như triệt để hoàn thành nghĩ tới đây bạch tiểu thuần nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả hắn không cười còn tốt nụ cười này càng là như là một cây châm thật sâu đâm tới trong lòng của tất cả mọi người khiến cho đám người khắc sâu cảm nhận được một cổ mỉa mai từng cái không khỏi muốn cùng có thế bạch tiểu thuần không thèm để ý chút nào những người này cùng hắn là cố ý hắn cảm thấy mình vui vẻ hẳn là còn có thể càng cường liệt một chút, thế là trong tiếng cười, Bạch Tiểu Thuần một chỉ triệu hùng lâm, triệu thiên hầu, trước ngươi nói như thế nào, Bạch Mổ nếu là luyện ra thập bát sắc hỏa, ngươi muốn thế nào, liền đứng ở chỗ này, ngươi còn không cho ta quỳ xuống, bái kiến, triệu hùng lâm sắc mặt liên tục biến hóa, cơ hồ đều trở thành màu đỏ tía, răng đều nhanh cắn nát, đầu đều muốn nổ tung, chỉ hận mặt đất không có khe hở, bằng không mà nói, hắn đều muốn chui vào đào tẩu, giờ phút này, không chỉ là những thiên hầu này bị thập bát sắc hỏa kinh hải muốn điên, Trần Hảo Tùng ở bên trong thập đại thiên công cũng đều trong từng cái hấp khí bình phục, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lộ ra rung động cùng phức tạp, thậm chí có mấy cái thiên công đều trong lúc đang nhìn lộ ra ý kính nể, cứ việc ở giữa Bạch Tiểu Thuần cùng bọn hắn tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được, tại thời khắc này, đối với Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn, dưới đáy lòng sinh ra một tia kính sợ, như là tôn kính cường giả một dạng loại thủ đoạn trong lật tay, đem tình huống liền xem như bọn hắn cũng đều cho rằng tuyệt vọng, trực tiếp nghịch chuyển này, để cho người ta chỉ có thể sợ hãi tháng phục. Dù là Bạch Tiểu Thuần trước lúc này, thật là đã có thể luyện chế thập bát sắc hỏa, có chuẩn bị nếu thật là dạng này, ngược lại càng có thể nói rõ người này đáng sợ, nhưng cũng không phải tất cả thiên công, đều lộ ra kính nể, hay là có không ít, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nhất là Trần Hảo Tùng cùng râu đẹp thiên công hai người, càng là như vậy. Trần Hảo Tùng gắt gao cắn răng, nhìn chầm chầm bạch tiểu thuần trong tay thập bát sắc hỏa, hồi lâu nói không nên lời một câu, nhưng hắn trong lòng biệt khuất, đã để hắn cùng, phải biết thân là thiên nhân đại viên mãn cường giả, thân là khôi hoàng triều thiên công, địa vị của hắn độ cao, có thể tưởng tượng, nhưng lại tại bạch tiểu thuần này nơi đó, nhiều lần gặp khó, dưới mắt càng làm cho đối phương tại trong hẳn phải chết sát cục này nghịch chuyển, đây hết thảy, để hắn tại tức giận ngập trời đồng thời, cũng đều dâng lên một chút vô lực cảm giác bị thất bại hẳn là kẻ này khắc ta nội tâm của hắn hiện khổ bởi vì hắn biết giờ khắc này bạch tiểu thuần đã không có người có thế tùy tiện động đến hắn chẳng qua là giết một cái thiên hầu mà thôi cái này trên người người khác nhất định phải đền mạng tội lớn tại thân là địa phẩm luyện hồn sư đối phương nơi đó mặc dù cũng có trách phạt nhưng lại căn bản liền sẽ không có chút sinh mệnh nguy hiểm có thể nói địa phẩm luyện hồn sư liền như là bảo mệnh kim bài không người có thế rung chuyển đừng nói là bọn hắn liền xem như đại thiên sư muốn diệt sát bạch tiểu thuần cũng chỉ có thể là âm thầm không thể là bên ngoài bằng không mà nói sợ là sẽ phải gây nên khôi hoàng triều con dân bạo động dù sao địa phẩm luyện hồn sư đối với toàn bộ khôi hoàng triều đều là tồn tại giống như côi bảo trước lúc này thế hệ này chỉ có ba vị địa phẩm luyện hồn sư bất kỳ một người nào đều cao cao tại thượng thần long có gặp hay không đuôi cũng không ở trong khôi hoàng thành phần lớn là dạo chơi bác phương ý đồ đi để tự thân xúc động về sau đột phá tự thân cảnh giới, bước vào trong truyền thuyết, tự hồ từ khôi hoàng triều di chuyển về sau, cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể đạt tới qua, thiên phẩm, mà bọn hắn một khi hiện thân, đừng nói là những thiên công này, liền xem như đại thiên sư nhìn thấy cũng muốn lấy lễ để tiếp đón, nếu ai dám giết chết địa phẩm luyện hồn sư, chẳng khác nào là rung chuyển mang hoang căn bản, đây hết thảy suy nghĩ, không chỉ là hiện lên ở trong lòng, những thiên hầu cùng thiên công kia cũng đồng dạng tại trong đầu đại thiên sư hiện lên hắn nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, hồi tưởng đối phương trước đó hai lần hiến kế, đáy lòng của hắn, cũng đều trong rung động, cảm khái rất nhiều, đây mới là, kinh diễm tuyệt luân, đại thiên sư nội tâm, nhẹ giọng thì thào, Bạch Tiểu Thuần giờ phút này tâm tình đã sảng khoái đến cực hạn, hắn cảm thấy mình đi vào mang hoang về sau, hôm nay, là huy hoàng nhất một ngày, giờ phút này ngạo nghễ ngẩng đầu, đang chuẩn bị lại kích thích mọi người một cái, khiến cho chính mình càng vui vẻ hơn lúc, nhưng lại tại bảy lờ di cuộc tờ một cái chớp mắt này, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng, so trước đó còn mãnh liệt hơn vô số lần, tự hồ muốn khai thiên tích địa giống như ngập trời tiếng vang. Tiếng vang này to lớn, để hoàng cung đều chấn động một chút, càng làm cho trong thiên sư điện tất cả mọi người, giờ phút này đều đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như muốn xuyên thấu thiên sư điện, nhìn ra phía ngoài bầu trời, khi nhìn rõ trong nháy mắt, đám người thần sắc đều bỗng nhiên biến đổi. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng ngẩng đầu, lập tức liền cảm nhận được, hoàng cung phía trên trên bầu trời, Giờ phút này xuất hiện thiên biến, lôi kiếp, lập tức liền có người lên tiếng kinh hô, đây là địa phẩm hồn hỏa kiếp, không đúng, không đúng, Bạch Hạo bây giờ còn không phải địa phẩm luyện hồn sư, địa phẩm luyện hồn sư là vượt qua địa phẩm hồn hỏa kiếp về sau mới tính bước vào, ha ha, chúng ta còn có cơ hội, rất nhanh, trong những thiên hầu kia, liền có người phấn chấn mở miệng, Triệu Hùng Lâm càng là cuồng hỉ, kích động trống to, có cái cái rắm cơ hội, nghe được người bốn phía lời nói về sau, Bạch Tiểu Thuần giận mắng một tiếng, đối với mấy thiên hầu lộ ra phấn chấn chi ý kia, một mực ghi tạc đáy lòng về sau, càng là hung hăng trừng Triệu Hùng Lâm một chút. Hắn cảm thấy Triệu Hùng Lâm này, thật sự là quá ghê tởm, nhất định phải để hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình, đều lập tức quỳ lại. Nhưng giờ phút này hắn không tâm tình quá mức để ý tới Triệu Hùng Lâm, quay đầu lúc, Bạch Tiểu Thuần mắt không chớp nhìn qua thương khung, chỉ gặp trên bầu trời này, giờ phút này mây mù tiêu tán, xuất hiện vô số thiểm điện, những thiểm điện này, phát ra ngập trời lôi minh trong nháy mắt như là vạn xà cùng múa trực tiếp liền xé mở tầng mây tại trên hoàng cung ầm vang bộc phát xa xa xem xét bầu trời tựa như trở thành lôi trì lôi trì này càng là phi tốc khuếch tán trong chớp mắt lại bao trùm hơn phân nửa khôi hoàng thành một màn bầu trời dị thường này lập tức liền đưa tới trong khôi hoàng thành chú ý của mọi người mỗi người khi nhìn đến về sau sắc mặt đều đại biến không ngừng hấp khí chuyện gì xảy ra trời ạ à, đây là cái gì này này làm sao giống như là, giống như là trong truyền thuyết, địa phẩm hồn hỏa kiếp, một lão luyện hồn sư lớn tuổi, giờ phút này phát ra vô cùng mãnh liệt, mang theo không cách nào tin bén nhọn thanh âm, càng là trong sự kích động, thân thể run rẩy tựa như tại run rẩy đồng dạng, rất nhanh, trong toàn bộ khôi hoàn thành, xôn xao nổi lên bốn phía, loạn sĩ bát nháo, trong này kích động nhất, chính là luyện hồn sư, bọn hắn từng cái trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, nhìn xem hồn hỏa kiếp kia, kích động đến cực hạn, trời ạ, à, đây quả thật là địa phẩm hồn hỏa kiếp, chỉ có trở thành địa phẩm luyện hồn sư, tại lần thứ nhất luyện chế ra thập bát sắc hỏa lúc, mới có thể xuất hiện, hồn hỏa kiếp, vượt qua kiếp nạn này, thập bát sắc hỏa hình thành, sau đó lần nữa luyện chế thập bát sắc hỏa, liền không lại sẽ xuất hiện, đây là ai, là vị đại sư nào, vào hôm nay, tấn thăng địa phẩm, nhất định phải thành công, nhất định phải thành công, chỉ cần thành công, ta khôi hoàng triều bây giờ, liền có thể xuất hiện, vị thứ tư, địa phẩm luyện hồn sư toàn thành oanh động kinh hô tiếng nghị luận to lớn tạo thành sóng âm tiếng động vang trời mà lên lúc cũng bị người truyền ra khôi hoàn thành khiến cho tại toàn bộ mang hoang đều đã dẫn phát oanh động công nhất phàm cùng tư mã đào hai người tại biết chuyện này về sau hai người đều đột nhiên xông ra chỗ ốc xá thẳng đến truyền tống trận bọn hắn kích động càng là viễn siêu những người khác nhất định là bạch hạo đại sư nhất định là hắn không chỉ có là hai người này như vậy giờ phút này trong toàn bộ mang hoang tất cả huyền phẩm luyện hồn sư đều điên cuồng trong lúc nhất thời khôi hoàn thành truyền tống trận không ngừng mà lập lòe huyền phẩm luyện hồn sư này đến huyền phẩm luyện hồn sư khác đều như là triều thánh đồng dạng cùng nhau hiện lên bọn hắn muốn đi nhìn một chút địa phẩm hồn hỏa kiếp kia chuyện này đối với bọn hắn đột phá có quá lớn trợ giúp tại lúc toàn bộ mang hoang này đều chấn động bạch tiểu thuần sắc mặt càng ngưng trọng thêm hắn biết thập bát sắc hỏa có lôi kiếp nhưng lại không nghĩ tới lôi kiếp này nhìn dĩ nhiên như thế thanh thế to lớn chấn nhân tâm phách, ta đây nếu là thật sự độ kiếp thất bại, vậy liền chơi xong, Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, tâm can đều rung lên một cái, hô hấp cũng đều dồn dập lên, mà trong điện những người khác, mắt thấy có phong hồi lộ chuyển cơ hội, nhao nhao ánh mắt chớp động, trong lòng từ trong tuyệt vọng, bắn ra hiện hy vọng, ta cũng không tin, thập bát sắc hỏa ta đều luyện ra, khu khu hồn hỏa kiếp này, còn có thể thật diệt ta hy vọng, Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên trợn to, lập tức liền lấy ra một viên tạo hóa đan, không có nửa điểm chần chờ, nuốt xuống về sau, tu vi trong nháy mắt khôi phục, cả người nhìn không chuyển mắt, trong lòng của hắn cũng là có chút nắm chắc, nắm chắc này không phải nơi phát ra chính hắn, mà là nơi dưới mắt hắn, Thiên sư điện, thập bát sắc hỏa thiên kiếp, uy lực của nó to lớn, kinh thiên động địa, bình thường tới nói, trừ phi là như Diệu gia lão tổ, có tổ truyền chi pháp kéo dài thiên kiếp, bằng không mà nói, huyền phẩm đỉnh phong luyện hồn sư tại luyện chế ra thập bát sắc hỏa thời điểm, đều sẽ tìm kiếm một chỗ có thể chống cự thiên kiếp bế quan chi địa, hoặc là bố trí trận pháp, hoặc là chính là mời người đến tương trợ. Mà đối với một luyện hồn sư có thể luyện chế ra thập bát sắc hỏa mà nói, muốn mời người trợ giúp, thật sự là quá dễ dàng, cũng có quá nhiều cường giả, nguyện ý làm như thế, kết thiện duyên. Nhưng từ khôi hoàng triều di chuyển đến mang hoang về sau, cho đến tận này, nhiều đời tất cả cuối cùng tấn thăng địa phẩm thành công luyện hồn sư, không có bất kỳ cái gì một cái có thế tượng hôm nay bạch tiểu thuần dạng này có như vậy chống cự thiên kiếp thủ đoạn thủ đoạn của hắn là thiên sư điện nó bản thân kinh thiên phòng hộ kia ngay tại bạch tiểu thuần ngưng thần nhìn lại sát na quanh minh tiếng vang càng phát ra mãnh liệt tại trong không ngừng mà quanh quẩn kia trên bầu trời bao trùm hơn phân nửa khôi hoàn thành lôi trì đột nhiên liền sóng gió nổi lên theo ba động nó phạm vi mắt trần có thể thấy bỗng nhiên co rút lại một vòng lớn theo co vào có thể nhìn thấy vô số ngân xà như lôi đình, tại trong lôi trì này đi nhanh, hướng về khu vực trung tâm sát na ngưng tụ về sau, giống như dung hợp vô số thiểm điện, cuối cùng tạo thành một đạo cỡ thùng nước kinh thiên lôi đình, tại trong một tiếng ngập trời oanh minh, hướng về thiên sư điện, oanh minh giáng lâm, chính là địa phẩm lôi hỏa kiếp, từ xa nhìn lại, đạo lôi đình cỡ thùng nước kia, như ngưng tụ vô thượng chi ý, tại trong oanh minh lay động đất trời kia, trực tiếp liền đánh vào trên thiên sư điện, một kích này, khí thế bàn bạc, khiến cho thiên sư điện đều chấn động một cái bộc phát f 4 ncv đúc giờ ra vô hạn thần thái thần thái ngũ quan thập sắc này khuếch tán tứ phương lúc lại ngăn cản thiên lôi này bộc phát bên trong oanh minh thiên sư điện lông tóc không tổn hao gì về phần đạo thiên lôi này chính mình lại sụp đổ ra hóa thành vô số màu bạc như muốn chui vào trong thiên sư điện nhưng cuối cùng nhưng không có bất luận một đạo màu bạc nào thành công toàn bộ tiêu tán bạch tiểu thuần trừng mắt nhìn nghiêng đầu nhìn về phía đại thiên sư ngồi tại trên ghế thiên sư, hướng về chính mình mỉm cười, mà bốn phía những thiên hầu kia, thì là triệt để mắt trợn tròn, nhất là triệu hùng lâm, càng là ngây ngốc một chút về sau, mặt xám như tro, bọn hắn thậm chí ngay cả oán trách nói, cũng không dám nói ra, ngu xuẩn, trần hảo tùng nội tâm hừ lạnh, đạo lý kia không cần đi suy nghĩ liền có thể nhìn ra, đại thiên sư tất nhiên sẽ nguyện ý lại xuất hiện một vị địa phẩm luyện hồn sư, mà lại là tại dưới sự ủng hộ của mình xuất hiện. Loại ân huệ này, tại dưới mắt trong nguy cấp này sẽ cực lớn, Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được, mắt lộ ra cảm kích, hướng về đại thiên sư Ôn Quyền cúi đầu, nhưng trong lòng lại không còn là như đã từng như thế, dâng lên cảm động, bạch hạo sự tình, để bạch tiểu thuần cũng đã trưởng thành không ít, biết đại thiên sư trong lòng, giá trị thắng tất cả, nhưng lại tại rất nhiều người cho rằng, thiên kiếp lúc kết thúc, lôi trì trên bầu trời kia, lại không có tiêu tán, mà là lần nữa quay cuồng, lần này quay cuồng cùng bạo hơn trong chớp mắt thương khung lôi trì tại trong quay cùng kia lại một lần co vào lần này co vào phạm vi to lớn cơ hồ là từ nguyên bản bao trùm nửa cái khôi hoàn thành phạm vi bỗng nhiên giảm bớt đến chỉ bao trùm hoàng cung trình độ mà tại trong loại co vào để cho người ta hít thở không thông này hấp thu mà đến thiểm điện uy lực to lớn số lượng nhiều vượt xa khỏi trước đó đạo thứ nhất thiên lôi tiếng ầm ầm quanh quẩn tại trên bầu trời mắt trần có thể thấy thiểm điện ngân xà đếm không hết kia toàn bộ bị ngưng tụ tại vị trí trung tâm nơi đó giống như nhô lên một nửa hình tròn hình lôi quyển tại trong lôi quyển kia tất cả ngưng tụ đến thiểm điện lẫn nhau không ngừng bị dung hợp dưới tạo thành một đạo thiên lôi màu đen một cổ uy áp siêu việt thiên nhân sơ kỳ tại một cái chớp mắt này từ trong thiên lôi màu đen này không ngừng mà bạo phát đi ra càng ngày càng mạnh đến cuối cùng trực tiếp đã đến thiên nhân đại viên mãn trình độ một màn này để trong khôi hoàn thành tất cả mọi người khi nhìn đến về sau đều không chịu được liên tục hấp khí tâm thần nhao nhao bị mãnh liệt chấn động địa phẩm lôi hỏa kiếp này làm sao cùng trong ghi chép không giống nhau lắm trời ạ à, loại thiên kiếp này đã từng những địa phẩm luyện hồn sư kia bọn hắn là như thế nào ngăn cản bạch tiểu thuần cũng có chút mắt trợn tròn nhưng cũng không nghĩ nhiều suy nghĩ có thiên sư điện khiên sẽ không có chuyện gì có thế cảnh giác nhưng không có giảm bớt mảy may mắt thấy trên bầu trời thiên lôi màu đen kia giờ phút này phát ra tiếng vang bôn lôi rơi xuống về sau toàn thân hắn tu vi vận chuyển, hết sức chăm chú, thiên lôi màu đen kia bỗng nhiên rơi xuống, thẳng đến thiên sư điện mà đến, cơ hồ tại nó đến sát na, trên thiên sư điện thần thái lại một lần nữa nở rộ, tạo thành một đạo ngũ quan thập sắc màn ánh sáng, không phải đơn thuần phòng hộ, màn sáng kia càng là bộc phát, đúng là đi chủ động đụng chạm rơi xuống thiên lôi, trong chốc lát, song phương liền đụng chạm tới cùng một chỗ, tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc truyền khắp toàn bộ khôi hoàn thành, thiên sư điện màn ánh sáng, đột nhiên chấn động, có chút vặn vẹo, hướng phía dưới lõm hơn phân nửa, có thế đạo thiên lôi này, lại là tại đụng chạm màn sáng lúc, tự hồ tiếp nhận kinh người bắn ngược, đang không ngừng sụp đổ, cuối cùng không cách nào xuyên thấu màn sáng, tán loạn thành vô số thiểm điện hình cung, thuận màn sáng, khuếch tán bát phương, khiến cho nửa cái hoàng cung, đều trở thành lôi địa, mà thương khung lôi trì bây giờ chỉ còn lại có hoàng cung lớn nhỏ kia, giờ phút này cũng xuất hiện tiêu tán dấu hiệu, mắt thấy như vậy, bạch tiểu thuần lập tức trung lên, phấn chấn vô cùng cảm thấy cơ hội tốt như vậy chính mình giờ phút này nhất định phải nói chút gì để biểu hiện chính mình khí khái thế là cùng ngạo ngẩng đầu hướng về thương khung một chỉ hết lớn một tiếng đến a à, có bản lĩnh ngươi lại cho ta đến một chút bạch tiểu thuần lời nói vừa mới truyền ra đột nhiên trên bầu trời kia giờ phút này lôi trì chỉ có hoàng cung lớn nhỏ nguyên bản đã xuất hiện tiêu tán dấu hiệu đột nhiên liền bộc phát ra một tiếng ngập trời tiếng vang phiến lôi trì kia lại phi tốc xoay tròn theo xoay tròn nó lớn nhỏ không ngừng mà giảm bớt, mà tiếng sấm, cũng tại thời khắc này, quanh minh kéo dài quanh quẩn, nhất là tại trong lôi trì xoay tròn này, giờ phút này lại phản phất xuất hiện một cái lỗ đen, lỗ đen này chợt nhìn, như là con mắt, tự hồ đang lạnh lùng nhìn chầm chầm bạch tiểu thuần chỗ thiên sư điện, phản phất có thể xuyên thấu đại điện, nhìn thấy bạch tiểu thuần, càng là tại dưới sự xoay tròn này, một cổ ba động siêu việt thiên nhân đại viên mãn, từ trong lỗ đen này, theo lôi trì thu nhỏ, càng lúc càng cường hãn bạo phát đi ra rất rõ ràng giống như thật còn phải lại đến một chút liền ngay cả đại thiên sư giờ phút này cũng đều vẽ mặt nghiêm túc từ trên ghế thiên sư đứng lên cao mày nhìn về phía thương khung một màn này dọa bạch tiểu thuần nhảy một cái hắn mắt thấy lôi trì vòng xoáy kia càng ngày càng nhỏ lỗ đen khí thế càng ngày càng mạnh bạch tiểu thuần trái tim trong run rẩy nội tâm kêu trên là miệng ta tiện a à. lão thiên gia gia ta ta không phải ý tứ kia không đừng tới không cần lại đến một chút bạch tiểu thuần sắp khóc Hắn mặc dù không biết đã từng những địa phẩm luyện hồn sư kia là như thế nào chống cự lôi kiếp, nhưng hắn minh bạch, lần thứ nhất kia đơn giản, lần thứ hai này nếu là đổi chính hắn, liều mạng toàn lực cũng có thể ngăn cản, có thể ngăn cản đằng sau, sợ là cũng đều suy yếu vô cùng, thương thế cực nặng, mà lần thứ ba này, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống cự, đừng nói là hắn, liền xem như thiên nhân, cũng đều kinh hãi hơn sợ hãi, ta sai rồi, ta thật sai. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy trong lòng yên lặng không ngừng lẩm bẩm, cảm thấy mình thật ngàn vạn lần không nên đi khiêu khích lão thiên gia gia, đây thật sự là quá nguy hiểm. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước mình tại Linh Khê tông lúc, có một lần ngự kiếm phi hành, kém chút bị thiên lôi đánh chết một màn. Giờ phút này trong điện những người khác cũng đều từng cái lúc hấp khí, thần sắc cổ quái, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thật sự là Bạch Tiểu Thuần cái miệng kia, phản phất miệng quả đen một dạng, để thiên kiếp lại đến một chút. Lôi trì nguyên bản muốn tán đi kia, thế mà thật, liền trở lại một chút, một màn này, để không ít thiên hầu trong lòng sảng khoái một chút, mà nếu Trần Hảo Tùng bọn người, lại là tại một cái chớp mắt này, trong lòng rung động, so trước đó Bạch Tiểu Thuần luyện ra thập bát sắc hỏa, còn muốn mãnh liệt, làm sao có thể, thắng một câu, lại để thiên kiếp lại đến, cái này, lúc nào thiên kiếp, như vậy trò đùa, trên thân Bạch Hạo này, đến cùng cất giấu bí mật gì, khiến cho người khó có thể tin việc này quá mức không thể tưởng tượng là là tại lúc những thiên công này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ thương khung lôi trì vòng xoáy giờ khắc này ở trong oanh minh kia đã thu sạch co lại đến vị trí trung tâm trong hắc động sau đó tại dưới bạch tiểu thuần sợ hãi trong lỗ đen kia lại xuất hiện một đạo màu tử kim thiểm điện thiểm điện này không có như trước đó hai đạo như vậy tráng kiện nhìn rất là bình thường nhưng tại nó xuất hiện một cái chớp mắt trong toàn bộ khôi hoàn thành tất cả hồn tu thấy cảnh này toàn bộ não hải vù vù, trong thiên sư điện những thiên hầu kia, cũng đều cùng nhau hấp khí, trần hảo tùng bọn người, đồng dạng biến sắc, bán thần lôi kiếp, đại thiên sư trong miệng, phun ra bốn chữ này về sau, thân thể nhảy lên một cái, sát na biến mất, lúc xuất hiện, thình lình tại bên ngoài thiên sư điện, cơ hồ trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, xa xa đầu kim long kia, cũng đều gào thét một tiếng, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến đại thiên sư mà đi, nó thân thể càng là không ngừng thu nhỏ trong chớp mắt, lại hóa thành một thanh tam xoa kích màu vàng, bị đại thiên sư, ông đồn trong tay. Cũng ngay vào lúc này, đạo thiểm điện màu tử kim kia, trong nháy mắt giáng lâm, thẳng đến thiên sư điện mà đi. Một đường nhất lên phá không gào thét, để tất cả nghe được người, đều hai lỗ tai đau từng cơn, mà hư không kia, cũng giống như bị trực tiếp thông suốt mở. Đại thiên sư thần nheo cặp mắt lại, tay phải cầm tam xoa kích màu vàng, đột nhiên nhán lên dưới, hướng về tiến đến thiểm điện màu tử kim, bỗng nhiên một kích mà đi. Anh, một kích này, một dạng nhất lên ngập trời tiếng xé gió, để hư vô trực tiếp liền đổ sụp đi xuống đồng thời, sau lưng đại thiên sư, lại xuất hiện một tôn to lớn tam xoa kích hư ảnh, hư ảnh này chừng vạn trượng lớn nhỏ, giống như chiếm cứ cả vùng, tùy theo trùng thiên, cùng tử kim thiểm điện tiến đến kia, trực tiếp liền đụng chạm ở cùng nhau, ầm 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 ầm, tiếng vang kinh thiên động địa, tại một cái chớp mắt này, làm cho cả khôi hoàng thành đều oanh động lên, thiểm điện màu tử kim, ầm ầm tan vỡ cuối cùng chia năm sẽ bảy, mà đại thiên sư nơi đó, thân thể cũng không lui lại mảy may, liền ngay cả sắc mặt, cũng đều không có thay đổi nửa điểm, chỉ là, tại tử kim thiểm điện kia vỡ vụn về sau, từ trong đó bộ, bạo phát ra một cơn bão táp, trong nháy mắt liền từ đại thiên sư nơi đó, hướng về tứ phương, ầm ầm khuếch tán ra tới, trong thiên sư điện thập đại thiên công, mặc dù trong lòng cực không tình nguyện, nhưng can hệ trọng đại, không thể không ra tay, trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện, thình lình tại bác phương thiên sư điện này, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng vào phía trong hung hăng nhấn một cái, lập tức trùng kích khuếch tán mà đến kia, ngay tại trước mặt của bọn hắn, trong nháy mắt dừng lại, khiến cho lực phá hoại trùng kích này, bị trực tiếp ngăn chặn, cho đến giờ phút này, trên bầu trời lại không còn mảy may thiểm điện, dần dần tầng mây lại xuất hiện, khôi phục như thường, trong thiên sư điện, bạch tiểu thuần hít vào một hơi, không dám tiếp tục nói ra bất luận lời nói khiêu khích lão thiên gia gia nào, trơ mắt nhìn đại thiên sư cùng thập đại thiên công, về tới trong thiên sư điện, đa tạ đại thiên sư, đại thiên sư uy vũ hùng tráng, bạch tiểu thuần mau tới trước, ông quyền thật sâu cúi đầu, thăm dò một câu chính suy nghĩ muốn hay không tiếp tục vuốt mông ngựa lúc, đại thiên sư khoát tay chặn lại, bạch đại sư, chúc mừng tấn thăng địa phẩm, bây giờ giám sát sứ chức vị này, đã không thích hợp bạch đại sư, ta khôi hoàng triều có ngũ đại cấm địa, bất kỳ một chỗ cấm địa nào, đều đối với luyện hồn cảm ngộ, đều có trợ giúp, bạch đại sư, không biết an bài ngươi đi minh hà cấm địa cảm ngộ được chứ đại thiên sư nhìn về phía bạch tiểu thuần chậm rãi mở miệng ngữ khí cũng rõ ràng cùng đã từng không giống với lúc trước dù sao lúc này bạch tiểu thuần đã là địa phẩm luyện hồn đại sư chỉ là chu võ đạo là thiên hầu tử vong của hắn cũng tất nhiên phải có một cái công đạo bạch tiểu thuần tấn thăng địa phẩm luyện hồn sư không có tội chết thế nhưng hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm giám sát sứ an bài đến minh hà cấm địa đã tránh được mở bây giờ trong khôi hoàn thành đến từ tất cả mọi người út giận cũng có thể để hắn nhảy ra vòng xoáy này an ổn một phen mà đại thiên sư tâm thái cải biến cũng lo lắng bạch tiểu thuần nơi này không có ý thức được hảo ý của mình thế là cũng không thèm để ý bốn phía còn có cả triều quyền quý đôi môi khẽ nhúc nhích hướng về bạch tiểu thuần trực tiếp truyền âm bạch hạo minh hà cấm địa kia có lão phu một chi tư quân ba nghìn người ngươi đi về sau chi tư quân kia nghe ngươi hiệu lệnh mà ngươi cũng đi tránh đầu gió lấy thân phận của ngươi không bao lâu lão phu sẽ một lần nữa dùng lên có an bài khác đến lúc đó ngươi liền có thể trở về bạch tiểu thuần nháy nháy mắt đáy lòng bao nhiêu cũng có một chút không thoải mái thật sự là hắn cảm thấy hiện tại mình đã là địa phẩm luyện hồn sư cái này còn không có ra đủ danh tiếng thế mà liền muốn rời khỏi có thế tưởng tượng đại thiên sư nói cũng có đạo lý bây giờ chính mình ác chủ bài đã lộ ra mặc dù tránh đi bên ngoài sát cục nhưng hắn biết minh thường dễ tránh ám tiễn khó phòng hắn không thể không cảnh giác, mà rời đi khôi hoàn thành, tránh né danh tiếng, cũng đích thật là một cái lựa chọn rất tốt. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hướng về Đại Thiên Sư ôm quyền cúi đầu, tất cả nghe theo Đại Thiên Sư an bài, Đại Thiên Sư mỉm cười, ánh mắt đảo qua thập Đại Thiên Công cùng những thiên hầu kia, các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta nghe theo Đại Thiên Sư An BH7L5V đức bài, Trần Hảo Tùng bọn người, không chần chờ, cứ việc đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là đi ra, hướng về đại thiên sư ôm quyền cam đoan mắt thấy đại thiên sư cùng thập đại thiên công đều nhận đồng những thiên hầu kia từng cái cứ việc trong lòng không cam lòng nhưng lại không dám nói thêm cái gì chỉ có thể cúi đầu tuân theo việc này đến tận đây trận triều đình sát cục nhằm vào bạch tiểu thuần này xem như triệt để hóa giải đám người lần lượt rời đi thiên sư điện bạch tiểu thuần đi ra thiên sư điện lúc chỉ cảm thấy tin không vạn lý đắc chí vừa lòng lần này hắn chẳng những thắng mà lại thắng thật xinh đẹp thắng triệt triệt để để tiến vào thiên sư điện trước hắn là giám sát sứ vô số người e ngại rời đi thiên sư điện về sau hắn là toàn bộ mang hoang vô số luyện hồn sư đều đem cuồng nhiệt truy phủng địa phẩm luyện hồn sư hừ hừ đại thiên sư đều muốn xưng hô ta là đại sư chúng ta đều là chữ sư thế hệ bạch tiểu thuần càng nghĩ càng là đắc ý đi ra không có mấy bước chợt nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía triệu hùng lâm trong thiên sư điện trốn ở đám người sau lưng giống như không dám nhích lại gần mình muốn giấu đi không muốn đối mặt chính mình kia, bạch tiểu thuần trùng điệp ho khang một cái, dứt khoát đứng tại chỗ, không đi, trong thiên sư điện, triệu hùng lâm nội tâm biệt khuất, càng có giày vò, giờ phút này mắt thấy bạch tiểu thuần thế mà đứng ở nơi đó không đi, nội tâm của hắn đều muốn chửi mẹ, mặt nghẹn đỏ tía một mảnh, ra cũng không phải, không ra cũng không phải, đến cuối cùng, liền ngay cả đại thiên sư cũng đều nhìn không được, tay áo hất lên, trực tiếp đem triệu hùng lâm cuốn ra thiên sư điện, lúc xuất hiện, đã ở ngoài hoàng cung bạch tiểu thuần mắt thấy như vậy đáy lòng nói thầm mấy câu lúc này mới nghênh ngang rời đi bất quá trong lòng đã sớm dự định tốt triệu hùng lâm kia đừng nghĩ tùy tiện đào thoát bàn tay của mình còn có người gọi lưu dũng kia cũng cho ta chờ bạch tiểu thuần hừ một tiếng đi thẳng về phía trước thời khắc này ngoài hoàng cung triệu hùng lâm thân ảnh xuất hiện hắn cảm động ghê gớm dùng tốc độ nhanh nhất thẳng đến gia tộc thật sự là đời này của hắn cũng không có gặp được như hôm nay sự tình để cho người ta biệt khuất như thế, nhất là nghĩ đến chính mình ngay trước mặt cả triều quyền quý, nói ra nếu như Bạch Hạo luyện ra thập bát sắc hỏa, gặp mặt hắn liền quỳ lạy lời nói, hắn liền hận không thể tác mình một cái. Theo Triệu Hùng Lâm về tới gia tộc, có quan hệ Bạch Tiểu Thuần ở trong Thiên Sư Điện, ngay trước mặt cả triều quyền quý, đi tấn thăng địa phẩm luyện hồn sư sự tình, cũng truyền khắp toàn bộ khôi hoàn thành. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đàm luận đều là chuyện này, ta mang hoang xuất hiện, vị thứ tư địa phẩm luyện hồn sư, vị thứ tư A, dù là đỉnh phong nhất thời điểm, cũng chỉ là đồng thời có năm vị địa phẩm mà thôi. Bạch Hạo Bạch Đại Sư, hắn năm đó luyện ra một tia thập bát sắc hỏa lúc, ta liền đã nhìn ra, lão nhân gia ông ta, tất nhiên sẽ tấn thăng địa phẩm, toàn bộ khôi hoàn thành đều tại oanh động, liên đối lấy toàn bộ mang hoang, cũng đều khuếch tán tin tức này, khiến cho tất cả người nghe được, đều tâm thần rung động, nhất là luyện hồn sư, càng là như vậy mà những luyện hồn gia tộc này, bọn hắn đối với chuyện này, xúc động cực lớn, phát động tất cả lực lượng, nghĩ biện pháp đi cùng vị địa phẩm luyện hồn sư mới xuất hiện này, liên lạc quan hệ, liền xem như thông thiên hà khu vực, cũng đều nghe nói chuyện này, đưa tới cực lớn chấn động, tứ đại tông môn đầu nguồn, càng đem tên Bạch Hạo, xếp vào đến trong tất sát bản, cho ra treo giải thưởng càng là cực cao, dù sao, hắn là trong mang hoang, bây giờ chỉ có bốn vị địa phẩm luyện hồn sư một trong, mà lại tại tứ đại tông môn đầu nguồn nhìn lại bạch hạo này rất là tuổi trẻ tương lai vô hạn nhân vật như vậy nhất định phải bóc chết chỉ là bọn hắn ngoài tầm tay với cũng chỉ có thể cảm khái khó mà làm ra cử động thực chất nào thông thiên hà khu vực cũng biết việc này lại càng không cần phải nói chu nhất tin gia tộc dù là khoảng cách khôi hoàn thành rất xa cũng đều nghe nói chuyện này càng là biết chu nhất tin là bạch tiểu thuần thủ hạ về sau toàn cả gia tộc đều cùng hỉ đứng lên Đương đại tộc trưởng càng là lập tức liền hạ lệnh, đem Chu Nhất Tinh định là thiếu tộc trưởng. Việc này đạt được trong gia tộc tất cả tộc lão nhất trí đồng ý, liền xem như Chu Nhất Tinh những huynh đệ tỷ muội kia làm sao không cam tâm, cũng đều vô dụng, địa phẩm luyện hồn sư thủ hạ, cái này tại trong luyện hồn sư thế giới đã là cực cao, lại càng không cần phải nói Chu Nhất Tinh chính mình luyện hỏa, cũng không phải ngày đó, tại Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng chỉ điểm xuống, đột nhiên tăng mạnh, bây giờ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành huyền phẩm mặt khác chúng ân lệnh tuy bị mở rộng chấp hành, có thế chu nhất tinh có đầy đủ quyền thế, đi bảo đảm hắn những huynh đệ tỷ muội kia, không dám dãy dụa phản kháng, lại dãy dụa cũng vô dụng, dù sao bây giờ người mang hoang đều biết, chúng ân lệnh này, chính là Bạch Tiểu Thuần nói lên, không chỉ là trong gia tộc nước lên thì thuyền lên, trong khôi hoàng thành này, chu nhất tinh cũng giống vậy mặt mày hớn hở, đi ở nơi nào, đều có người ôm quyền bái kiến, khiến cho trong lòng của hắn khoái động, cảm thấy mình lựa chọn ban đầu, thật sự là vạn phần chính xác, hắn đều như vậy, thì càng không cần phải nói Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng điều lệnh đã xuống tới, hắn hẳn là tiến về Minh Hà Cấm Địa, có thế Bạch Tiểu Thuần hay là lề mà lề mề, ở trong khôi hoàng thành này, không ngừng mà ra ngoài, hưởng thụ lấy loại ánh mắt trong vô số hâm mộ mang theo tôn kính kia, càng là mỗi ngày đều có đại lượng luyện hồn sư, từ mang hoang từng cái địa phương chạy đến, đến đây bái phỏng Bạch Tiểu Thuần, mỗi cái đến, đều sẽ chuẩn bị đại lễ. Cái này để Bạch Tiểu Thuần cảm thấy, lân lân, rất là dễ chịu, nhất là lúc trước gian phòng cửa hàng luyện linh kia, Bạch Tiểu Thuần cũng đều trở về đi lòng vòng, thu hoạch bó lớn bó lớn cúng bái về sau, hắn cơ hồ đem khôi hoàn thành đều đi khắp, cuối cùng thực sự không chỗ có thể đi, liền nghĩ tới Triệu Hùng Lâm cùng Lưu Dũng, có thế Lưu Dũng kia gian xảo, hiển nhiên là biết Bạch Tiểu Thuần muốn tới trả thù, lại rời đi khôi hoàn thành, đi trường thành trấn thủ, điểm này, để Bạch Tiểu Thuần cũng đều giật mình, cảm thấy Lưu Dũng này cũng là xem như một nhân tài quả quyết về phần triệu hùng lâm không có như vậy quả quyết mà là lựa chọn bế quan coi là bạch tiểu thuần có thể đem chính mình xem nhẹ nhưng hắn hiển nhiên xem thường bạch tiểu thuần nghị lực hắn ở đây sau thời kỳ cơ hồ mỗi ngày đều đi triệu gia khiến cho toàn bộ triệu gia đều gà chó không yên đồng thời những con thứ kia lại hưng phấn vô cùng mà bạch tiểu thuần thân phận bây giờ không tầm thường đi ở nơi nào đều có người chú ý càng là có không ít tán tu muốn trở thành tùy tùng trọng yếu nhất là hắn vừa mới tấn thăng địa phẩm lại cùng cả triều văn võ mâu thuẫn cũng đều bị vô số người biết được. Một khi hắn ở trong khôi hoàng thành xuất hiện nguy hiểm, tất cả mọi người sẽ đem đầu mâu, chỉ hướng những quyền quý kia, mà địa phẩm luyện hồn sư thân phận, khiến cho Bạch Tiểu Thuần Thu được mang hoang tất cả luyện hồn sư cùng nhiệt truy phủng. Một khi hắn trong này xảy ra vấn đề, việc này to lớn, thiên công cũng đều không chịu nổi, cho nên an toàn của hắn, trong khoảng thời gian này, có thể nói là nhất có bảo hộ thời điểm, mà hắn lại lại lấy không đi mắt thấy triệu hùng lâm thành rùa đen rút đầu tránh né ở trong thiên hầu tháp mặt cho bạch tiểu thuần như thế nào mở miệng đều không chút nào để ý bạch tiểu thuần lập tức nổi giận ngươi được đấy cái cẩu hùng triệu coi là trốn tránh nhà ngươi bạch gia gia bạch gia gia liền lấy ngươi không có biện pháp bạch tiểu thuần trừng mắt triệu gia thiên hầu tháp cảm thấy triệu hùng lâm này quá phận rõ ràng thua thế mà còn chơi xỏ lá ngươi phải có bản sự học một ít lưu dũng tránh ta trốn đến trường thành phòng tuyến đi ta coi như bội phục ngươi nhưng bây giờ, chỉ là một tòa thiên hầu tháp, ngươi xem ta như thế nào để cho ngươi chủ động đi ra, bạch tiểu thuần tay áo hất lên, định đi nhà thiên hầu khác tản bộ, một khi gặp được, liền nắm lấy đối phương, diễu võ dương oai, buồn nôn những thiên hầu kia đồng thời, cũng làm cho tất cả thiên hầu cho hắn phân xử thử, ám chỉ triệu hùng lâm kia không xuất hiện, không quỳ lại, hắn liền tuyệt không đi, cái này để những thiên hầu kia, từng cái biệt khuất vô cùng đồng thời, đối với triệu hùng lâm cũng đều hận lên, thế là, tại dưới cơ hồ tất cả thiên hầu giận chó đánh mèo uy hiếp cuối cùng trần hảo tùng đều thở dài thuyết phục triệu hùng lâm khóc không ra nước mắt hối hận phát điên kiên trì xuất quan đem chính mình chủ động đưa đến trước mặt bạch tiểu thuần phù phù một tiếng quỳ xuống lại hưởng thụ lấy thiên hầu quỳ lạy bạch tiểu thuần tâm tình lập tức vui vẻ lúc này mới buông tha thiên hầu khác đắc ý vất ống tay áo một cái mang theo chu nhất tinh lấy muốn ra ngoài du vân tản bộ làm lý do không có đi truyền tống trận mà là tại đại thiên sư an bài hộ vệ bảo hộ xuống, cưỡi khôi hoàng thành thiên chu, đi hướng minh hà cấm địa, tại bạch tiểu thuần rời đi khôi hoàng thành cùng ngày, đại lượng luyện hồn sư tiễn biệt, nhưng tại trong nhà chúc quyền quý, cơ hồ tất cả thiên hầu, đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng từ đáy lòng kỳ vọng, bạch tiểu thuần đi về sau, liền tuyệt đối đừng trở lại nữa, nhất là triệu hùng lâm, hận không thể xuất ra chiên trống gõ, để bày tỏ đặt mình tại sau sự biệt khuất, đối với bạch tiểu thuần rốt cuộc rời đi kích động tại trong toàn bộ khôi hoàng thành này riêng phần mình trong sự phức tạp bạch tiểu thuần rời đi trước khi đi hắn nghĩ nghĩ mình tại khôi hoàng triều quá khứ quay đầu nhìn về phía khôi hoàng triều cảm thái hô một câu ta không nỡ bỏ các ngươi a à. hắn lúc trước tới thời điểm chỉ là một cái từ cự quỷ thành đi ra tiểu nhân vật nhưng bây giờ lúc rời đi đã như cải thiên hoáng nhật đồng dạng trở thành toàn bộ mang hoang đều hết sức quan trọng đại nhân vật loại biến hóa này tại bạch tiểu thuần nghe truyện trên tv audio cv sau khi rời đi trong khôi hoàn thành vô số người hồi tưởng lúc, đều tràn đầy cảm khái. Đây là một nhân vật ngươi liền xem như hận hắn, cũng đều không thể không bội phục. Trần Hảo Tùng, than nhẹ một tiếng, ta khôi hoàng triều bao nhiêu năm rồi, cũng không có xuất hiện mấy cái, như hắn dạng này. Loạn động phong vân về sau, vẫn như cũ đỉnh phong, lông tóc không hao tổn tồn tại. Khôi hoàng thành rất nhiều thiên hầu, cũng đều biểu lộ cảm xúc. Trong cự quỷ thành trói thiên vương, trong luyện hồn hồ trấn thiên kiêu, vạn chúng chú một đấu huyền phẩm, giám sát sứ chức xét nhà cao ngày tế tổ loạn càng khôn Đổi giận đùng đùng chém thiên hầu dưới chúng ân hai nờ rút lệnh địch cả triều địa phẩm vừa ra mang hoang biết từng cọc từng cọc sự tình này theo bạch tiểu thuần đi xa chẳng những không có ở trong khôi hoàn thành tiêu tán ngược lại càng truyền càng nhiều thậm chí tại bạch tiểu thuần rời đi ngày đó trong thiên sư điện đại thiên sư cũng đều ngóng nhìn thân ảnh bạch tiểu thuần rời đi trong miệng nói nhỏ ta nghĩ ta biết vì sao minh hoàng sẽ chọn hắn một bên hắc minh cũng dưới đáy lòng nhẹ giọng nói nhỏ ta à, không bằng ngươi minh hà cấm địa là mang hoang mấy cái cấm địa một trong mà sở dĩ được xưng là cấm địa là bởi vì mấy chỗ khu vực này bình thường hồn tu rất khó tới gần nếu là cưỡng ép nếu đi qua đều sẽ xuất hiện sinh tử sự tình cho nên khu vực như vậy cần nắm lấy đặc biệt lệnh bài mới có thể bảo đảm không ngại như minh hà cấm địa này cũng là bởi vì ở chỗ này có một con sông đường sông này lúc ban ngày là khô cạn nhìn rất là bình thường nhưng chỉ cần rạng sáng thoáng qua một cái, trong đường sông liền sẽ huyển hóa ra. Minh Hà, tự hồ Minh Hà chảy xuôi, sẽ ở đêm khuya chảy qua nơi đây, lan tràn đi chỗ xa hư vô. Cũng chính là bởi vậy, nơi này mới trở thành cấm địa, dù sao Minh Hà tồn tại, cơ hồ đều là ở vào trong hư vô, trừ phi là một chút thủ đoạn đặc thù, nếu không rất ít có thể hiển lộ tại trước mắt thế nhân. Nhưng tại chỗ khu vực này, trong lòng sông này, lại là mỗi ngày rạng sáng thoáng qua một cái, Minh Hà sẽ xuất hiện, trừ cái đó ra, Tại mang hoang tất cả được xưng hô là cấm địa khu vực, phần lớn đều sản xuất một chút đặc thù đồ vật, đối với khôi hoàng triều mà thôi, những đặc thù đồ vật này, vô luận là tu hành hay là chữa trị khôi hoàng thành món pháp khí này, đều có không thể thiếu tác dụng, như tại minh hà cấm địa này, liền có một loại kỳ dị tồn tại được xưng hô chi là minh thải hồng, nó sẽ ở đêm khuya sau khi minh hà xuất hiện, không định giờ hiển lộ trên minh hà, thời gian duy trì ngắn ngủi, tuy là hư ảo, nhưng nếu dùng đặc thù biện pháp, vẫn là có thể đem hắn thu lấy, cho nên, tại mấy cấm địa này, đều có khôi hoàn thành quân đội trấn thủ, mà tại Minh Hà cấm địa nơi này, liền tồn tại một chi đại quân 3.000 người, trong đó tu vi cao nhất, là một vị nguyên anh đại viên mãn hồn tu, người này không phải thiên hầu, mà là đại thiên sư tư vệ, còn lại hồn tu, phần lớn là kết đan, 3.000 người như vậy, nhìn giống như rất khó đưa đến đối với bạch tiểu thuần tác dụng bảo vệ, nhưng trên thực tế, bọn hắn là người của đại thiên sư, cả triều quyền quý, có lẽ có người dám âm thầm ra tay với Bạch Tiểu Thuần, có thể coi là là tứ đại thiên vương, cũng đều không muốn tùy tiện, treo chọc đại thiên sư, mà như diệt nhánh đại quân này, thì tương đương với là trực tiếp cùng đại thiên sư tuyên chiến, bọn hắn ở đây nhiệm vụ, chính là thu thập Minh Thải Hồng. Khi Bạch Tiểu Thuần mang theo Chu Nhất Tinh, đi tới nơi đây Minh Hà cấm địa lúc, đã là bọn hắn rời đi khôi hoàn thành mấy tháng sau, vòng mấy tháng này, dựa vào thiên chu, Bạch Tiểu Thuần cũng không nóng nảy thời gian đang gấp, mặc dù mang hoang rừng thiên nước độc, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bạch tiểu thuần thản nhiên tự đắc càng là ở trên đường phàm là đi ngang qua luyện hồn gia tộc những luyện hồn sư kia đều cúng bái đưa lên đại lễ khiến cho bạch tiểu thuần thời gian càng phát ra thoải mái cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ rốt cục tại một ngày này đi tới minh hà cấm địa bọn hắn tới thời điểm hay là hoàng hôn chi đại quân ba nghìn người kia đã sớm biết được bạch tiểu thuần muốn tới tại bên ngoài minh hà cấm địa chỉnh tề sắp xếp cung kính chờ đợi Đứng tại đội ngũ phía trước nhất năm người, đều là Nguyên Anh, ở giữa nhất nam tử trung niên, chính là vị quân đoàn trưởng Nguyên Anh đại viên mãn kia, thần sắc hắn nghiêm nghị, mặt không biểu tình, sau lưng bốn vị, hai cái Nguyên Anh hậu kỳ, hai cái Nguyên Anh trung kỳ, giờ phút này đều yên lặng đứng thẳng, chờ đợi Bạch Tiểu Thuần. Đối với Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn cũng có chút hiểu biết, biết đối phương chẳng những là địa phẩm luyện hồn sư, càng là một đại nhân vật dậm chân, liền có thể để mang hoang chấn động. Nhất là bọn hắn thân là đại thiên sư tư quân, đại thiên sư đã có ý chỉ hạ đạt, để bọn hắn toàn quyền nghe theo bạch tiểu thuần mệnh lệnh, cho nên không có ai nghi vấn, cũng đương nhiên sẽ không xuất hiện loại nhân vật không phục kia. Không bao lâu, bạch tiểu thuần ngồi thiên chu, liền từ đằng xa bầu trời, chậm rãi bay tới, đến nơi đây giữa không trung về sau, thiên chu một trận, chu nhất tinh cái thứ nhất nhảy ra, rơi trên mặt đất về sau, hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía tứ phương, một bộ tận trung cương vị công tác bộ dáng nhìn bốn phía ba nghìn người kia đều sửng sốt một chút rất nhanh chu nhất tinh giống như xác định nơi đây không có nguy hiểm lúc này mới lui ra phía sau mấy bước hướng về thiên chu cúi đầu cao giọng mở miệng xin mời bạch đại sư hắn như thế một hô vị quân đoàn trưởng kia cũng chần chờ một chút tranh thủ thời gian ôm quyền đồng dạng hô lên rất nhanh ba nghìn đại quân này đều cùng nhau truyền ra thanh âm xin mời bạch đại sư bạch tiểu thuần đứng trên thiên chu chắp tay sau lưng tán thưởng mắt nhìn chu nhất tinh lúc này mới nhoáng một cái bay xuống, rơi vào trước mặt ba nghìn đại quân này. Ti chức võ đạo, bái kiến bạch đại sư, bạch đại sư nhưng có chỗ chỉ, ti chức cúc cung tận tụy, nhất định hoàn thành. Nguyên Anh đại viên mãn quân đoàn trưởng võ đạo, thở sâu, hướng về bạch tiểu thuần ôm quyền cúi đầu, nghiêm nghị mở miệng. Bạch tiểu thuần đáy lòng hưởng thụ, cười ha ha một tiếng, tiến lên đỡ lên võ đạo, mở miệng cười. Võ đạo hữu không cần như vậy, bạch mổ tu vi yếu ớt, bị đại thiên sư ném tới nơi này, đến cảm ngộ luyện hồn, về sau rất nhiều chuyện còn muốn võ đạo hữu nhiều hơn chiếu cố a bạch tiểu thuần dáng tươi cười rất là chân thành hắn tính cách chính là như vậy người khác khách khí với hắn hắn tự nhiên cũng là khách khách khí khí võ đạo tranh thủ thời gian lộ ra thủ sủng nhược kinh bộ dáng càng thêm cung kính nhưng lòng dạ cũng rất được lợi cảm thấy trước mắt vị bạch đại sư này hay là thật không tệ mặc dù là địa phẩm nhưng lại không có chút nào giá đỡ đồng thời cũng nhìn ra đối phương không đơn giản một câu đầu tiên là yếu thế sau đó lại điểm ra đại thiên sư, càng là nói ra chính mình cũng không phải là lâu dài đời ở chỗ này, chỉ là cảm ngộ luyện hồn, âm thầm chi ý, là không có đoạt quyền ý nghĩ, mặc dù võ đạo cũng cảm thấy, trong tay mình chút người này, đối phương là chướng mắt, nhưng vẫn là đang nghe câu nói này về sau, đáy lòng rất là thoải mái, có ấn tượng như vậy, phía sau đàm tiếu, tự nhiên thuận lợi, tại dưới mọi người chen chúc, Bạch Tiểu Thuần đi tới trong binh doanh 3.000 người này tại Minh Hà Cấm Địa Phụ Cận, Tu Kiến nhún nhường đằng sau võ đạo đem tốt nhất một chỗ ốc xá cho bạch tiểu thuần lại cùng hắn kỹ càng nói một lần liên quan tới minh hà cấm địa này một ít chuyện về sau mắt thấy sắc trời đã tối lưu lại hai cái lệnh bài lúc này mới cáo lui chỗ này ốc xá cũng không phải là tứ phương mở ra mà là tại trong một cái viện bốn phía có tường cao phong bế khiến cho nơi đây như là trong doanh chi thành vô luận là bí ẩn hay là an toàn đều có rất tốt bảo hộ lại ốc xá cũng không phải một chỗ mà là có một chủ hai lệch ba gian bạch tiểu thuần nhìn một chút coi như hài lòng mắt thấy võ đạo đi chu nhất tin lập tức liền tại bốn phía này bố trí trận pháp khiến cho nó phòng hộ càng thêm nghiêm mật về sau lúc này mới đi vào bạch tiểu thuần trước mặt cung kính mở miệng chủ nhân vừa rồi võ đạo kia nói đều tính lời nói thật không có lừa bịp chúng ta chốn cấm địa này hoàn toàn chính xác mỗi khi rạng sáng liền có minh hà huyển hóa ra đến lúc kia muốn tới gần minh hà cần nắm giữ đặc thù lệnh bài mới có thể mà trong truyền thuyết, nơi này mặc dù không phải Minh Hà đầu nguồn, nhưng lại là sinh tử giao hội chỗ, cho nên Minh Hà mới có thể trong này hiển lộ ra, mà nơi đây, cũng là toàn bộ mang hoang, duy nhất một chỗ địa phương bên ngoài Minh Hà lộ vẻ, bởi vì đặc thù, cho nên đối cung cô hô với luyện hồn sư tới nói, trong này cảm ngộ, hiệu quả càng tốt hơn, lại nơi đây Minh Hà sau khi xuất hiện, sẽ có vô số hồn ở trong đó, nếu có nhất định thủ đoạn, thậm chí còn có thể trực tiếp từ trong Minh Hà thu lấy hoang hồn, chỉ bất quá việc này hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm chu nhất tinh thấp giọng nói ra những chuyện này trước đó võ đạo cũng đã nói mà chu nhất tinh cũng có phương thức của mình đi tìm hiểu lẫn nhau kết hợp về sau đạt được chân chính kết luận bạch tiểu thuần nhẹ gật đầu cách xa khôi hoàn thành vòng xoáy đi vào minh hà cấm địa an tỉnh này bạch tiểu thuần cũng cảm thấy dễ dàng rất nhiều không cần mỗi ngày nghĩ đến như thế nào đối phó những quyền quý kia thì như thế nào đề phòng mặc dù trong tay hắn không có thi khôi đại quân thế nhưng không có cảm thấy có cái gì nhục chí. Chủ nhân, tống khuyết nơi đó, chu nhất tinh chần chờ một chút, thấp giọng hỏi. Bạch tiểu thuần vỗ trán một cái, hắn phát hiện chính mình luôn luôn đem tống khuyết quên mất, rõ ràng thời điểm ra đi, an bài chu nhất tinh đem tống khuyết để vào trong túi trữ vật mang theo, có thế mấy tháng này, đều không có đem đối phương phóng xuất, ta vị cô phụ này không hết chức a. À, bạch tiểu thuần có chút chột dạ, mau để cho chu nhất tinh thả ra tống khuyết, khi tống khuyết từ túi trữ vật đi ra lúc, sắc mặt của hắn đều tái nhợt, tranh thủ thời gian hít sâu mấy hơi, mấy tháng này, hắn kém chút tại trong túi trữ vật nín chết, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, cũng có chút u oán, ánh mắt này, để Bạch Tiểu Thuần lúng túng vội ho một tiếng, nhìn không được lại sờ lên đầu Tống Khuyết, lần này, Tống Khuyết cứ việc không thích ứng, nhưng lại nhìn xuống không dám tránh, trên thực tế từ khi đi giám sát phủ về sau, hắn cũng dần dần phát giác, trước mắt Bạch Hạo này, đối với mình hay là thật không tệ chẳng những cho mình tu hành tài nguyên cùng bảo đảm an toàn của mình càng là rất lớn trình độ cho mình tự do thậm chí trong khoảng thời gian này thân thể của hắn cũng đều tại dưới điều dưỡng khôi phục không ít tu vi cũng đều có một chút tinh tiến hắn suy nghĩ mình bây giờ có lẽ còn siêu việt không được bạch tiểu thuần có thế chỉ cần có thể đi theo bạch hạo này tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện như vậy tại trong mang hoang này có lẽ chính mình cũng không phải là không thể được siêu việt bạch tiểu thuần hừ liền xem như ta tạm thời còn siêu việt không được nhưng ta hiện tại thời gian, nhất định tốt hơn bạch tiểu thuần kia nhiều, bạch tiểu thuần kia danh khí mặc dù lớn, nhưng hôm nay nhất định là như chuột đồng dạng, giấu ở một địa phương không thể bị người ta biết, không dám lộ diện, một khi lộ diện, liền sẽ bị người đánh giết, nghĩ như vậy, tống khuyết đột nhiên cảm giác được, gặp được bạch hạo, thật sự là vận may của mình, cho nên dù là cảm thấy mình tự hồ là bị trở thành sủng vật, nhưng vẫn là quyết định, nhất định phải ôm lấy đùi của bạch hạo, sủng vật liền sủng vật đi, nơi này là mang hoang, cũng không ai nhận biết ta, hừ, ta liền xem như làm sủng vật, cũng là làm địa phẩm luyện hồn sư sủng vật, Bạch Tiểu Thuần kia bây giờ, sợ là ngay cả làm sủng vật tư cách đều không có, Tống Khuyết tự an ủi mình, thở sâu, thậm chí còn tại Bạch Tiểu Thuần sờ đầu hắn lúc, chủ động thò đầu một cái, để Bạch Tiểu Thuần sờ dễ dàng hơn, chỉ là, hắn tâm tư, Bạch Tiểu Thuần liếc thấy đi ra, gia hỏa này, không phải là lại đang nghĩ lấy muốn ép ta sự tình đi, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cảm thấy rất chơi vui suy nghĩ về sau tống khuyết này biết mình chính là bạch tiểu thuần không biết la sẽ là biểu tình gì nghĩ tới đây bạch tiểu thuần cảm thấy mình tà ác thôi thôi ta dù sao cũng là hắn cô phụ lại tâm địa thuần lương liền không hiện tại nói cho hắn biết chân tướng tàn khốc kia bạch tiểu thuần trong cảm khái cảm thấy mình là cái thiên đại người tốt a à, nhất là đối với tống quân uyển trung trinh không đổi tốt đều không có lời nói đây thật là yêu ai yêu cả đường đi a à. được rồi về sau ngươi liền ở lại đây hảo hảo tu luyện. Bạch Tiểu Thuần bàn giao một câu, để Chu Nhất Tinh an bài, Tống Khuyết này, tiếp tục làm linh bộc. Tống Khuyết thở sâu, tranh thủ thời gian cung kính ông quyền thật sâu cúi đầu, đáy lòng rất là cảm khái, suy nghĩ chính mình ôm lấy Bạch Hảo bắp đùi này, Bạch Tiểu Thuần tính là cái gì là, thế là mặc dù cảm thấy trận danh khác biệt, nhưng vẫn là nói với chính mình, đây hết thảy, đều là ủy khúc cầu toàn, cũng là vì sống sót, nghĩ như vậy, hắn cũng liền thản nhiên, đuổi Tống Khuyết về sau, Bạch Tiểu Thuần tại trong viện tử này bốn phía nhìn một chút, rất nhanh, đêm khuya giáng lâm, theo chân trời đã đen, tối, toàn bộ minh hà cấm địa này, cũng đều yên lặng lại, thường ngày khôi hoàn thành ở thời điểm này, mới xem như náo nhiệt bắt đầu, cho dù là trong giám sát phủ an tĩnh, có thế ngoại giới ồn ào, vẫn có thể ẩn ẩn truyền vào, có thế ở chỗ này, mặc kệ là trong ngoài, đều an tĩnh ghê gớm, cái này để Bạch Tiểu Thuần có chút không quá thích ứng, thế là vỗ túi trữ vật, lấy ra hồn tháp, Bạch Hạo từ trong hồn tháp nhoáng một cái bay ra, đứng ở bên người Bạch Tiểu Thuần, Sư Tôn, Minh Hà cấm địa này, ta cảm thấy cùng trong luyện hồn hồ tự hồ có chút tương tự, nơi này khí tức, giống như chết giống như sống, rất là kỳ dị, nhất là đối với hồn, có rất tốt tẩm bổ tác dụng, mới vừa xuất hiện, Bạch Hạo liền lập tức đã nhận ra nơi đây đặc thù, nhìn bốn phía về sau, hướng về Bạch Tiểu Thuần thấp giọng nói ra, còn có thể tẩm bổ, Bạch Tiểu Thuần nghe vậy nhìn một chút Bạch Hạo, phát hiện Bạch Hạo hồn thể, tựa hồ so thường ngày nhìn càng ngưng thật một chút lập tức cao hứng bạch hạo cũng có kinh hỉ nhẹ gật đầu về sau khoanh chân ngồi xuống thở sâu lập tức bốn phía này một loại khí tức nào đó bạch tiểu thuần không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được liền vân dũng mà đến dung nhập bạch hạo thể nội bạch tiểu thuần cảm thấy được một màn này càng thêm vui sướng suy nghĩ nơi đây mặc dù nhàm chán có thế nếu đối với hạo nhi có trợ giúp như vậy chính mình có lẽ có thể trong này ở thêm một chút thời gian tại lúc bạch hạo tu hành bạch tiểu thuần cũng thần thức tản ra bao trùm toàn bộ minh hà cấm địa nơi đây trên thực tế phạm vi không phải rất lớn toàn bộ minh hà cấm địa trên thực tế chính là một chỗ bãi đất quân doanh tu kiến tại trong một phiến khu vực cao nhất mà thuận đường dốc xuống dưới có thể nhìn thấy nơi xa có một mảnh khô cạn đường sông đường sông này chính là địa phương mỗi khi rạng sáng đến về sau minh hà hiển lộ bạch tiểu thuần xa xa nhìn một chút lúc này mới thu hồi ánh mắt cũng khoanh chân ngồi xuống một bên thủ hộ chính mình đệ tử này, một bên trong đầu, lại lặp đi lặp lại quen thuộc luyện chế thập bát sắc hỏa trình tự, tranh thủ để tự thân tại trên luyện chế thập bát sắc hỏa, xác suất thành công cao hơn một chút, thời gian trôi qua, rất nhanh, rạng sáng sắp đến, Chu Nhất Tinh cũng tại an bài tống quyết sự tình về sau, ra ngoài cùng võ đạo trao đổi một phen nơi đây phòng hộ, khi trở về, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo ngồi xuống, thế là cũng ngồi ở một bên, khoanh chân thủ vệ, thời gian dần trôi qua, sắc trời càng phát ra hắc ám, đã hoàn toàn thôn vệ quang minh, chỉ có tinh quang cùng ánh trăng vẫy xuống, đúng lúc này, bỗng nhiên, bên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lại lúc, Chu Nhất Tinh bước nhanh đi ra, đem cổng sân mở ra, võ đạo đi đến, hướng về khoanh chân ngồi tại sân nhỏ Bạch Tiểu Thuần, ông quyền mở miệng, Bạch Đại Sư, một hồi minh hà hiển lộ, việc này mặc dù đối với chúng ta những người thô kệch này mà nói, mỗi ngày có thể thấy được, nhưng đoán chừng đối với Bạch Đại Sư tới nói, hay là lần đầu, cũng không nên bỏ qua, hoàn toàn chính xác còn chưa từng thấy, võ đạo hữu, lưu lại bồi Bạch Mổ cùng một chỗ nhìn xem, Bạch Tiểu Thuần cười mời, võ đạo nghe vậy vui vẻ, ngồi ở Bạch Tiểu Thuần bên người, giới thiệu, một màn minh hà hiển lộ này, võ mổ năm đó lần thứ nhất nhìn thấy, cực kỳ rung động, phản phất thiên địa mở ra đồng dạng, trung chuyển tâm thần A, võ đạo trong mắt lộ ra si mê, đang nói, bỗng nhiên, trên bầu trời đen nhánh, bỗng nhiên, liền truyền đến một tiếng oanh minh tiếng vang tiếng vang này tựa như thiên lôi nổ tung truyền khắp bát phương bạch tiểu thuần lập tức ngẩng đầu chu nhất tinh cũng đều kinh hãi chỉ có võ đạo thần sắc như thường ở một bên nhanh chóng mở miệng trạng sáng đến minh hà muốn hiển lộ hắn lời nói vừa ra chỉ gặp bầu trời đen kịt giờ phút này theo thiên lôi quanh quẩn lại có một mảng lớn phạm vi tựa như vạn vẹo đứng lên phạm vi này chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ từ nơi này nhìn lại tựa như hơn phân nửa bầu trời đều biến ảo đứng lên ào 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 theo vặn vẹo từ từ hình như có tiếng nước từ trên trời giáng xuống càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng rõ ràng càng là tại một cái chớp mắt này trong toàn bộ minh hà cấm địa xuất hiện mê vụ trong sương mù này ẩn chứa nồng đậm tử khí những nơi đi qua lại khiến cho tất cả đụng chạm mặt đất đều xuất hiện sương lạnh thậm chí liền ngay cả nhiệt độ cũng đều lập tức băng lãnh đám người trong hô hấp phun ra trọc khí cũng đều biến mắt trần có thể thấy hóa thành sương trắng Bạch Tiểu Thuần lập tức rõ ràng cảm nhận được, nơi đây tử khí, tại thời khắc này, trước nay chưa có mãnh liệt, nếu là đổi địa phương khác, mãnh liệt như thế tử khí, nhất định dẫn tới vô số oan hồn. Nhưng hôm nay nơi này, ngoại trừ Bạch Hạo bên ngoài, không còn bất luận hồn thể nào xuất hiện, trong mê vụ kia càng là như vậy. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên lúc, trên bầu trời vùng hư vô vạn vẹo kia, dòng nước thanh âm lập tức mãnh liệt hơn, phản phất mảnh này vạn vẹo, cải biến thời không, biến đổi không gian, cùng một chỗ đường sông nào đó kết nối, trong nháy mắt, liền có nước sông, từ trong mảnh hư vô kia trực tiếp bộc phát, tiếng ầm ầm ngập trời quanh quẩn, nước sông kia từ trên trời giáng xuống, càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt, liền tạo thành một đầu bàn bạc sông lớn, chảy xuôi tại trong đường sông nguyên bản khô cạn dưới bãi đất kia, thuận đường sông, hướng về nơi xa lao nhanh mà đi, nước sông này cũng không phải là thanh tịnh, mà là một mảnh đen kịt theo bốc lên, toàn bộ cấm địa tử khí, trong nháy mắt nồng đậm đến cực hạn mà sương mù kia cũng đều phạm vi lớn khuếch tán, nhưng lại không có đem quân doanh trên bãi đất bao trùm, nhưng lại đem đường sông kia bốn phía lượn lờ, khiến cho bạch tiểu thuần bọn người, từ xa nhìn lại, trong đường sông kia nước sông, như ẩn như hiện, càng kinh người, là tại trong nước sông kia, thế mà còn có vô số oan hồn, ở trong đó hoặc là gào thét, hoặc là ngủ say, hoặc là dữ tợn, hoặc là nụ cười quỷ quyệt, nhưng vô luận như thế nào, cũng đều không cách nào rời đi nước sông, chỉ có thể thuận nước sông chảy xuôi đi xa. Một màn này, từ đầu đến cuối tiếp tục, Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động, Bạch Hạo cũng không biết khi nào mở mắt ra, nhìn xem một màn này, nội tâm một dạng bốc lên, Chu Nhất Tinh cũng hít vào một hơi, chỉ có võ đạo, hiển nhiên là nhìn quen thuộc, thần sắc như thường, còn ở bên cạnh mở miệng cười, đường sông này cuối cùng, chúng ta cũng đều khảo sát qua, là tại ngoài mấy chục dặm, cùng một tòa nhìn rất bình thường đại sơn kết nối, mà Minh Hà này, cũng vẹn vẹn tại trong hơn 10 dặm này hiển lộ đến ngọn núi lớn kia về sau liền biến mất không còn tâm hơi nơi đây mỗi ngày trong đêm đều sẽ như vậy tiếp tục suốt cả đêm bạch tiểu thuần lấy lại bình tĩnh đứng lên cảm thấy đây hết thảy rất là kỳ dị mang hoang minh hà hắn tại đi vào mang hoang về sau đã nhiều lần nghe nói thậm chí cũng không phải chưa từng thấy mà nếu dưới mắt dạng này nhưng vẫn là lần đầu trong truyền thuyết minh hà cuối cùng có một tòa minh hoàng cung bên trong ở lại toàn bộ mang hoang cúng bái minh hoàng Chu nhất tinh hô hấp dồn dập, thì thào nói nhỏ lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng nhớ tới truyền thuyết này, ánh mắt không khỏi, nhìn kỹ hướng dưới mê vụ, như ẩn như hiện minh hà. Có thế cái nhìn này nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên thân thể chấn động mãnh liệt, con mắt đột nhiên trợn to, lộ ra không cách nào tin, hắn lập tức liền chỉ vào phía dưới minh hà, la thất thanh, nơi đó, có người, hắn lời nói vừa ra, Chu nhất tinh cùng võ đạo, đều ngây ngẩn cả người, lập tức nhìn lại, có thế mặt cho bọn hắn như thế nào đi xem, dưới mê vụ kia minh hà hai bên bờ căn bản cũng không có mảy may thân ảnh không có a à, chu nhất tinh chần chờ nhìn về phía bạch tiểu thuần các ngươi không thấy được là ở chỗ này a à, là cái lão đầu mặc áo bào đen ngồi ở chỗ đó bạch tiểu thuần kinh ngạc lần nữa nhìn lại lúc hắn thấy rõ rõ ràng ràng tại bên bờ minh hà kia đang có một lão giả người mặc áo bào đen tóc trắng xóa đưa lưng về phía bọn hắn giống như tại thả câu chu nhất tin đáy lòng khẽ động hắn tin tưởng Bạch Tiểu Thuần không có nói sai hù dọa bọn hắn tất yếu, nhưng hắn bất luận nhìn thế nào, bên bờ Minh Hà kia, Bạch Tiểu Thuần chỉ địa phương, đều là một mảnh trống trải, võ đạo cũng sắc mặt biến hóa, trong chần chờ, cẩn thận nhìn một chút về sau, trong mắt có chút cổ quái, Bạch Đại Sư, nơi đó, thật không có cái gì, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hồ nghi nhìn một chút chu nhất tinh, phát hiện chu nhất tinh sau khi cười khổ gật đầu, nội tâm của hắn lột bột một tiếng, lần nữa nhìn lại lúc, lão giả mặt hắc bào kia vẫn tồn tại như cũ tại nơi đó hắn cũng không biết vì cái gì ẩn ẩn cảm thấy bóng lưng của lão giả này có chút quen thuộc có thế trong lúc nhất thời nhưng không nghĩ đứng lên chỉ có ta có thế nhìn thấy bạch tiểu thuần sắc mặt trắng bệch cảm thấy có chút tê dại da đầu đúng lúc này bạch hạo thanh âm khẩn trương kia truyền vào trong tâm thần bạch tiểu thuần sư tôn ta ta cũng nhìn thấy lão nhân gia ông ta ngay tại thả câu sau nửa ngày võ đạo mang theo đáy lòng nghi hoặc cáo từ rời đi, thậm chí hắn chần chờ đằng sau, lại tự mình mang theo một chút thủ hạ, đi phía dưới Minh Hà bên bờ, trong đó tìm một vòng, cái gì cũng đều không có phát hiện, rồi mới trở về, có thế Bạch Tiểu Thuần lại thấy được rõ ràng, hắn tận mắt thấy lão giả kia an vị tại bên người võ đạo, có thế võ đạo phản phất con mắt mù một dạng, lại không có chút nào phát giác, cái này để Bạch Tiểu Thuần đáy lòng sợ hãi, nhìn xem lão giả kia, tại bên bờ Minh Hà kia thả câu một đêm, cho đến lúc bình minh, theo minh hà biến mất lão giả kia cũng mất bóng dáng cả một ban ngày bạch tiểu thuần đều nghi thần nghi quỷ không ngừng mà từ trong túi trữ vật lấy ra một chút lá bùa năm đó đã dùng qua dán tại trên thân nhưng vẫn là cảm thấy không ổn thỏa sư tôn chúng ta tối nay muốn hay không đi xem một chút ta cảm thấy hắn tự hồ đang kêu gọi ta bạch hạo mắt thấy chính mình người sư tôn này khẩn trương chần chờ sau hỏi ngươi còn dám đi xem hạo nhi a à, ngươi không biết đó là quỷ a à, cũng không phải hồn hồn không đáng sợ vi sư luyện hồn luyện nhiều hơn, có thế đó là quỷ, ngươi cũng không nên bị mê hoặc, bạch tiểu thuần tranh thủ thời gian mở miệng, không được a, à, nếu là lão quỷ kia lại xuất hiện, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này, nơi đây quá nguy hiểm, hạo nhi, năm đó vi sư tại vẫn kiếm thâm nguyên, liền từng thấy qua một cái nữ quỷ, bây giờ muốn lên, đều cảm thấy phía sau lành lạnh, bạch tiểu thuần từ đầu đến cuối đều im biết cảm thấy, chính mình sợ dĩ như thế sợ quỷ, đều là bởi vì lúc trước trong vẫn kiếm thâm nguyên tiểu nữ hài kia. Nhất là nghĩ đến tiểu nữ hài này thế mà lên công tôn Nguyễn di thân, cùng phát sinh ở trong mê cung từng màn Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy tâm đều rung động, thế nhưng là, ta cũng là quỷ A, Bạch Hạo chần chờ, thấp giọng nói ra, ngươi không giống với, cái kia, hắn là lão quỷ, loại nhiều năm lão quỷ này, cả đám đều rất hung tàn A, Bạch Tiểu Thuần nói, lại trên người mình dán vài lá bùa, Bạch Hạo trừng mắt nhìn, không có lại thuyết phục, Bạch Tiểu Thuần tại dưới sự dày vò này, ba ngày qua đi, trạng sáng thứ hai chậm rãi đến vẫn như cũ là thiên lôi quanh quẩn vẫn như cũ là thương khung vặn vẹo vẫn như cũ là minh hà lao nhanh mà xuống vẫn như cũ là tại bên bờ minh hà kia bạch tiểu thuần trong mắt thấy được lão giả mặt hắc bào lần thứ hai xuất hiện kia hắn lại xuất hiện bạch tiểu thuần sắc mặt đại biến lập tức liền quay người kêu gọi chu nhất tinh hắn quyết định nơi đây không thể lại lưu lại địa phương tà môn này lại có quỷ ta hiện tại là địa phẩm luyện hồn sư thế mà cũng đều có quỷ dám xuất hiện ở trước mặt ta nhất định rất cường đại, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, chính hô hào chu nhất tinh, để hắn mang theo tống khuyết, chỉnh lý một phen, muốn trong đêm liền rời đi lúc, bỗng nhiên, hắn phát hiện bên người thiếu đi một người, Hạo Nhi đâu? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, biến sắc, đột nhiên quay đầu lúc, trong mắt của hắn trong nháy mắt trợn to, trong mắt của hắn nhìn thấy, là Bạch Hạo tựa như không có ý thức một dạng, chính trực thẳng hướng về Minh Hà dưới bãi đất, cấp tốc bay đi, giờ phút này đã bay hơn phân nữa, khoảng cách lão giả mặt hắc bào kia không đến mấy trăm trường lão quỷ ngươi khinh người quá đáng bạch tiểu thuần lập tức liền nổi giận hắn cảm thấy nhất định là lão quỷ này mê hoặc chính mình đồ nhi giờ phút này hắn cứ việc sợ hãi có thế tức giận lại càng lớn thân thể run rẩy trong run rẩy bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng lập tức nhảy lên mà đi thẳng đến Minh hà phi nhanh trên đường hắn càng là từ trong túi trữ vật lấy ra càng nhiều phù văn lốc bốc toàn bộ dáng trên người mình đáy lòng phát run có thế trong miệng lại trống to lão quỷ thả ra đệ tử ta, tốc độ của hắn ầm vang bộc phát, nơi đây quỷ dị, không thể thuấn di, có thế bạch tiểu thuần tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, cả người hóa thành một đạo cầu vòng, trong nháy mắt liền đuổi bên dưới bãi đất, tại bạch hạo tới gần Minh Hà bên bờ lão giả ước chừng trăm trượng sát na, bạch tiểu thuần đã đuổi theo, một phát bắt được bạch hạo, bạch hạo thân thể chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, biến sắc, bạch tiểu thuần mắt thấy bạch hạo thanh tỉnh, đáy lòng hơi an, có thế ngay sau đó, sợ hãi liền phạm vi lớn dâng lên, nhất là nhìn thấy lão giả kia giống như phát hiện chính mình, chính chậm rãi quay đầu về sau, Bạch Tiểu Thuần nội tâm run rẩy, hắn chẳng biết tại sao, nội tâm tại thời khắc này dâng lên vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong thét lên nắm lấy Bạch Hạo, liền muốn lui lại, nhưng vào lúc này, lão giả mặt hắc bào kia đã hoàn toàn vừa quay đầu, lộ ra một khuôn mặt trong tang thương, mang theo âm lãnh, gương mặt này trong nháy mắt liền ánh vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần, để hắn thét lên, im bạch mà dừng, bước chân cũng đều ngừng lại đứng ở nơi đó con mắt trợn càng lúc càng lớn càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thủ lăng lão gia gia bạch tiểu thuần nghẹn ngào mở miệng lão giả này chính là bạch tiểu thuần năm đó ở linh khê tông lúc tại trong lạc trần sơn mạch một trận chiến cùng trần gia thiên kiêu tử chiến bị trọng thương gặp phải vị người áo đen thần bí kia cũng chính là đối phương cứu tính mạng mình càng là bị chính mình bộ phận bất tử quyển bạch tiểu thuần làm sao cũng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy Chính mình thế mà hôm nay tại bên bờ Minh Hà này, lần nữa thấy được năm đó vị ân nhân này, trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần sợ hãi liền không có, trong con mắt của hắn lộ ra kinh hỉ, có thế vị thủ lăng nhân kia, chỉ là nhàn nhạt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, liền quay đầu, tiếp tục thả câu. "Sư Tôn, ngươi, ngươi biết hắn?" Bạch Hạo ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hắn vừa rồi chỉ là nhìn nhiều lão giả này vài lần, liền trong nháy mắt hồn bay phách lạc, nếu không phải là Sư Tôn đến sợ là giờ phút này không phải đi tới bên người lão giả kia chính là đã bước vào trong minh hà mà hai hậu quả này tại bạch hạo nhìn lại tự hồ cũng không phải chuyện gì tốt nhận biết a à, đây chính là sư tôn năm đó ân nhân cứu mạng đây này bạch tiểu thuần trong mắt càng phát ra sáng tỏ hắn nhưng là biết thủ lăng nhân này lợi hại đó là cao nhân có thể cho cơ hồ đã muốn tử vong chính mình trong nháy mắt khôi phục nhất là hắn hiện tại tu vi không tầm thường nhưng lại phát hiện chính mình thế mà còn là như năm đó như thế căn bản là nhìn không ra thủ lăng nhân này sâu cạn về sau, Bạch Tiểu Thuần càng là tâm thần chấn động, phải biết, hắn nhưng là gặp qua bán thần, lại còn không phải một cái bán thần, nhưng thủ lăng nhân này mang đến cho hắn một cảm giác, tự hồ, sao bán thần còn cường đại hơn, sao bán thần đều mạnh, trời ạ, à, vị thủ lăng gia gia này đến cùng tu vi gì, Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ, hắn tranh thủ thời gian chạy mau mấy bước, đến bên người thủ lăng nhân, thủ lăng lão gia gia, ta là Bạch Tiểu Thuần A, cái kia là mang trên mặt mặt nạ, lão nhân gia ngài còn nhớ không được năm đó lạc Trần Sơn mạch a, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng, thủ lăng nhân tựa như không nghe thấy, nhìn cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẫn như cũ thả câu, cái kia, thủ lăng lão gia gia, ngươi giúp ta một chút, đem ta đưa về Thông Thiên Hà đi, có được hay không? Bạch Tiểu Thuần cũng có chút khẩn trương, nhưng hắn biết đây là cơ hội của chính mình, một khi bắt lấy, nói không chừng tiếp theo một cái chớp mắt, chính mình liền có thể về nhà, chỉ là thủ lăng nhân kia vẫn như cũ là ngoảnh mặt làm ngơ, mặc cho Bạch Tiểu Thuần như thế nào mở miệng, đều không chút nào để ý, cho đến Bạch Tiểu Thuần mồm mép đều nói làm, bình minh giáng lâm, lão giả kia vẫn như cũ không nhìn Bạch Tiểu Thuần, theo Minh Hà cùng một chỗ, biến mất không còn tâm hơi, sư tôn, làm sao bây giờ a à? Bạch Hạo Trần chờ nói, hắn ở bên cạnh nhìn cả đêm, cảm thấy mình sư tôn nói lời nói, sợ là đều chừng hơn vạn câu, Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, trong mắt lộ ra chấp nhất, khoát tay chặn lại, đồ nhi, Hôm nay vi sư dạy ngươi bài học, có câu nói gọi là chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Thế là, tại đằng sau nửa tháng, Bạch Hạo xem Như Triệt để kiến thức chính mình sư tôn chấp nhất, Bạch Tiểu Thuần liên tục không ngừng, mỗi ngày trong đêm chỉ cần rạng sáng vừa đến, liền thủ ở nơi đó. Thủ Lăng Nhân vừa ra, hắn liền lập tức tiến lên lôi kéo làm quen. Một màn này, cũng bị Chu Nhất Tinh cùng Võ Đạo nhìn thấy, hai người đều kinh hãi không thôi, thật sự là bọn hắn đoán, Bạch Tiểu Thuần như cử chỉ điên rồ đồng dạng trong đó đối với trống trải bờ sông giống như không ngừng mà nói một mình mặc dù nghe không được bạch tiểu thuần thanh âm có thế càng như vậy bọn hắn lại càng thấy đến quỷ dị nhất là có một lần trên minh hà xuất hiện minh thải hồng võ đạo cùng mọi người thu lấy cầu vòng lúc khoảng cách gần nhìn thấy bạch tiểu thuần trong đó không ngừng mà hướng về phía hư vô mở miệng hắn cảm thấy có chút tê dại da đầu tranh thủ thời gian rời đi đối với ánh mắt của mọi người bạch tiểu thuần không có đi để ý hắn giờ phút này trong mắt chỉ có vị thủ lăng nhân tại trong cảm giác của hắn, giống như so đại thiên sư còn muốn lợi hại, thần thông quảng đại hơn này, có thế liên tục nửa tháng định nọt, phát hiện vị thủ lăng nhân này vẫn như cũ đối với mình không chút nào để ý tới về sau, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình liền xem như một đám lửa hừng hực, giờ phút này cũng đều bị tưới tắt, nửa tháng này, hắn cũng nhìn ra thủ lăng nhân này, chỉ có mình cùng Bạch Hạo có thế nhìn thấy, ngoại nhân căn bản cũng không có phát giác nửa điểm, mà đối phương ngồi ở chỗ đó, từ đầu đến cuối thả câu, về phần câu ra, không phải con cá, mà là trong minh hà từng đầu oan hồn, những oan hồn kia mỗi lần đều tranh nhau chen lấn muốn lên câu, có thế mỗi ngày nhiều nhất, cũng chỉ có một cái oan hồn bị câu ra mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhìn một chút thủ lăng nhân, lại nhìn một chút vùng minh hà kia, sầu mi khổ kiểm, một bên Bạch Hảo mắt thấy sư tôn nửa tháng này cố gắng không có thu hoạch được bất kỳ kết quả gì, thấp giọng an ủi, sư tôn, vị tiền bối này tuyệt không phải bình thường, ngươi cũng không cần nhục chí ta biết lão nhân này không đơn giản yên tâm đối phó lão nhân này vi sư có kinh nghiệm bạch tiểu thuần cắn răng một cái có chút không tin tà hắn cảm thấy là chính mình phương pháp tìm nhầm thế là trong đêm ngày thứ hai cũng tìm một đầu cần câu ngồi tại bên người lão giả cùng một chỗ thả câu chỉ có cùng chung chí hướng mới có thể sắt đá không dời bạch tiểu thuần rất tán thành cứ như vậy tại bạch hạo ngơ ngác chú ý xuống bạch tiểu thuần cùng thủ lăng nhân cùng một chỗ lại thả câu nửa tháng chỉ là ròng rã một tháng trôi qua mặc kệ bạch tiểu thuần dùng biện pháp gì thủ lăng nhân đều từ trước tới giờ không chú ý đến cuối cùng bạch tiểu thuần cũng đều thở dài một tiếng từ bỏ hạo nhi vi sư dùng hành động lại cho ngươi lên bài học phải nhớ kỹ đối với người đúng đắn chân thành chỗ đến hoàn toàn chính xác có thế sắt đá không dời nhưng nếu đối mặt người không đúng đắn đó chính là sống uổng thời gian lãng phí thời gian a bạch tiểu thuần một mặt bi phẫn bạch hạo nghiêm túc trừng mắt nhìn không dám đi nói thêm cái gì chỉ có thể gà con mổ thóc giống như nhanh chóng gật đầu chỉ là bạch tiểu thuần mặc dù ngoài miệng nói từ bỏ nhưng lòng dạ hay là không cam tâm nhưng lãng phí như thế thời gian hắn cũng cảm thấy đáng tiếc thế là dứt khoát tại bên bờ minh hà này tại thủ lăng nhân cách đó không xa bắt đầu suy nghĩ luyện chế thập cửu sắc hỏa không có cách cầu người không bằng cầu mình a à, nếu lão gia hỏa này ngu xuẩn mất khôn ta chỉ có thể dựa vào luyện hỏa thủ đoạn để cho mình tu vi đột phá như có thế bước vào thiên nhân chính ta liền có thể vượt qua mang hoang về nhà. Bạch Tiểu Thuần nội tâm cảm thán, chỉ là thập cửu sắc hỏa mặc dù cũng là địa phẩm phạm trù, có thế Bạch Hạo nơi đó phối phương, còn không có hoàn toàn nghiên cứu ra được. Thế là ở sau đó thời kỳ, F2 Ustet tại bên cạnh Minh Hà này, Bạch Tiểu Thuần coi như vị thủ lăng nhân kia không tồn tại, cùng Bạch Hạo cùng một chỗ thảo luận luyện hỏa, nghiên cứu thập cửu sắc hỏa phối phương. Bạch Hạo có lý luận, Bạch Tiểu Thuần có thực tiễn, hai người nỗ lực xuống, Thập Cửu Sắc Hỏa này lại là cùng Bạch Tiểu Thuần trước đó luyện chế phương pháp nhất mạch tương thừa, cho nên tiến triển mặc dù không phải đặc biệt nhanh chóng, nhưng cũng không chậm, nhưng lại có mấy chỗ mấu chốt như vậy, hai người kẹp lại, như không giải quyết, rất khó tiếp tục. Không được a, à, trong luyện chế Thập Bát Sắc Hỏa, ta chỉ có thể ở lúc 3 trường phạm vi thành công, nhưng nếu như tiếp tục như thế, luyện chế Thập Cửu Sắc Hỏa, nếu không có cải biến mà nói, sợ là chỉ có thể ở trong một trường thậm chí càng ít phạm vi mới có thể thấy rõ sắc thái biến hóa, như vậy, căn bản là rất khó hoàn thành, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, Bạch Tiểu Thuần có chút buồn rầu, Bạch Hạo cũng rơi vào trầm tư, Trừ phi có thể có biện pháp nào để màu sắc kia biến hóa chậm lại, cái này chỉ sợ cần một chút ngoại lực mới có thể, Bạch Hạo trong mắt lộ ra thôi diễn, có thể nghĩ thật lâu cũng đều không nghĩ ra đến, Bạch Tiểu Thuần cũng vắt hết óc, nhưng vẫn là trong lúc nhất thời, tìm không ra biện pháp, thời gian trôi qua, cho đến lại qua 7 ngày, vấn đề này từ đầu đến cuối kẹt tại trước mặt sư đồ hai người cho đến một ngày này trong đêm bạch tiểu thuần không thể không dâng lên từ bỏ dự định suy nghĩ thập cửu sắc hỏa này chỉ có thể dựa vào thời gian đi từ từ suy nghĩ lúc bỗng nhiên vậy hơn một tháng này từ đầu đến cuối không có mở miệng nói ra một câu thủ lăng nhân bỗng nhiên từ trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn các ngươi làm gì đi cân nhắc để sắc thái biến hóa chậm chạp vì sao không đi suy nghĩ đem nhan sắc thêm ra kia phân tán thành rất nhiều mà nói kể từ đó, biến ảo đi ra tỷ lệ càng lớn hơn, thủ lăng nhân chậm rãi mở miệng, câu nói này vừa ra, như là thiểm điện, trực tiếp liền đánh vào tâm thần Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo, sư đồ hai người này sững sờ đằng sau, nhao nhao trong mắt lộ ra lượng sắc, biết thật là dạng này, tại luyện chế thập bát sắc hỏa lúc, màu thứ 18 thêm ra kia, chỉ có một đạo, nhưng nếu là đồng dạng sắc thái, xuất hiện là 10 đạo thậm chí trăm đạo, như vậy thì xem như biến ảo lại nhanh, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cũng có đầy đủ nắm chắc, dù là đụng đại vận cũng có thể trực tiếp thành công, không sai, chính là như vậy, sư Tôn, chúng ta có thể từ thập ngũ sắc hỏa liền chôn xuống phục bút, đổi bật tại 19 sắc lúc, chúng ta muốn bao nhiêu ra màu sắc, kể từ đó, liền có thể để biển lửa tại 19 sắc lúc, màu thứ 19 kia phân tán càng nhiều, Bạch Hạo lập tức kinh hỉ, trong mắt thôi diễn chi sắc lấp lóe cực nhanh, hô hấp cũng đều dồn dập lên, biện pháp này đối với hắn xúc động cực lớn, Bạch Tiểu Thuần cũng kích động Việc này nhìn như đơn giản, một khi chọc thủng, người người đều hiểu, vừa vặn tại trong cục, như không ai đánh thức, sợ là bọn hắn muốn minh ngộ ra điểm này, thời gian hao phí đem rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lập tức đứng dậy, hướng về thủ lăng nhân cúi đầu, liền ngay cả Bạch Hạo cũng đều tranh thủ thời gian công xuống, mà thủ lăng nhân nói xong câu nói kia về sau, liền lại không có mở miệng, tiếp tục thả câu. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng không có thời gian đi suy nghĩ thủ lăng nhân. Tranh thủ thời gian cùng Bạch Hạo cùng nhau nghiên cứu thôi diễn, mấy ngày về sau, bọn hắn rốt cục đem vấn đề này giải quyết, mặc dù việc này đối với luyện chế thập cửu sắc hỏa, trợ giúp không phải toàn bộ, chỉ là bộ phận, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần luyện chế thập bát sắc hỏa trợ lực, xác thực cực lớn, thậm chí có thể nói, một khi dùng phương pháp này đi luyện chế thập bát sắc hỏa, tỷ lệ thành công của hắn sẽ bộc phát rất rất nhiều, chỉ bất quá duy nhất hạn chế, chính là luyện chế thập bát sắc hỏa cần có thập thất sắc hỏa không thể dùng ngoại nhân luyện đến luyện chế, mà là cần chính hắn luyện ra, mới được, thậm chí chuẩn xác hơn yêu cầu, là từ thập ngũ sắc hỏa bắt đầu, liền cần như vậy, nhưng đây đối với Bạch Tiểu Thuần tới nói, không phải cái vấn đề lớn gì, mặc dù tại giai đoạn trước thời gian chuẩn bị nhiều hơn không ít, nhưng lại có thể làm thập bát sắc hỏa xác xuất thành công tăng nhiều, bản thân cái này cũng đã là có lời vô cùng, dù sao thập bát sắc hỏa mỗi một lần thất bại, hao phí đại giới, đều thực sự quá lớn mắt thấy vấn đề khốn nhiễu chính mình sư đồ hai người, tại thủ lăng nhân dưới một câu, giải quyết dễ dàng, Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo sau khi nhìn nhau một cái, đều lập tức càng tấp nập ở trước mặt thủ lăng nhân thảo luận thập cửu sắc hỏa tiếp xuống mấy cái điểm mấu chốt, tại trong 10 đám thập bát sắc hỏa dung hợp, trong này ba động cùng bất ổn, sẽ ảnh hưởng bọn chúng hòa làm một thể, dung hợp sau áp chế cùng co vào, cũng là vấn đề rất lớn, cần làm sao đi hạn chế một chút, mới có thể để cho ta lấy bây giờ tu vi, cũng có thể đi miễn cưỡng làm đến, còn có không biết thập cửu sắc hỏa, có hay không lôi kiếp A, đủ loại vấn đề này, không ngừng mà từ trong miệng sư đồ hai người nói ra, sau khi mỗi lần mở miệng, bọn hắn đều vụng trộn nhìn về phía thủ lăng nhân, như thủ lăng nhân còn không nói lời nào, bọn hắn liền lập đi lặp lại quay chung quanh vấn đề này nghiên cứu thảo luận, cho đến thủ lăng nhân giống như rơi vào đường cùng, lại đề điểm vài câu, lời của hắn, mỗi lần đều để bạch tiểu thuần cùng bạch hạo cùng hỉ, tất cả vấn đề. Tự hồ đang thủ lăng nhân nơi đó, cũng có thể giải quyết dễ dàng, thậm chí dựa theo thủ lăng nhân cung cấp mạch suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình luyện hỏa tạo nghệ cũng đều tăng lên không ít, mà Bạch Hạo ở trên lý luận vốn là cực cao, hắn xúc động sau so Bạch Tiểu Thuần còn muốn lớn, mỗi lần thủ lăng nhân lời nói, đều như là thiểm điện, để hắn dưới sự suy một ra ba, đối với phối phương của thập cửu sắc hỏa này, sáng tạo đứng lên càng phát ra tâm ứng tay, phối phương cũng càng ngày càng hoàn thiện thậm chí hắn đã tìm tòi đến số lượng thân định chế cảnh giới sáng tạo phối phương là theo bạch tiểu thuần tu vi căn cứ thần trí của hắn căn cứ ưu thế của hắn chuyên môn vì bạch tiểu thuần chế tạo có thể nói toàn bộ mang hoang này cũng chỉ có bạch tiểu thuần có thế dựa theo phối phương này luyện chế những người khác cho dù có phối phương cũng đều luyện không ra thời gian trôi qua rất nhanh lại qua mấy tháng bạch tiểu thuần đã đắm chìm tại trong luyện hỏa cùng bạch hạo cùng một chỗ không nói mất ăn mất ngủ cũng không kém bao nhiêu bọn hắn luyện hỏa tạo nghệ càng là liên tiếp trèo cao càng ngày càng tăng mắt thấy đôi thầy trò này hai người tại trên luyện hỏa đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi mấy tháng thời gian thu hoạch to lớn khó mà hình dung thủ lăng nhân mặc dù vẫn như của mặt không biểu tình có thế chỗ sâu trong mắt không ai có thế nhìn thấy kia lại có ý cười chợt lóe lên những ngày này hắn nhìn như không để ý bạch tiểu thuần cùng bạch hạo nhưng trên thực tế tinh thần của hắn càng nhiều thời điểm không phải tại thả câu, mà là tại quan sát Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo, nhìn xem đôi thầy trò này trong lẫn nhau thảo luận, Bạch Hạo trong lúc vô tình lộ ra đối với hắn sư tôn sùng kính cùng thân tình, nhìn xem trong ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng đều không có phát giác được đối với đệ tử yêu thích, từng cảnh tượng ấy, để thủ lăng nhân trong mắt ý cười càng nhiều một chút, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.